Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 28. Hoàng Thiên và Vũ Thanh đều nhìn chằm chằm xuống dưới tầng, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen, dáng người cao lớn chạy vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn dáng người của người đàn ông này rất cao lớn cường tráng, nhưng khi chạy lại rất linh hoạt, tốc độ cũng rất nhanh. Đuổi theo cũng không kịp nữa, Hoàng Thiên đành xoay người lại, nhặt nửa cục gạch lên. Bên trên cục gạch có buộc một tờ giấy, sau khi gỡ tờ giấy ra, trên đó có viết một dòng chữ nhỏ, Ngài Thiên, 7 giờ tối nay, tại quán Ba Lửa Quỷ, chúng ta đơn độc gặp mặt, Nita. Nét chữ gọt gàng màng cho người ta cảm giác rất thoải mái, trong từng câu chữ không hề có ý thù địch gì, nhìn vào chữ ký, Nita, này, Hoàng Thiên có trực giác rằng người này là một người phụ nữ. Anh đưa tờ giấy này cho Vũ Thanh, anh ta liền nhận lấy xem qua, trong lòng sửng sốt. Sao vậy? Hoàng Thiên thấy Vũ Thanh có vẻ là rất kinh ngạc, không biết là vì sao. Vũ Thanh cầm tờ giấy nói với Hoàng Thiên, cái người Nita này, chính là thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Cái gì? Hoàng Thiên cũng rất kinh ngạc, anh không ngờ rằng thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường lại là một người phụ nữ. Vừa rồi tôi mới nói được một nửa thì cục gạch này được ném vào, thật ra tôi muốn nói, thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường là một người phụ nữ, tên là Nita. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự rất ngạc nhiên, mấy ngày nay anh đang dây dưa với đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, không ngờ rằng thủ lĩnh của tổ chức này lại là một người phụ nữ. Có vài người phụ nữ quả thật rất lợi hại, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường là một tổ chức rất xấu xa, danh tiếng ở nước ngoài khá là vang dội, một người phụ nữ mà có thể đảm đương được chức thủ lĩnh, quả thực khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Cô ta có lai lịch gì? Anh có biết không? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi hỏi Vũ Thanh. Vũ Thanh khẽ gật đầu nói, tôi biết được một ít. Đoàn kỵ sĩ Thánh Đường là do cha của Nita khi còn sống thành lập, sau khi ông ta bị báo thù thì con gái duy nhất của ông ta là Nita lên tiếp quản đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Người ngoài đều cho rằng Nita sẽ không thể ngồi ổn định trên vị trí thủ lĩnh này, nhưng cô ta đã dùng hành động để chứng minh, cô ta chẳng những có thể làm thủ lĩnh mà còn làm tốt hơn cả cha của cô ta. Hoàng Thiên im lặng lắng nghe, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường không dễ đối phó như vậy, cho dù là có giết Nita thì tổ chức này vẫn sẽ sinh sôi không ngừng, sẽ còn tiếp tục cứng rắn trả thù. Cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là cùng nói chuyện với người phụ nữ Nita này, giải quyết chuyện này trong hòa bình mới là điều sáng suốt nhất. Sau khi suy nghĩ như vậy xong thì trong lòng Hoàng Thiên trở nên bình tĩnh hơn, không còn quá nhiều sự thù hận nữa. Cậu Thiên, anh đang suy nghĩ gì vậy? Vũ Thanh thấy Hoàng Thiên im lặng không nói thì tò mò hỏi. Tôi đang suy nghĩ xem vì sao Nita lại hẹn gặp mặt tôi, rốt cuộc trong hồ lô của cô ta muốn làm gì? Hoàng Thiên nói. Vũ Thanh nghe xong thì cười nhạt một tiếng, nói với Hoàng Thiên, tất nhiên là muốn tìm cậu nói chuyện rồi, về phần muốn nói chuyện gì thì đến tối sẽ biết. Hoàng Thiên gật đầu, đúng vậy, đến tối sẽ biết, hiện tại anh cũng chỉ có thể đoán sơ bộ, chắc là Nita muốn anh thả Pôn ra. Ngoại trừ chuyện đó ra thì Hoàng Thiên không nghĩ ra được Nita tìm anh nói chuyện gì. Chúng ta ở đây đã bị họ theo dõi, cậu có muốn chuyển sang chỗ khác không? Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy thì cười một tiếng. Nếu đã bị theo dõi rồi thì cho dù chúng ta có đổi chỗ thì cũng vẫn bị theo dõi thôi. Chúng ta cứ dứt khoát ở đây đi, để xem bọn họ muốn làm gì. Cũng được, vậy thì buổi tối tôi đi với cậu đến quán bar. Vũ Thanh gật đầu nói. Nita nói muốn đơn độc gặp mặt với tôi dẫn anh đi theo, há ra không phải để cô ta chế giễu sao? Hoàng Thiên cười nói. Nhỡ đâu cô ta dẫn theo người thì sao? Như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Thanh hơi lo lắng nói. Hoàng Thiên đương nhiên đã nghĩ đến điều này, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường này chuyện gì mà chả làm ra được, đương nhiên Hoàng Thiên muốn phòng bị một chút. Như vậy đi, anh đợi ở bên ngoài quán bar, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện cho anh. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh vẫn không yên lòng, nhưng mà Hoàng Thiên đã đưa ra quyết định rồi, anh ta không thể nói cái gì nữa. Sau khi Hoàng Thiên nói chuyện với Vũ Thanh xong, anh nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến trạng vạng tối. Anh cùng Vũ Thanh và mấy thuộc hạ đi ra bên ngoài ăn cơm tối, nhìn đồng hồ, đã sắp đến 7 giờ rồi. Hoàng Thiên cũng không chậm trễ nữa, lái xe thẳng đến quán Ba Lửa Quỷ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vũ Thanh mang theo mấy thuộc hạ lái xe theo phía sau Hoàng Thiên, khi đến gần quán Ba thì kiếm một chỗ ẩn nấp. Đương nhiên, trong lòng Hoàng Thiên và Vũ Thanh đều rõ ràng, sợ rằng nhất cử nhất động của bọn họ đều đã bị đoàn kỵ sĩ Thánh Đường theo dõi. Nếu không thì bọn họ cũng không đến mức vừa mới đặt chân đến huyện Thuận Thành đã bị người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường theo dõi.
Điều này cũng khiến bọn họ rất đau đầu, địch ở trong tối mà mình ở ngoài sáng, quả thực rất bị động. Sau khi dừng xe ở trước quán ba lửa quỷ, Hoàng Thiên cất bước đi vào. Cái tên, lửa quỷ, nghe rất là phèn ị, cũng rất phá cách. Cái cách trang trí bên ngoài của chỗ này rất xứng với cái tên của nó, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, nhìn rất giống lửa quỷ. Sau khi Hoàng Thiên tiến vào, Vũ Thành cùng thuộc hạ đã làm xong hết tất cả công tác chuẩn bị, chỉ cần Hoàng Thiên ra hiệu là bọn họ sẽ lập tức xông vào. Đối với thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, Vũ Thành không dám khinh thường, dù sao người phụ nữ này chính là một nhân vật truyền kỳ ở nước ngoài, rất nổi danh trên thế giới. Vũ Thành gặp không biết bao nhiêu người tàn nhẫn và người có năng lực, anh ta cũng gặp rất nhiều tổ chức khó đối phó, nhưng chỉ riêng cái đoàn kỵ sĩ Thánh Đường này là Vũ Thành chưa từng tiếp xúc qua, mới chỉ nghe qua danh tiếng của tổ chức này thôi. Vũ Thành cũng rất ngạc nhiên khi thủ lĩnh của tổ chức này đích thân ra mặt, dù sao đối với Hoàng Thiên mà nói thì đây là một sự khiêu chiến không nhỏ, đối với anh ta mà nói thì đây cũng là một khiêu chiến rất lớn. Đương nhiên, trong lòng Vũ Thành cũng âm thầm bội phụ Hoàng Thiên, có thể đánh cho đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đến mức thủ lĩnh phải đích thân ra mặt, quá trâu bò. Vũ Thành núp ở trong bóng tối âm thầm cảm khái, mà Hoàng Thiên lúc này cũng đã tiến vào trong quán bar. Hoàng Thiên nhìn xung quanh một lượt, quán rượu này vắng vẻ đến đáng thương, chỉ có một đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện trong một góc, còn lại thì không còn người khách nào khác nữa. Không đợi Hoàng Thiên tìm chỗ ngồi, lúc này có một người phụ nữ cao 1m75 bước những bước đi catwalk đi tới. Có lẽ người phụ nữ này vừa đi toilet xong, lúc này đang dùng khăn lau tay, vẻ mặt mỉm cười đi về phía Hoàng Thiên, giày cao gót dưới chân kêu cạch cạch rất có nhịp điệu. Hoàng Thiên quan sát người phụ nữ này một chút, trên tóc choàng khăn vàng, ăn mặc thời thượng, sống mũi cao, có thể nhìn ra được người đẹp này là một đứa con lai. Khí chất mà người đẹp này toát ra rất là khác biệt, rất có sức hấp dẫn đối với người khác phái, khiến cho đàn ông không thể cưỡng lại nổi. Nhìn thấy Hoàng Thiên ngồi ở đó thì người phụ nữ đi tới gần cười nói, ngài Hoàng Thiên, anh rất là đúng giờ đó. Giọng nói cực kỳ êm tai làm cho người nghe cảm thấy cả người đều run lên, ngoài ra còn có loại cảm giác tim đập nhanh hơn. Cũng không biết người phụ nữ xinh đẹp này dùng loại nước hoa gì, mùi hương xông vào mũi cảm giác thật là thoải mái làm cho trong lòng Hoàng Thiên run lên. Hoàng Thiên rất ít khi có loại cảm giác như thế này. Anh cũng đã từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng mà bởi vì trong lòng anh có Lâm Ngọc An cho nên không thể chứa thêm người phụ nữ nào khác, vì vậy anh không có phản ứng quá lớn. Thế nhưng đêm nay lại khác, Hoàng Thiên vẫn rất ngổn ngang trước vẻ đẹp lai của người phụ nữ này. Không có cách nào, Hoàng Thiên cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, xem như có thể kiểm soát trái tim nhưng lại không thể kiểm soát được sự thành thật và bản năng của cơ thể. Cô chính là Nita. Hoàng Thiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt hỏi. Đúng vậy, tôi chính là Nita mà anh ngày đêm mong nhớ. Nita nói ngôn ngữ Việt tương đối lưu loát, lúc nói những lời này thì cô ta đã ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thiên. Điều này, Hoàng Thiên thật sự là cực kỳ ngạc nhiên, chẳng lẽ Nita không đề phòng chút nào sao? Lá gan của cô ta cũng không nhỏ, vậy mà lại dám ngồi sát như thế. Cô Nita, tôi đã nhìn thấy tờ giấy mà cô ném cho tôi, chúng ta đừng vòng vo nữa, cô muốn nói chuyện với tôi vậy thì nói đi. Hoàng Thiên nói thẳng. Anh không muốn nói những lời vô ích với Nita. Nguyên nhân quan trọng nhất là Hoàng Thiên phát hiện ra Nita rất đẹp đẽ, nếu như tiếp xúc với cô ta quá nhiều thì không tốt. Nói không chừng lúc nào đó anh không chịu được thì sẽ ngỏ lời với cô gái lai xinh đẹp này. Nita vẫn luôn chú ý tới phản ứng của Hoàng Thiên, khi cô ta thấy Hoàng Thiên đối với mình không nóng không lạnh thì cô ta thực sự rất ngạc nhiên. Phải biết rằng bất luận là nơi nào mà cô ta xuất hiện ở trên thế giới thì sẽ có vô số ánh mắt của đàn ông nhìn về phía cô ta. Nita đã quen với loại ánh mắt mong đợi mãnh liệt đó rồi. Cho tới bây giờ chưa từng có người đàn ông nào có thể thờ ơ với cô ta, Hoàng Thiên được xem như là người đầu tiên. Ha ha, anh Hoàng Thiên thật là sảng khoái. Vậy được thôi, chúng ta hãy nói về chuyện chính đáng. Nita nói rồi vỗ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi tới. Cô ta hẳn là đã sắp xếp xong xuôi hết, ngay cả rượu và mâm đựng trái cây cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần cô ta vỗ tay thì nhân viên phục vụ sẽ bưng hai bình rượu vang tới. Đây là lần đầu tiên Nita tới quán ba kiểu này, dựa vào thân phận của cô ta thì cho tới bây giờ cô ta chưa từng tới nơi có đẳng cấp thấp như thế này. Nhưng đêm nay thì khác, cô ta cố ý chọn quán ba yên lặng như thế này để tiện nói chuyện với Hoàng Thiên hơn. Đương nhiên Hoàng Thiên cũng hiểu rõ mưu đồ của Nita, chẳng qua có thể khẳng định là anh không thể uống rượu với Nita, có trời mới biết cô ta có động tay chân vào trong rượu hay không. Nita cũng không quản nhiều như vậy, lúc này cô ta đang rót rượu cho Hoàng Thiên rồi vừa cười vừa nói,
Nào anh Hoàng Thiên, trước khi chúng ta nói chuyện thì cạn một ly trước nhé. Nói xong Nita dò xét nâng ly đến trước mặt chuẩn bị chạm ly với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thậm chí còn không cầm ly rượu lên, đây không phải là chuyện có nể mặt hay không, đối phương có thể được xem như là đối thủ một mất một còn nên Hoàng Thiên không thể không đề phòng. Uống rượu thì miễn đi, cô có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng, tôi rất bận. Hoàng Thiên nói với Nita. Nita sửng sốt nhưng lại không nổi nóng mà cười nói, tôi nghe nói anh Hoàng Thiên là người tài giỏi giữa đám người, sao thế, chẳng lẽ anh sợ tôi bỏ thuốc độc vào trong rượu sao? Nhìn thấy Nita nói như vậy thì Hoàng Thiên cũng cười, cô Nita, phép khích tướng vô dụng với tôi, cô vẫn không nên uổng phí sức lực thì hơn, tôi sẽ không uống ly rượu này. Ha ha, vậy thì được thôi anh Hoàng Thiên, tôi uống trước rồi lại nói, anh cứ tùy ý đi. Nita cười khanh khách rồi một hơi uống cạn sạch ly rượu vang đỏ. Hoàng Thiên nhìn Nita uống hết nhưng cũng không thể chứng minh được ly rượu của anh sẽ không có vấn đề, cho nên Hoàng Thiên hoàn toàn không có ý định uống ly rượu này. Anh nhìn thấy rồi chứ? Rượu này không có vấn đề gì hết, chẳng lẽ anh không muốn uống với tôi mấy ly sao? Nita cười dễ thương, giọng nói lại càng cực kỳ êm tai. Hoàng Thiên nhìn thấy Nita còn chớp mắt với mình thì anh cũng đã hiểu rõ, dáng vẻ của người phụ nữ này là cố ý, cô ta còn muốn dùng mỹ nhân kế nữa chứ? Nghĩ đến đây Hoàng Thiên ổn định tâm thần rồi nói với Nita đang ngồi ở bên cạnh, cô Nita, tôi thừa nhận cô có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng mà sức quyến rũ của cô lại không thể hấp dẫn được tôi, cô không cần phải uổng phí sức lực như vậy đâu. Nita giật mình, trong lòng cô ta cảm thấy hơi không thoải mái. Cô ta đã thăm dò nhiều lần, cuối cùng còn tay trắng trở về, Hoàng Thiên không bị cô ta lôi cuốn làm cho cô ta có cảm giác thất bại. Được thôi, vậy thì chúng ta hãy nói chuyện nghiêm chỉnh. Tôi có hai yêu cầu. Thứ nhất là tôi muốn loại bỏ người làm việc không có lợi Khương Kỳ, hy vọng anh Hoàng Thiên đừng nhúng tay vào việc này. Thứ hai, xin anh Hoàng Thiên hãy thả Pol ra, tôi chắc chắn phải đưa anh ta rời khỏi Việt Nam. Nita rất lưu loát thẳng thắn đưa ra hai yêu cầu với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không ngờ Nita lại có thể nói như vậy, Hoàng Thiên không thể tiếp nhận hai yêu cầu này. Hôm nay Khương Kỳ đã tới nhà của Hoàng Thiên thì chẳng khác gì là cầu cứu Hoàng Thiên, mà Hoàng Thiên cũng đã ngầm đồng ý sẽ không để Khương Kỳ xảy ra chuyện. Cho nên không thể nào không nhúng tay vào, Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không thả Pol ra, anh cũng sẽ không thả mấy tên cấp dưới của Pol. Ha ha, cô Nita thực sự là mạnh mẽ, vậy mà lại trực tiếp đưa yêu cầu với tôi. Hoàng Thiên cười giễu nhìn Nita nói. Sắc mặt Nita hơi trầm xuống nói với Hoàng Thiên, tôi biết là không nên xem thường thực lực của anh Hoàng Thiên, nhưng anh cũng đừng quên đoàn kỵ sĩ thánh đường của chúng tôi làm nghề gì. Hôm nay các anh vừa mới tới huyện Thuận Thành thì tôi đã có thể tới tìm anh không cảm thấy là mình đang sống ở dưới lưỡi dao sao? Nếu như tôi muốn lấy mạng của anh thì rất đơn giản. Nghe thấy Nita bắt đầu dõng dạc như vậy thì Hoàng Thiên cũng thật sự choáng váng. Cô gái này còn có thể kiêu căng hơn nữa sao? Khoảng thời gian trước cô đã muốn lấy mạng tôi rồi không phải sao? Nếu như đơn giản như cô nói thì tại sao phải đến mức hai lần phái kẻ giết người ra chứ, lại còn tự mình tới tìm tôi nữa? Hoàng Thiên cười lạnh lùng hỏi Nita. Một câu nói đã chạm đến chỗ đau của Nita, đúng vậy, cô ta xác thực đã hai lần phái người tới đối phó với Hoàng Thiên, muốn lấy mạng Hoàng Thiên. Lần đầu tiên là bạn trai của Phượng Đen, lần thứ hai chính là Pol. Về phần Khương Kỳ thì chỉ là tay sau của Pol mà thôi, Nita phái Khương Kỳ tới nghĩ cách để cứu Pol. Khương Kỳ không thể hoàn thành sứ mệnh nên Nita rất tức giận, lúc này cô ta mới tự mình đến Viêm Hạ muốn cứu Pol về, cùng lúc đó sẽ trừng phạt Khương Kỳ. Chắc chắn phải cứu Pol về, tổng đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường cũng xem như cánh tay phải đắc lực của Nita. Ngài Hoàng Thiên, nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao? Đôi mắt xinh đẹp của Nita tỏa ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhìn thẳng vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã có thể nhìn ra, tuy nói dáng dấp Nita tương đối xinh đẹp mê người, nhưng tuyệt đối lại là một kẻ hung hãn, sự hung ác trong ánh mắt của cô ta tuyệt đối không phải là giả vờ. Thậm chí anh có thể khẳng định người phụ nữ này đã từng giết người. Giọng điệu uy hiếp thì Hoàng Thiên đương nhiên cũng nghe thấy. Đối với Hoàng Thiên mà nói, anh không sợ nhất chính là người uy hiếp anh, mà anh ghét nhất cũng chính là điểm này. Thấy Nita còn dám dùng giọng điệu uy hiếp này, vẻ mặt Hoàng Thiên cũng chìm xuống. Cô Nita, cô đang hù tôi à? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, cũng nhìn thẳng Nita. Bốn mắt nhìn nhau, Nita phát hiện trong ánh mắt Hoàng Thiên đầy chết chóc. Khí thế tuyệt đối không gạt cô ta. Lúc đầu cô ta muốn hù dọa Hoàng Thiên, như thế thì cái gì cũng giải quyết được, nhưng bây giờ xem ra là cô ta suy nghĩ quá đơn giản.
vốn không hù dọa được Hoàng Thiên, lần này khó nhằn. Ha ha, quả nhiên nghe danh không bằng mắt thấy, ngài Hoàng Thiên, tôi đã có nhận thức mới với anh. Nita nở nụ cười xinh đẹp, giọng điệu cũng hòa dịu hơn. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy buồn cười, cô nàng này vậy mà còn chơi trò vừa đấm vừa xoa, cũng không nhìn xem cô ta đang chơi với ai. Có nhận thức mới thì sao? Không phải cô muốn đối nghịch với tôi à? Hoàng Thiên nhìn Nita lạnh giọng nói. Cảm thấy hơi thở nguy hiểm trên người Hoàng Thiên, Nita cũng không bình tĩnh như vậy, bởi vì trực giác của cô ta nói cho cô ta biết Hoàng Thiên dường như muốn ra tay với cô ta. Tên này khó đối phó. Nita thầm tính toán trong lòng, cô ta đưa bàn tay ra bên hông chuẩn bị móc dao ra. Hoàng Thiên cũng xem như người đã trải qua trăm trận chiến, anh đương nhiên nhìn ra được động tác nhỏ này của Nita. Cô đem theo bao nhiêu thuộc hạ, bảo bọn họ đi ra hết đi, nếu như cô muốn ra tay thì tôi chiều. Hoàng Thiên nói với Nita. Một câu hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Nita, cô ta đột nhiên phát hiện nếu cô ta thật sự ra tay với Hoàng Thiên thì cô ta chưa hẳn sẽ chiếm được lợi lộc gì. Hơn nữa dường như Hoàng Thiên đã sớm nhìn thấu tất cả ý tưởng trong lòng cô ta, điều này khiến cô ta cảm thấy càng đáng sợ. Ngài Hoàng Thiên, không phải tới đường cùng thì tôi cũng không muốn giải quyết bằng vũ lực, người Việt Nam các người có câu thành ngữ xưa là dĩ hòa vi quý đúng không? Nita xích lại gần Hoàng Thiên, cô ta nói với Hoàng Thiên bằng hơi thở như hoa lan. Hoàng Thiên thật sự không chịu nổi, cũng không biết cô nàng này đang giở trò quỷ gì, cần gì phải đến gần như vậy, giống như cố ý vậy. Xem ra cô còn hiểu rất rõ người Việt Nam chúng tôi, từng sống ở đây à? Hoàng Thiên cười nhàn nhạt một tiếng hỏi lại Nita. Ở được một thời gian, Việt Nam là nước tôi ưa thích. Dáng vẻ Nita rất say mê, cô ta mỉm cười nói. Thôi cô Nita, chúng ta cũng không cần vòng vo, bây giờ tôi cho cô một câu trả lời chắc chắn và rõ ràng, Khương Kỳ kia cô cũng không cần động đến anh ta, về phần Pol và thuộc hạ của Pol, tôi cũng sẽ không thả. Hoàng Thiên nói đến đây thì ngừng một lúc rồi nói tiếp, hơn nữa, tôi khuyên cô lập tức về nước của cô đi, đừng đến làm phiền tôi nữa, nếu không kết quả của cô sẽ rất thảm, cô ghi nhớ câu nói này của tôi nhé. Nói xong những lời này, Hoàng Thiên hờ hững nhìn Nita bên cạnh một chút, tâm trạng bình tĩnh lại thả lỏng, dường như không hề để Nita vào mắt. Sự thật cũng như thế, đừng nhìn Nita là thủ lĩnh đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, nhưng trong mắt Hoàng Thiên thì thật sự không có gì to tát. Chỉ chẳng qua quy mô của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường hẳn rất lớn, loại tổ chức này vẫn rất phiền phức, Hoàng Thiên đành biến chiến tranh thành tơ lụa với cô ta. Nhưng Nita sao có thể bỏ qua như vậy? Cô ta đưa ra hai yêu cầu thế mà đều bị Hoàng Thiên bác bỏ cho qua, điều này khiến cô ta cảm thấy không thể chịu được. Được ngài Hoàng Thiên, thái độ của anh tôi đã rõ, như vậy từ giờ trở đi anh và người bên cạnh đều chuẩn bị trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ mỗi ngày đi. Nita lạnh lùng nói với Hoàng Thiên. Cô lại dám uy hiếp tôi. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lúc này đã chuẩn bị ra tay. Một phen vừa rồi của Nita đã hoàn toàn chọc tức Hoàng Thiên. Đối phó Hoàng Thiên thế nào thì Hoàng Thiên cũng đều sẽ không tức giận, chỉ có uy hiếp người nhà anh thì mới đụng vào vảy ngược của anh. Anh cũng có thể hiểu như vậy. Nita không còn dùng khuôn mặt tươi cười đối đãi nữa, sắc mặt cô ta không tốt lắm, tay đã để bên hông, cô ta móc dao ra. Vậy thì tốt, cô đi với tôi một chuyến. Chắc hẳn sau này cô cũng sẽ ở Việt Nam luôn. Hoàng Thiên lạnh lùng cười nói. Anh đi chết đi, Hoàng Thiên đáng chết. Nita thực sự không kìm nén nỗi sự tức giận, cô ta tức muốn điên lên, cô ta dùng dao đâm qua cổ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng giật mình sợ hãi, bởi vì tốc đạo vung đao của Nita thực sự quá nhanh, nhanh như tia chớp, nếu như là người bình thường bị cô ta công kích như vậy thì khẳng định đã ngỏm. Nhưng Hoàng Thiên đâu phải kẻ bình thường. Huống chi còn có trạng thái đề phòng, lúc này Hoàng Thiên không trốn tránh, anh duỗi tay tóm lấy cổ tay Nita. À anh! Nita quá sợ hãi, cô ta tuyệt đối có tự tin rằng sau khi đâm một dao này ra thì có thể quật ngã Hoàng Thiên, thậm chí đưa Hoàng Thiên đến âm tào địa phủ. Nhưng nào ngờ phản ứng của Hoàng Thiên nhanh vô cùng, tay lớn tìm tòi đã bắt được cổ tay cô ta, thực sự không dám tưởng tượng. Nhưng càng khiến cô ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau, cổ tay cô ta giống như bị một thanh thép kẹp chặt. Đau đến nỗi mồ hôi lạnh của cô ta ứa ra, xém chút nữa đau thành tiếng. Nếu kêu thành tiếng thì xem như đánh mất giá trị bản thân, cô ta là thủ lĩnh đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đấy. Nita cố nhịn đau, vẻ mặt cô ta như ăn trứng thối, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trừng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không có sử dụng hết sức mạnh, nếu không cổ tay của Nita thật sự đã bị gãy mất. Nhìn cô ta là người đẹp nên Hoàng Thiên mới không có không thương hương tiếc ngọc. Cô nói một cô gái như cô. Cô không thể nho nhã một chút sao?
Đừng hễ nói chuyện là cứ động thương động dao, cô cho rằng nơi đây là đâu? Tôi cho cô biết, nơi đây là Việt Nam. Hoàng Thiên cao giọng nói với Nita. Việt Nam thì sao? Hoàng Thiên, anh thả tôi ra ngay lập tức. Nita vô cùng tức giận, lúc nói lời này, cô ta đá một phát vào bụng Hoàng Thiên. Phanh! Hoàng Thiên đá một phát đá chân Nita về. A! À, Nita đau đớn kêu một tiếng, đôi chân dài xém chút bị gãy, thật sự khổ không thể tả. Hai chiêu liên tiếp cũng không làm được gì Hoàng Thiên, ngược lại cô ta còn phải bị lỗ vốn, cô ta thực sự không thể nhịn được. Việt Nam thì sao, cô thật sự rất quen thuộc, bây giờ tôi để cô biết Việt Nam lợi hại thế nào. Hoàng Thiên lạnh lùng nói xong, bàn tay lớn đột nhiên dùng sức, chỉ thấy sau khi Nita đau đớn kêu một tiếng thì đã không cầm nổi con dao trong tay nữa. Hoàng Thiên nhanh chóng đoạt lấy con dao, sau đó gác lên cổ Nita. Chỉ cần tay tôi khẽ cử động thì cái mạng nhỏ của cô sẽ vứt ở Việt Nam, bây giờ cô biết Việt Nam không phải nơi cô có thể náo loạn rồi chứ. Hoàng Thiên nhìn Nita nói. Nita tức giận đến đau bụng, cho dù cô ta đã sớm đoán được thực lực của Hoàng Thiên không tầm thường, nhưng cũng không ngờ Hoàng Thiên sẽ lợi hại như vậy. Tất cả đều đi ra giết Hoàng Thiên cho tôi. Dưới cơn tức giận, Nita rốt cuộc lớn tiếng ra lệnh. Lời cô vừa thốt ra, trong một cửa ngầm nhỏ của quán bar nhanh chóng xông ra một đám người. Đối với chuyện này, từ sớm Hoàng Thiên đã có sự chuẩn bị rồi. Từ lúc bước vào bên trong quán ba lửa quỷ, Hoàng Thiên đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, đó chính là đối mắt với những bố trí thiên la địa võng của Nita tại chỗ này. Một khi thấy đã hoàn toàn trở mặt rồi, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Vũ Thanh. Đương nhiên, vốn dĩ là không cần phải nói nhiều lời, chỉ cần gọi cho Vũ Thanh, thì khi Vũ Thanh nhận được điện thoại của anh sẽ biết cần làm gì. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên lấy điện thoại ra bấm số gọi đi. Nita lạnh lùng cười một cái, hừ hừ ngài Thiên, anh gọi điện thoại để chỉ viên cho anh hả? Không có ích gì đâu, người của anh tuyệt nhiên là không vào được đến đây đâu. Hoàng Thiên nghe xong thì vô cùng bất lực, khẩu khí của Nita này đúng thật là cũng không nhỏ, lại dám nói Vũ Thanh không vào được bên trong quán ba nhỏ xíu này. Cô cũng kiêu căng quá đó, nói cho cô biết, Việt Nam không phải là chỗ cô có thể dở thói ngang ngược đâu, cô không nên đến đây. Hoàng Thiên nói rồi, đã từ từ tiến lại gần Nita. Trước tiên là khống chế cô ta trước, xong rồi chuyện gì cũng dễ nói. Chỉ là Nita nào dễ khống chế như thế, người đàn bà này nhìn thân hình thì có vẻ rất mạnh mai, yêu không đến mức gió thổi là bay, nhưng một khi ra tay, lại vô cùng lạnh lẽ sắc bén. Chỉ thấy Nita lùi về phía sau, động tác lùi về sau rất nhanh, không đến một giây, đã lùi đến phía sau lưng đàn em của cô ta. Số người lao ra có đến 5-6 người, nhưng người này cơ bản đều là người nước ngoài. Chỉ có một người, trông giống như người Việt Nam. Nhưng cũng chính là người có giống người Việt Nam này láo lên trước, xem ra rất có thể là thủ lĩnh của mấy người nước ngoài này. Người này tầm 28, 9 tuổi, trên người mặc một bộ vest đen, những đường nét trên gương mặt thể hiện sự rất rõ sự thông minh, trông cũng có chút đẹp trai, chỉ là trong đôi mắt đen sâu thắm, tràn đầy ánh nhìn hung ác. Họ Hoàng kia, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày. Cái tên mặc đồ vest này gầm lên một tiếng. Sau đó tung vung lên một cây gậy sắt đánh về phía Hoàng Thiên, nhằm thẳng vào đầu của Hoàng Thiên. Một gậy này sức lực vô cùng lớn, tốc độ cũng cực nhanh, hiển nhiên là muốn một gậy đánh chết Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không hề cố đón lấy, sau khi xoay người né tránh một gậy này, anh nghiêng người một chân đá thẳng đến háng của người đàn ông mặc đồ tây. Người đàn ông mặc đồ tây đó cũng không hàm hồ, thấy Hoàng Thiên đá một cước qua đây, gã ta xẹt qua một bên, hiển nhiên rất nhẹ nhàng đã tránh được một cước này của Hoàng Thiên. Việc này khiến Hoàng Thiên rất ngạc nhiên, anh ra chiêu siêu nhanh, dù cho đối phương có từng luyện qua, cũng sẽ rất khó tránh được cú đá này, mà người đàn ông mặc đồ tây trước mặt, lại có nhanh nhẹn né tránh, thật sự không dám tưởng tượng. Hừ hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh, Hoàng Thiên, hôm nay tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là cao thủ. Người đàn ông mặc đồ tây hừ lạnh lùng một tiếng, sau đó đột nhiên nhảy cao hơn một mét, hai tay nắm chặt gậy sắt, mạnh mẽ đánh từ trên xuống. Một gậy này rõ ràng là muốn giết chết Hoàng Thiên ngay, ra tay cũng rất tàn độc, một chút cũng không chừa được lui. Hoàng Thiên cũng bị tên chọc cho nổi giận, cái thể loại cặn bã này, cho rằng mình giỏi đến đâu chứ, còn nhảy lên đánh xuống nữa. Lướt nhẹ thân mình qua một bên, Hoàng Thiên rất nhanh đã né tránh được một cú chí mạng này. Răng rắc, cái bàn sau lưng của Hoàng Thiên đã bị đập đến lộn ngược lại, trái cây và rượu vang trên bàn đều đã bị đổ hết xuống đất, một mà hỗn loạn. Các ngươi cũng cùng lên đi. Ai giết chết được Hoàng Thiên sẽ được trọng thưởng. Nita ở đằng sau đôn thúc, ra lệnh cho mấy người còn ở đó cùng lên để đối phó Hoàng Thiên. Lúc này,
người đàn ông mặc đồ Tây thống lĩnh 4 tên nước ngoài, cùng nhau mạnh mẽ công kích Hoàng Thiên, hận không thể một cú đánh chết Hoàng Thiên ngay tại chỗ. 4 người nước ngoài trong tay cũng cầm 4 vũ khí, 3 tên cầm gậy sắt, còn tên còn lại cầm một thanh đao ngắn, muốn tìm cơ hội đâm Hoàng Thiên. Khả năng của 4 người này cũng được đó, Hoàng Thiên một người đánh 5 người, tình cảnh trước mắt hiển nhiên tương đối mất sức. Trong lúc không còn cách nào khác, Hoàng Thiên chỉ có thể lùi lại phía sau, lùi đến chỗ bàn đôi nam nữ đang ngồi. Hoàng Thiên thấy lạ là tại sao đôi trai gái trẻ tuổi này lại còn có thể ngồi lại ở rượu nói chuyện, dường như không hề bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi. Điều này không hợp lý, Chu Thiến cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không đủ thời gian để nghĩ đến mấy chuyện này. Hoàng Thiên, nộp mạng đi. Người đàn ông mặc bộ đồ Tây gầm lên, xoay cây gậy sắt trong tay, đánh tới tấp về phía Hoàng Thiên. Bộp. Khi Hoàng Thiên đồng thời né tránh một gậy này, nhắm vào ngực của người đàn ông mặc bộ đồ Tây, tung ra một cước mạnh mẽ. Ôi da! Người đàn ông mặc bộ đồ Tây thét lên một tiếng, trả giá cho sự kiêu căng của chính gã ta, lồng ngực của gã ta đã bị Hoàng Thiên một cước đá trúng, ngã bay ra ngoài. Phình phịch một tiếng, người đàn ông mặc đồ Tây ngã lộn vòng trên đất, cây gậy sắt trong tay cũng nằm không vững nữa, rơi xuống mặt đất. Cái này! 4 tên nước ngoài còn lại đều sửng sốt. Họ không thể ngược được người đàn ông mặt bộ đồ Tây này lại bị Hoàng Thiên đánh đến thê thảm như thế. Hoàng Thiên vừa muốn tiến lên nghịch chiến với 4 tên nước ngoài kia, nhưng lại đúng ngay lúc này, anh cảm thấy có một luồng gió xẹt đến đánh úp sau lưng anh. Dường như xuất phát từ phản xạ bản năng, Hoàng Thiên lao đến trước một bước, tốc độ nhanh đến chóng mặt, trực tiếp lao đến trước mặt của 4 tên nước ngoài kia. Nhanh chóng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đôi trai gái vừa rồi còn đang trò chuyện uống rượu, giờ trong tay mỗi người lại cầm một thanh đao. Còn chuẩn bị sẵn sàng tư thế đâm. Nếu như không phải do Hoàng Thiên né tránh nhanh, có lẽ lúc này đã bị xuyên thủng 2 lỗ rồi. Bà nội cha nó, đúng là thâm độc mà. Hoàng Thiên trong lòng chửi thầm, xem ra quán ba lửa quỷ này, sớm đã được Nita sắp xếp hết rồi, thật ra một khách hàng cũng không có, đôi trai gái trẻ tuổi này, nãy giờ là đang giả làm khách hàng của quán ba, ẩn mình tìm cơ hội đánh lén. Thật là quá vô dụng mà, nhiều người như thế, lại không thể xử lý được một tên Hoàng Thiên hả? Nita ở đằng sau tương đối phẫn nộ rồi, trước là trừng mắt liếc nhìn tên đàn ông mặc đồ Tây, sau đó lại trợn mắt lên nhìn 4 tên người nước ngoài, sau nữa là đôi trai gái trẻ tuổi kia. Sắc mặt của người đàn ông mặc đồ Tây ngượng ngùng, bò từ dưới đất lên, nhìn Nita nói, thủ lĩnh, vừa rồi là tôi quá sơ ý, tên họ Hoàng này lợi dụng lỗ hổng đá tới. Im miệng đi Đoàn Phong, trước đây cậu nói bốc nói phét với tôi như thế nào? Cậu nói chắc chắn có thể một mình giết chết Hoàng Thiên, có đúng không? Nita khiển trách nói, người đàn ông mặc bộ đồ Tây tên là Đoàn Phong, cũng được coi là sát thủ đắt giá dưới trướng của Nita, trước giờ rất được coi trọng. Nhưng gã ta không thể ngờ được là, Hoàng Thiên lại lợi hại đến thế, hại gã ta bị thủ lĩnh khiển trách. Sau khi bị Nita khiển trách, Đoàn Phong xấu hổ đến tức giận, gã ta lượn cây gậy sát dưới mặt đất lên, đi về hướng của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy thật phiền phức, mấy cái thể loại cặn bã này, thật là muốn tự tìm đến cái chết quá mà. Nhìn thấy Đoàn Phong còn dám lao đến, Hoàng Thiên nhìn thẳng tên nhóc này, nhất định phải cho gã ta biết mùi lợi hại. Chỉ thấy thân hình của Hoàng Thiên lướt qua, đã đi đến chỗ Đoàn Phong. 4 tên nước ngoài mới vừa tính ngăn lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Hoàng Thiên đã xẹt qua người của họ. Đoàn Phong không ngờ được tốc độ của Hoàng Thiên lại nhanh đến vậy, mà Hoàng Thiên không những không lùi bước, còn chủ động lao đến, thật khiến gã ta quá đỗi ngạc nhiên. Không đợi cho Đoàn Phong phản ứng lại. Hoàng Thiên vương bàn tay to lớn ra, bắt lấy cây gậy trong tay của Đoàn Phong. Không tốt, Đoàn Phong lập tức nhận ra không ổn, côn sắt trong tay đã bị Hoàng Thiên nắm chặt lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Hoàng Thiên giật đi. Bụp, cú đá này Hoàng Thiên dùng hết sức để đá, chính là muốn đá chết Đoàn Phong. Đoàn Phong cảm giác ngực mình như bị một tảng đá lớn đập vào, đau đến mức gã ta kêu gào lên một tiếng, văng ra xa 4, 5 mét, ngã ở gần quầy ba. Rầm rầm một tiếng. Kèm theo đó là tiếng hét của Đoàn Phong, con hàng này suýt nữa là đã đi gặp Diêm Vương báo danh, quay đầu một cái phun ra một ngụm máu tươi, chỉ còn lại nửa cái mạng. Điều này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều choáng váng, đặc biệt là cái cặp đôi nam nữ tay cầm dao kia, quên cả việc tấn công công Hoàng Thiên. 4 người ngoại quốc kia thì cứ ngơ ngác xung đó, không biết phải làm sao. Bọn họ không ngờ Hoàng Thiên lại có thực lực như vậy, bọn họ cho rằng chỉ cần Hoàng Thiên một mình đến quán ba lửa quỷ. Vậy thì cho dù anh có mọc cánh cũng khó thoát khỏi đây. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ đều đã nghĩ sai rồi, Hoàng Thiên chẳng những có thể chạy thoát bất cứ lúc nào, thậm chí còn có khả năng tiêu diệt hết bọn họ.
một đám vô dụng, lên hết cho tôi, giết chết Hoàng Thiên. Vì để cho Đoàn Phong và cặp đôi nam nữ kia nghe hiểu được nên Nita dùng tiếng Việt Nam để mắng chửi, ra lệnh cho bọn họ cùng nhau xông lên. Lúc này Đoàn Phong đã gần như què quặt rồi, sau khi bị đá trọng thương, gã ta cảm thấy như ngũ tạng lục phủ đều bị lệch hết khỏi vị trí, làm gì còn sức mà gượng dậy nữa. Bốn người ngoại quốc vẫn rất phục tùng mệnh lệnh của Nita, bọn họ không dám làm trái lời cô ta, Nita chính là thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, ở trong lòng bọn họ, cô ta chính là một sự tồn tại giống như thần vậy. Bốn người vừa định cầm vũ khí lên xử lý Hoàng Thiên, nhưng đúng lúc này có mấy người từ bên ngoài xông vào quán bar. Người dẫn đầu chính là Vũ Thanh, theo ở phía sau anh ta chính là mấy người thuộc hạ. Bọn họ có thể coi như đã dùng tốc độ nhanh nhất để xông vào, tính từ lúc Hoàng Thiên ra tay tới giờ Vân chưa đến một phút, Vân khá nhanh. Thấy có người xông tới, cặp đôi nam nữ kia nhanh chóng lấy ra hai gói bột rồi hất về phía đám người Vũ Thanh. Bột phấn lập tức bao phủ hết đám người Vũ Thanh. Đây là thứ bột phấn có thể khiến người ta hôn mê, trước đây cặp nam nữ này không ít lần dùng thứ này, có thể nói là bách phát bách trúng, bọn họ cho rằng lần này chắc chắn cũng sẽ có hiệu quả. Thế nhưng bọn họ nghĩ sai rồi, Vũ Thanh cũng thuộc hạ của anh ta đều đã được trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, đặc biệt là Vũ Thanh, anh ta chính là cao thủ trong cao thủ. Khả năng ứng biến của bọn họ vượt xa người bình thường, mặc dù mấy cái thứ bột phấn này được ném ra rất đột ngột, nhưng đám người Vũ Thanh cũng phản ứng rất nhanh, tất cả đều ngừng hô hấp. Bột phấn không có ảnh hưởng quá lớn gì đến đám người Vũ Thanh, ngược lại bọn họ còn dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến gần cặp đôi nam nữ. Rầm rầm, hai âm thanh nặng tai vang lên, cặp đôi nam nữ đều gục trên mặt đất, khó mà đứng dậy được. Người ra tay chính là Vũ Thanh, anh ta đã dùng tốc độ cực nhanh xử lý hai tên chuyên dùng ám chiêu này. Làm càn, Nita trợn mắt nhìn cảnh tượng này, cô ta thực sự tức giận đến mức đầu muốn nổ tung. Cô ta cũng biết Vũ Thanh. Tuy rằng không biết Vũ Thanh có thân phận gì, Hoàng Thiên dẫn theo Vũ Thanh từ thành phố Bắc Ninh tới tận huyện Thuận Thành, những chuyện này cô ta nắm chắc trong lòng bàn tay. Chỉ là cô ta không ngờ đám người Vũ Thanh lại lợi hại như vậy, vừa bước chân vào cửa đã đánh gục hai tên thuộc hạ của cô ta. Ha ha, nói tiếng Việt Nam khá chuẩn đó nhỉ, cô chính là Nita sao? Vũ Thanh cười nói, cất bước đi tới. Nita nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh vẫn cọc cười được này của Vũ Thanh thì tức muốn ói máu. Tốt xấu gì thì cô ta cũng là thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, tuy rằng không lợi hại như cha cô ta, nhưng cũng rất lợi hại, khi còn ở nước ngoài, có ai dám vô lễ với cô ta như vậy. Tới Việt Nam xong cô ta hết lần này tới lần khác gặp khó khăn, điều này khiến Nita muốn bốc hỏa. Đúng vậy, nếu đã biết tôi là ai rồi, anh còn dám giúp đỡ Hoàng Thiên. Chẳng lẽ anh không sợ chết à? Nita lớn tiếng quát, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vũ Thanh. Vũ Thanh cười ha ha một trận. Anh ta thấy cái đoàn kỵ sĩ Thánh Đường này cũng chẳng là vấn đề gì lớn, coi như Nita là thủ lĩnh của tổ chức này thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhìn thấy Nita còn ỷ vào thân phận của mình ở đây dương oai diễu võ, trong lòng Vũ Thanh càng cảm thấy rất buồn cười. Cô Nita, tôi biết cô là thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, ở nước ngoài rất là châu bò, nhưng cô không nên đến Việt Nam giả làm một con bê, hiểu chứ? Vũ Thanh cười nói với Nita. Giả làm con bê là có ý gì? Nita bị lời nói của Vũ Thanh làm cho mịt mù, tức giận nhìn chằm chằm Vũ Thanh nói. Vũ Thanh thật sự không nhịn được cười, Hoàng Thiên cũng như thế vậy, cái cô Nita này nhiều lúc cũng thật thú vị. Nói cho cô nghe thì cô cũng không hiểu, tôi nói cho cô Nita biết, cô không đến Việt Nam đối nghịch với cậu Thiên, điều này sẽ khiến cô vứt bỏ cái mạng nhỏ của cô đấy. Vũ Thanh rất là hòa khí nói với Nita. Đây chính là chỗ thông minh của Vũ Thanh, anh ta có thể hiểu rõ tâm tư của Hoàng Thiên. Biết mục đích của Hoàng Thiên không phải là giết Nita, bởi vì cho dù Nita chết thì những người khác của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường vẫn sẽ tới Việt Nam kiếm chuyện, sự trả thù sẽ càng thêm lợi hại. Đấy không phải kết quả Hoàng Thiên muốn nhìn thấy, Vũ Thanh vẫn có thể hiểu được tâm tư của Hoàng Thiên. Cho nên Vũ Thanh đã không đánh ngã Nita ngay lập tức, mà thay vào đó là nói chuyện với cô ta. Nita run lên vì tức giận, cô ta cảm thấy tối nay chính là buổi tối đen tối nhất trong cuộc đời cô ta từ trước đến giờ. Không những không bắt được Hoàng Thiên, khi Hoàng Thiên đã vào quán ba một mình, bọn họ cũng không thể làm gì được Hoàng Thiên. Điều khiến cô ta khó mà tiếp nhận nổi, Đoàn Phong là một trong những thuộc hạ đánh nhau giỏi dưới tay cô ta, thế mà lại không thể chịu nổi một cú đá của Hoàng Thiên. Hiện tại cô ta chỉ còn lại có bốn thuộc hạ, hơn nữa tiếp viện của Hoàng Thiên cũng đã tới, xem ra tối nay muốn bắt Hoàng Thiên là chuyện đã khó lại càng thêm khó. Làm không cẩn thận, mạng của cô ta cũng sẽ phải ném lại ở đây. Sau khi suy nghĩ cẩn thận,
Nita cũng không còn cứng rắn như vừa nãy nữa, cô ta nhìn Vũ Thanh, sau đó lại nhìn Hoàng Thiên, nói, ngài Hoàng Thiên, anh nói đi, tối nay chúng ta định đổ máu đến cùng hay là giảng hòa? Hoàng Thiên luôn có tâm thái bình tĩnh, đây cũng chính là tố chất tâm lý mà anh đã dùng một khoảng thời gian rất dài để rèn luyện ra. Anh đã thấy qua rất nhiều sóng lớn, và tất nhiên Hoàng Thiên sẽ không sợ hãi cái đoàn kỵ sĩ thánh đường này. Cô cảm thấy, bây giờ cô có vốn liếng để giảng hòa sao? Hoàng Thiên nhìn Nita, hỏi ngược lại cô ta. Nita bị Hoàng Thiên hỏi như vậy, cô ta cũng rõ ràng cục diện trước mắt, cô ta thật sự không có chiếm ưu thế. Coi như cho dù cô ta liều mạng quyết chiến một trận, nhưng khả năng thắng là rất thấp, thậm chí còn có thể bị Hoàng Thiên xử lý. Thân là thủ lĩnh cả đoàn kỵ sĩ thánh đường, cô ta không muốn chết. Sau khi suy nghĩ lại, Nita vẫn cố nén cơn giận này xuống, cô ta cũng biết rõ nếu cứ tiếp liều mạng với Hoàng Thiên, tối nay cô ta sẽ phải chết ở đây. Chỉ có tỏ ra yếu thế mới là con đường thoát duy nhất. Chờ ra khỏi chỗ này rồi tìm cách đối phó với Hoàng Thiên vẫn chưa muộn. Sau khi quyết định như vậy, Nita cố gắng nén giận, mỉm cười nói với Hoàng Thiên, ngài Hoàng Thiên, anh cho rằng tôi không đủ tư cách giảng hòa với anh sao? Ha ha, vậy thì tầm nhìn của anh cũng quá hạn hẹp rồi. Hoàng Thiên nghe xong thì cạn con mẹ nó lời, cái cô Nita này thật sự không biết tốt xấu, đến bây giờ rồi mà còn dám nói thế với anh. Ồ, vậy cô nói coi, tầm nhìn của tôi hạn hẹp chỗ nào? Hoàng Thiên hỏi ngược lại Nita. Ha ha, cho dù anh có nắm chắc là sẽ đánh bại được tôi ở đây, nhưng anh biết đằng sau tôi là thế lực mạnh mẽ như thế nào không? Cả đời này anh sẽ không được yên bình, anh có tin không? Nita ha ha cười lạnh một trận, giống như đang thị uy với Hoàng Thiên. Nhưng mà cô ta nói cũng không sai, danh tiếng đoàn kỵ sĩ thánh đường không nhỏ, tổ chức này quả thực rất mạnh mẽ. Hoàng Thiên cũng biết rõ, muốn xử lý cái cô Nita này thì rất dễ. Nhưng muốn giải quyết triệt để đoàn kỵ sĩ thánh đường thì lại rất khó. Chỉ cần một ngày không giải quyết triệt để thì bản thân anh và gia đình lúc nào cũng sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm, không có cách nào yên bình, không có cách nào sống một cuộc sống yên tĩnh. Thấy Hoàng Thiên không nói chuyện, Nita biết mình đã nắm được mạch môn của Hoàng Thiên, cô ta cảm thấy mình có thể nắm chặt được Hoàng Thiên. Người phụ nữ này quả thật không đơn giản, rất biết phỏng đoán tâm tư của người ta. Lúc này cô ta đã đi tới gần Hoàng Thiên. Ngài Hoàng Thiên, nếu như anh cảm thấy tôi nói đúng, vậy thì chúng ta giảng hòa đi, giảng hòa với nhau không phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao lại cứ phải chém giết, anh nói xem có đúng không? Nita hỏi ngược lại Hoàng Thiên, còn nháy mắt phóng điện mấy cái với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không chịu nổi bộ dạng này của cô ta, người phụ nữ này rất có hương vị, dáng dấp cũng rất đẹp, không nói dáng dấp, chỉ riêng cái phóng điện này thôi cũng đủ khiến đàn ông không nhịn được rồi. Nhưng ý chí của Hoàng Thiên rất là mạnh mẽ, ở phương diện nhẫn lại, mấy người đàn ông kia tuổi gì so với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Nita, thản nhiên nói, cô chỉ nói đúng một nửa. Ô, tôi chỉ nói đúng một nửa. Vậy anh nói coi, một nửa tôi nói sai là gì? Nita chỉ muốn kéo dài thời gian, cho nên cô ta rất nguyện ý tâm sự với Hoàng Thiên. Cô nói đúng, thế lực phía sau cô quả thật rất mạnh mẽ, nhưng cô cho rằng tôi không dám làm gì cô, đó là sai. Hoàng Thiên nhìn Nita, nói từng câu từng chữ. Nita nghe xong những lời này, vẻ mặt hơi thay đổi dựa vào trực giác của mình, cô ta có thể cảm nhận ra được, lúc Hoàng Thiên nói ra những lời này, trên người anh tràn đầy sát khí. Có thể nói là Hoàng Thiên chuẩn bị ra tay với cô ta, hoàn toàn có khả năng xử lý cô ta. Vừa nghĩ tới sẽ phải chết, trong lòng Nita cảm thấy rất sợ hãi, cô ta vẫn chưa sống đủ đâu. Ngài Hoàng Thiên, anh nói như vậy là muốn liều chết với tôi. Sắc mặt Nita đen lại, lạnh lùng hỏi Hoàng Thiên. Cô lại nói sai rồi, không phải là liều chết, mà là xử quyết cô. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Điều này, Nita hoàn toàn hoảng sợ, khí tức của Hoàng Thiên quá mạnh, mà lời nói của anh tuyệt đối không giống như là muốn hù dọa cô ta, mà giống như là muốn làm thật vậy. Anh muốn giết tôi. Cái này phải xem biểu hiện của cô như thế nào. Hoàng Thiên thản nhiên cười một tiếng, nhưng lại là nụ cười lạnh lùng. Nita giật mình. Hình như cô ta đã hiểu ra ngay ý của Hoàng Thiên. Ngài Hoàng Thiên, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, chỉ cần anh chịu nói tôi với tôi có thể nói chuyện với anh tới tận bình minh. Nita đột nhiên ghé sát vào tai Hoàng Thiên, nhẹ giọng nói với Hoàng Thiên. Điều này, Hoàng Thiên thực sự say, Nita quả thực là đang dùng mỹ nhân kế, nhưng mà cô ta hiểu lầm rồi, cho rằng anh thích vẻ đẹp của cô ta. Cô hiểu sai rồi, ý của tôi không phải như vậy. Hoàng Thiên đẩy Nita ra, lạnh lùng nói. Nita sững sờ,
Cô ta lại lần nữa có cảm giác thất bại, chẳng lẽ Hoàng Thiên thật sự không có một chút ý nghĩ nào đối với cô ta sao? Chẳng lẽ sức quyến rũ của cô ta lại kém như vậy? Vậy anh có ý gì? Nita cắn răng hỏi Hoàng Thiên. Cô cùng thuộc hạ của cô đưa tay chịu trói, theo tôi trở về. Hoàng Thiên nói. Anh cảm thấy điều này có thể sao? Nita hoàn toàn tức giận, cô ta cũng từ bỏ ý định tiếp tục nói chuyện, chỉ muốn liều mạng cá chết lưới rách với Hoàng Thiên. Vừa dứt lời, cô ta phất tay ra hiệu cho bốn tên thuộc hạ, ra hiệu cho bọn họ ra tay. Bốn người ngoại quốc đã không lòng tin từ lâu, một mình Hoàng Thiên đã lợi hại như vậy rồi, giờ lại còn thêm đám người Vũ Thanh, bọn họ không có cách nào thắng nổi. Nhưng mệnh lệnh của thủ lĩnh thì vẫn phải nghe theo, bốn người ngoại quốc này đồng loạt xông tới chỗ Hoàng Thiên. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đến gần Hoàng Thiên thì đã bị Vũ Thanh dẫn người đánh ngã lăn ra đất, tất cả bọn họ đều bị trói lại bằng dây thừng. Bao gồm luôn cả cặp đôi nam nữ kia, bọn họ cũng bị đè xuống đất trói lại. Còn về Đoàn Phong đang nằm lăn ra ở gần quầy ba, trong miệng gã ta vẫn còn đang chảy máu, nằm đó như một kẻ vô dụng, không nhúc nhích một chút nào. Cho nên Vũ Thanh cũng không thèm để ý tới cái tên Đoàn Phong kia, chỉ cho một thuộc hạ đến kéo Đoàn Phong sang bên này. Nita hoàn toàn tuyệt vọng, cô ta đã bố trí tỉ mỉ mọi thứ để bắt Hoàng Thiên, sau khi đổi pôn về xong sẽ xử lý Hoàng Thiên, xả một cục tức. Thế nhưng cô ta không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, điều mà cô ta không ngờ tới. Cô Nita, cô còn gì muốn nói không? Hoàng Thiên nhìn Nita, bình tĩnh hỏi. Nita rất bội phục tố chất tâm lý của Hoàng Thiên, có thể bình tĩnh vững vàng như vậy, rốt cuộc người đàn ông này đã trải qua bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng rồi. Làm sao anh ta có thể bình tĩnh được như thế? Ngài Hoàng Thiên, hiện tại tôi có một yêu cầu. Nita lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cho rằng cô ta sẽ yêu cầu xin tha, cho nên khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô ô ta nói tiếp. Tôi muốn đơn độc chiến đấu với anh, nếu như tôi có thể thắng, vậy thì xin ngài thả tôi rời khỏi đây, anh thấy sao? Nita lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hơi kinh ngạc, anh không ngờ cô ta lại đưa ra một yêu cầu như thế. Còn muốn đơn độc chiến đấu với anh, thật nực cười, người phụ nữ này lại muốn giở trò quỷ gì vậy? Kéo dài thời gian, hay là muốn vùng vẫy giấy chết một lần? Lúc này Hoàng Thiên cười nói với Nita, không phải vừa nãy tôi đã ra tay một lần rồi sao? Cô cảm thấy cô có khả năng thẳng tôi sao? Cái đó chưa thử thì làm sao biết được? Ngài Hoàng Thiên, không phải là anh không dám đấy chứ? Nita trừng mắt hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn cô, người phụ nữ này ngay cả lúc tức giận cũng rất mê người, đúng là phụ nữ đẹp có khác, luôn làm cho đàn ông không ghét nổi. Được thôi, vậy thì cô cứ thử lại lần nữa, tối nay sẽ khiến cô hoàn toàn hết hy vọng. Hoàng Thiên cười một tiếng. Nita thấy Hoàng Thiên đồng ý, cô ta biết đây là cơ hội cuối cùng của cô ta, chỉ có đánh bại Hoàng Thiên, cô ta mới có đường sống. Cho nên Nita không nói một lời gì, đi đến gần Hoàng Thiên, chuẩn bị quyết chiến với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng đã nhìn ra, Nita đây là muốn cùng anh phân cao thấp rõ ràng. Thật ra trong lòng Hoàng Thiên cảm giác buồn cười, thực lực của Nita vừa rồi anh cũng đã biết được, thực lực của Nita cũng chỉ có thể đến thế thôi, bình thường. Nếu không phải nhờ bố của cô ta đã không lên làm thủ lĩnh đoàn kỵ sĩ thánh đường được, chuyện này Hoàng Thiên vẫn luôn biết rõ. Sao thế, vẫn muốn động tay động chân với tôi sao? Hoàng Thiên nhìn Nita, hỏi cô ta. Nita nhẹ gật đầu, nói với Hoàng Thiên, ngài Hoàng Thiên, nếu như tôi thật sự có thể thắng được anh, hy vọng anh giữ lời, nhất định phải thả tôi và đàn em của tôi đi. Vậy được rồi, tôi đồng ý với cô, nhưng nếu cô thua thì cũng đừng trách tôi không nể mặt mũi. Hoàng Thiên nói. Nita không nói lại câu nào, cô ta đi về phía Hoàng Thiên, vừa đến gần Hoàng Thiên đã xuất chiêu. Chỉ thấy Nita ra một chưởng với tốc độ cực nhanh, lực cũng rất mạnh, bổ thẳng về phía đỉnh đầu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tùy ý xuất chiêu, ngay lập tức nhanh như chớp bắt lấy bàn tay Nita, sau đó Hoàng Thiên đột nhiên kéo một cái, gạt chân làm cho đối phương bị vấp. Một chuỗi động tác này vô cùng khớp nhau, tốc độ kinh ngược, mặc cho Nita có phản kháng như thế nào cũng không làm được gì. Phù phù một tiếng, Nita đã bị Hoàng Thiên đánh ngã, chật vật nằm trên mặt đất. Cô ta vừa định đứng dậy vùng lên về phía Hoàng Thiên, đã bị bàn chân to của Hoàng Thiên dẫm lên, không thể động đậy. Đừng nhúc nhích, nếu không thì eo của cô sẽ gãy đó. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Mặc dù giọng nói bình thản nhưng vô cùng khí thế làm cho trong lòng Nita run rẩy mấy cái. Cô ta muốn di chuyển cũng không được, bị Hoàng Thiên dẫm sau lưng nên căn bản cô ta không thể dậy nổi. Tất cả đàn em của Nita đều tuyệt vọng không có chút lực phản kháng nào.
Bây giờ thủ lĩnh đánh cược với Hoàng Thiên cũng đã thua thảm hại, bây giờ còn có thể làm gì được nữa? Nhận thua không? Hoàng Thiên mỉm cười, hỏi Nita dưới chân mình. Nita đã tâm phục khẩu phục, cô ta thua quá nhanh chóng, khoảng cách về thực lực quá rõ ràng, cô ta không thể không phục. Ngài Hoàng Thiên, tôi nhận thua. Nita vậy mà rất có tinh thần chịu chơi, lớn tiếng nói ngay lúc đó. Được lắm. Hoàng Thiên thả Nita ra, sau đó nói với Vũ Thanh, đưa tất cả bọn họ đi đi. Vâng. Vũ Thanh đồng ý, để cho đàn em đưa Nita và những người dưới tay cô ta ra khỏi quán bar. Tên Đoàn Phong kia được đưa ra cũng là người bị thương nặng nhất, đương nhiên, trước đó cũng là do anh ta ngông cuồng nhảy nhót trước mặt Hoàng Thiên. Sau khi ra ngoài, Hoàng Thiên để Vũ Thanh áp giải tất cả người của Nita lên xe, còn anh thì giữ Nita đẩy lên xe mình, mấy chiếc xe chạy thẳng về thành phố Bắc Ninh. Về phần người nhà họ Khương, Hoàng Thiên cũng không tiếp xúc gì với bọn họ. Dù sao anh cũng không có ấn tượng tốt với người nhà họ Khương. Sau khi về đến thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên để Vũ Thanh đem tất cả đàn em của Nita đến ngục giam bí mật, giam bọn họ cùng một chỗ với đám bôn kia. Những người này đều là tai họa cả, Hoàng Thiên cũng không cho phép bọn họ đi ra ngoài một lần nào nữa, cứ để bọn họ ở trong ngục giam bí mật cả đời đi, còn có thể làm chút việc cống hiến cho xã hội. Còn về phía Nita kia, Hoàng Thiên không giam cô ta lại vì còn có chút chuyện muốn nói với cô ta. Lúc này Hoàng Thiên đưa Nita đến sòng bài của Tiêu Văn Hạ, chỗ này vẫn rất là hợp lý. Tiêu Văn Hạ nhìn thấy Hoàng Thiên đưa đến một mỹ nữ ngoại quốc xinh đẹp tuyệt trần, anh ta đúng là được mở rộng tầm mắt. Bởi vì Nita theo chân Hoàng Thiên đi đến, cho nên Tiêu Văn Hạ còn hiểu lầm, nghĩ là Hoàng Thiên muốn tìm cái gì đó vui. Hắc hắc, anh Thiên, cô gái này được quá nha, đúng là có khẩu vị, không giống như con gái Việt Nam chúng ta. Tiêu Văn Hạ cười hắc hắc, cười đến vô cùng hèn mọn. Hoàng Thiên nhìn một cái đã hiểu được Tiêu Văn Hạ đây là đang hiểu lầm. Đưa văn phòng của cậu cho tôi dùng một chút. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ nghe vậy vội vàng nói, anh Thiên, ở đây chúng tôi còn có nhiều phòng lắm, để tôi chuẩn bị cho cậu một căn phòng vừa đẹp vừa yên tĩnh, anh và mỹ nữ từ từ trò chuyện là được, ha ha. Tiêu Văn Hạ, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đến đây cũng không phải trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi đang làm việc. Hoàng Thiên trợn mắt nhìn Tiêu Văn Hạ một chút. Tiêu Văn Hạ thấy Hoàng Thiên nghiêm túc như vậy, anh ta bây giờ mới hiểu Hoàng Thiệp không phải đến chơi đùa. Được rồi anh Thiên, để tôi đưa văn phòng của tôi cho anh. Tiêu Văn Hạ gật đầu nói. Nita nói giọng Việt Nam rất hay, cho nên vừa rồi cô ta đều nghe được hết. Tiêu Văn Hạ vừa rồi làm cô ta rất tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ cũng nhận ra nhưng anh ta không thèm để ý đến những chuyện này, dẫy Hoàng Thiên và Nita cùng đi vào văn phòng. Anh Thiên, tôi đi ra ngoài trước. Tiêu Văn Hạ cũng không hỏi gì nhiều, sau khi lên tiếng chào Hoàng Thiên thì liền đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người Hoàng Thiên và Nita, bầu không khí trở nên vô cùng kiều diễm và xấu hổ, dù sao Nita cũng rất đẹp, rất mê người, Hoàng Thiên vẫn còn có chút không được tự nhiên. Nita cũng như vậy, trong ấn tượng của cô ta, Hoàng Thiên cũng rất đẹp trai, là một người đàn ông có phẩm vị. Với lại, thực lực của Hoàng Thiên mạnh như vậy làm cho Nita vô cùng ngưỡng mộ. Trong văn phòng nhỏ chỉ có hai người cô ta và Hoàng Thiên, cô ta cũng không thật sự bình tĩnh được. Ngồi đi, cô đừng sợ, chúng ta chỉ là nói chuyện một chút thôi. Hoàng Thiên ngồi xuống ở ghế ông chủ trước, ra hiệu cho Nita ngồi xuống phía đối diện anh. Nita cũng không khách khí, lúc này mới ngồi xuống. Ngài Hoàng Thiên, anh đưa tôi đến nơi này làm gì? Đàn em của tôi đều bị anh đưa đến đâu rồi? Nita rất buồn bực hỏi Hoàng Thiên. Đàn em của cô ta đều không thấy bóng dáng đâu. Hoàng Thiên cũng không nói mình làm gì với người của cô ta làm trong lòng cô ta có chút thấp thỏm. Bây giờ Hoàng Thiên lại dẫn cô ta đến văn phòng này, cô ta càng không biết đâu là phúc đâu là họa. Đàn em của cô đã được nhốt vào cùng với Pol, bọn họ sẽ không chết, cô không cần phải lo lắng cho bọn họ. Hoàng Thiên rất bình thản nói với Nita, cũng không lừa cô ta điều gì. Nita nghe xong những lời này lập tức giận đến mức cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đối với cô ta mà nói hôm nay là ngày thất bại nhất, từ sau khi cô ta lên làm thủ lĩnh đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đến tận bây giờ chưa từng chật vật đến thế bao giờ. Đối với Hoàng Thiên, cô ta vừa kính nể, vừa căm hận lại có một chút cảm giác rất đặc biệt. Nói là cảm giác đặc biệt vì cô ta và Hoàng Thiên lúc ở riêng cùng nhau sẽ có một chút cảm giác tim đập nhanh, hơi thở cũng trở nên dồn dập, một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Vậy anh chuẩn bị làm gì tôi? Có phải cũng định giam tôi lại hay không? Nita hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Nita, cười cười nói, tôi đã nói rồi, tôi muốn xem biểu hiện của cô.
Vậy anh muốn tôi biểu hiện như thế nào? Ngài Hoàng Thiên, anh muốn tôi làm thế nào anh cứ nói thẳng, không cần phải tra tấn tôi như vậy. Nita buồn bực lạnh lùng nói với Hoàng Thiên. Ha ha, tôi có tra tấn cô sao? Dọc đường vừa rồi, tôi mắng cô hay là đánh cô sao? Hoàng Thiên hỏi. Anh đây là bạo lực lạnh, có phải muốn tạo áp lực tâm lý cho tôi, muốn ép tôi phải nghe anh không? Nita trừng mắt nhìn Hoàng Thiên rồi đứng phắt dậy. Hoàng Thiên nhìn Nita, Hoàng Thiên thấy cô ta nói như vậy thì thật sự không nhịn được cười. Ha ha, cô cảm thấy tôi là người như vậy sao? Hoàng Thiên cười nói. Tôi thấy rất là giống, anh như vậy chính là đang uy hiếp tôi, đừng tưởng rằng anh đánh bại tôi thì có thể làm sằng làm bậy. Nita nhìn Hoàng Thiên nói. Tôi cần phải uy hiếp cô sao, tôi nói cho cô biết bây giờ tôi có thể dễ dàng lấy mạng của cô. Hoàng Thiên nói rồi đứng dậy. Nita lập tức không nói nên lời, cô ta biết Hoàng Thiên nói không sai, Hoàng Thiên có thể giết chết cô ta chỉ với một ý nghĩ. Vậy thì anh nói đi, rốt cuộc là anh muốn tôi phải như thế nào? Sau khi Nita suy nghĩ sâu xa thì rốt cuộc giọng điệu của cô ta cũng ôn hòa hơn. Hoàng Thiên đi tới bên cạnh cô ta nói, tất cả mọi chuyện đều là do Lương Thiện Trường gây ra, ông ta bỏ ra một số tiền lớn là vì muốn đoàn kỵ sĩ thánh đường của cô tới giết tôi có đúng không? Đúng vậy. Nita cũng không phủ nhận, Lương Thiện Trường bỏ ra nhiều tiền mời đoàn kỵ sĩ thánh đường giết Hoàng Thiên, đương nhiên cô ta là người rõ ràng nhất. Hơn nữa lúc ấy Lương Thiện Trường tự mình tìm cô ta thảo luận về chuyện này. Đoàn kỵ sĩ thánh đường chủ yếu là thu nhập, cũng giúp người khác giết người, hoặc là chấp hành hàng loạt nhiệm vụ giết người cướp của. Chỉ là lần này gặp phải Hoàng Thiên nên cô cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi. Bây giờ Lương Thiện Trường cũng đã bị bắt nhốt rồi, cả đời này ông ta cũng sẽ không ra được, cô còn bán mạng vì ông ta sao? Hoàng Thiên hỏi Nita. Nita nhìn Hoàng Thiên nói, anh Hoàng Thiên, chúng tôi làm việc đều có nguyên tắc, khách hàng là thượng đế. Xem như Lương Thiện Trường đã bị anh bắt nhưng chúng tôi lại nhận tiền của ông ta, cho nên chắc chắn phải làm xong chuyện mà ông ta muốn. Vậy sao, vậy ý của cô là nói chúng ta không còn gì để nói nữa sao? Có phải là cô vẫn muốn kiên trì đối đầu với tôi không? Sắc mặt của Hoàng Thiên trầm xuống, anh phát hiện Nita thật sự là giống như con rùa quyết tâm không từ bỏ. Nita không nói chuyện, cô ta biết nếu như bản thân tiếp tục kiên trì, Hoàng Thiên mà nóng giận sẽ thật sự giết chết cô ta. Được thôi anh Hoàng Thiên, vậy chúng ta giảng hòa nhé, giao hẹn giữa Lương Thiện Trường và đoàn kỵ sĩ Thánh Đường sẽ hết hiệu lực, tôi sẽ trả lại số tiền mà ông ta đã đưa cho tôi hoặc là chuyển trả lại cho người nhà của ông ta. Rốt cuộc thì Nita cũng nói chuyện. Hoàng Thiên cũng hy vọng kết quả sẽ như vậy, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất, anh không muốn dây dưa không dứt với đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Đó là chuyện của cô, tóm lại tôi không hy vọng nhìn thấy cô và tổ chức của cô đến Việt Nam kiếm chuyện nữa. Hoàng Thiên nói. Nita gật đầu, anh Hoàng Thiên yên tâm, bây giờ tôi sẽ đồng ý với anh, sau này bất luận là ai ở trong đoàn kỵ sĩ Thánh Đường cũng sẽ không đối đầu với anh nữa, càng sẽ không đến Việt Nam quấy rối. Như vậy là tốt nhất, lúc này tạm thời tôi sẽ tin cô có thể đi được rồi. Hoàng Thiên phất tay với Nita. Nita rất là ngạc nhiên, cô ta tuyệt đối không ngờ Hoàng Thiên sẽ sảng khoái thả cô ta ra như vậy. Anh Hoàng Thiên, anh nói thật sao? Anh thật sự thả tôi đi sao? Nita không dám tin nhìn Hoàng Thiên, trong lòng cô ta rất là kích động. Sao vậy, không tin tôi sao? Không không, tôi chỉ thấy ngạc nhiên mà thôi. Anh Hoàng Thiên, anh thật sự là một người tốt. Nita cũng không biết phải nói gì mới tốt, cô ta tưởng rằng mình không thể rời khỏi Việt Nam nhưng không ngờ lại có hy vọng. Được rồi, cô đi đi, nhớ kỹ những lời mà đêm nay cô đã nói. Hoàng Thiên nói rồi chuẩn bị đưa cô ta rời khỏi phòng làm việc. Anh Hoàng Thiên. Vậy những cấp dưới của tôi đâu? Những người mà đêm nay bị anh bắt ở quán bar, còn có Pol cùng với mười mấy cấp dưới của Pol, họ phải làm sao bây giờ? Nita vội vàng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy thì nhíu mày. Xem ra Nita vẫn rất tham lam, cô ta lại còn muốn đưa những cấp dưới của cô ta đi. Cô Nita, cô như vậy là có ý gì? Cô muốn đưa hết tất cả cấp dưới của mình đi sao? Hoàng Thiên cười lạnh lùng hỏi Nita. Nita gật đầu nói, đúng vậy anh Hoàng Thiên. Những người này đều là cấp dưới của tôi, rồi muốn đưa tất cả họ về. Cô cảm thấy có thể sao? Hoàng Thiên hỏi ngược lại. Nita đương nhiên biết là không có khả năng, cô ta cũng chỉ muốn thử xem thế nào thôi, nếu như có thể đưa tất cả cấp dưới về thì tốt nhất, nếu như không thể đưa về thì cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Anh Hoàng Thiên, chỉ cần anh trả lại cấp dưới cho tôi thì tôi có thể chấp nhận mọi điều kiện của anh. Nita cố gắng thử thương lượng lần cuối cùng với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên thật sự không muốn thả Po, còn có Đoàn Phong và những người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, những người này đều tương đối nguy hiểm. Huống hồ chỉ cần những người này đều bị giam giữ ở trong nhà tù bí mật, vậy thì Nita muốn làm chuyện thiêu thân thì cũng sẽ kiêng dè. Một mặt là muốn để đám người Pol phải chịu trừng phạt, một mặt khác là có thể bắt họ làm con tin, để sau này Nita sẽ thành thật hơn, như vậy thì sẽ vẹn toàn đôi bên, vậy thì sao Hoàng Thiên có thể không làm chứ? Thả đám người Pol ra sao? Nita chỉ đang mơ một giấc mơ đẹp mà thôi. Tôi không có gì điều kiện gì hết, đám người Pol cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi nhà tù. Lần này tôi tha cho cô một mạng, hy vọng cô có thể rút ra bài học, không cần cô phải mang ơn tôi, ít nhất thì sau này cô đừng có đến làm phiền tôi, cô đã hiểu rõ chưa? Giọng nói Hoàng Thiên trầm thấp nói với Nita, anh nghiêm khắc cảnh cáo cô ta. Nita nhìn ánh mắt dữ tợn của Hoàng Thiên thì trong mắt cô ta thật sự ý thức được sự mạnh mẽ và đáng sợ của Hoàng Thiên. Đối với một người đàn ông như vậy cô ta thật sự không có lợi ích gì, nếu như không cẩn thận thì tất cả đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đều sẽ gặp nạn. Sau khi suy nghĩ lợi hại rốt cuộc Nita cũng nghĩ thông suốt, không cứu được đám cấp dưới thì thôi vậy, cô ta thật sự không thể đối đầu với Hoàng Thiên nữa. Được rồi anh Hoàng Thiên, cảm ơn anh đã tha mạng cho tôi sẽ nhớ kỹ ân tình này. Cuối cùng Nita thở dài rồi biết ơn nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể nhìn ra được lúc này ánh mắt của Nita rất chân thành, trái lại không giống như là giả bộ. Làm loạn đến tình trạng như thế này mà có thể biến chiến tranh thành tơ lụa cũng đã không tệ lắm rồi. Đây cũng là điều mà Hoàng Thiên hy vọng có thể nhìn thấy. Tôi đưa cô đi ra ngoài. Hoàng Thiên nói rồi đi tới cửa chuẩn bị tiễn Nita. Nào ngờ Nita đột nhiên giang cánh tay ôm Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, tôi có thể ôm anh một lúc được không? Nita chớp đôi mắt xinh đẹp dịu dàng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự là không biết phải nói gì, phụ nữ nước ngoài quả nhiên là phóng khoáng, một giây trước vẫn còn là kẻ thù mà một giây sau đã có thể ôm được rồi. Cô đã ôm rồi mà còn hỏi tôi được hay không sao? Tôi có sự lựa chọn sao? Hoàng Thiên hỏi ngược lại Nita. Ha ha, anh Hoàng Thiên nói rất đúng, anh quả thực là không có lựa chọn. Nita cười ha ha, sau đó hôn lên mặt Hoàng Thiên rồi buông Hoàng Thiên ra. Cô ta làm cho Hoàng Thiên rất mơ hồ, rốt cuộc thì Nita có ý gì? Cô Nita, xin cô hãy tự trọng. Hoàng Thiên rất nghiêm túc nhìn Nita nói. Nita đương nhiên có thể nghe hiểu ý của Hoàng Thiên. Nghe Hoàng Thiên bảo cô ta tự trọng một chút, cô ta càng mơ hồ hơn cả Hoàng Thiên. Lấy sự quyến rũ của cô ta, bao nhiêu đàn ông tài hoa đều đang điên cuồng theo cô ta, hận không thể đổi ngàn vàng mua một nụ hôn của cô ta. Hơn nữa cô ta còn là thủ lĩnh đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, thân phận như vậy càng khiến cho đám đàn ông đó nhung nhớ. Nhưng Hoàng Thiên vậy mà được lợi còn khoe mẽ, bảo cô ta tự trọng một chút, cô ta cảm thấy rất khó mà tin nổi. Trên đời này thật sự có người định lực mạnh mẽ như thế. Nita nhìn Hoàng Thiên, cô ta đã tương đối không biết phải nói gì. Ngài Hoàng Thiên, anh không thích tôi đến vậy sao? Nita nhìn Hoàng Thiên nói, cô ta còn rất không cam lòng. Hoàng Thiên thấy cô ta như thế cũng vô cùng cạn lời. Anh cũng biết hễ là người đẹp thì đều rất kiêu ngạo, cảm giác cô ta phóng điện thả thính người đàn ông kia chính là ban ơn cho người đàn ông đó rồi. Nhưng chỉ là đối với đàn ông mà thôi, chứ đối với Hoàng Thiên thì người đẹp kiểu gì cũng không thể lay động anh. Đời này NH chỉ yêu một người, đó chính là vợ anh, Lâm Ngọc An. Không thích, cô đừng động chân động tay nữa. Hoàng Thiên nói xong thì ra khỏi văn phòng trước. Nita thật sự đã say, hung hăng khinh bỉ Hoàng Thiên một phen trong lòng, đi theo Hoàng Thiên đến sòng bài Thiêu Văn Hạ. Ngài Hoàng Thiên, tạm biệt. Sau khi Nita đi ra ngoài, cô ta đưa tay chào tạm biệt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không làm mất mặt cô ta, bắt tay cô ta, đưa mắt nhìn cô ta rời khỏi. Về phần cô nàng này có giữ lời hứa hay không, Hoàng Thiên không thể quan tâm nhiều như vậy, anh chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó. Tiễn Nita đi xong thì Hoàng Thiên về nhà, lúc này Lâm Ngọc An đã ngủ, Hoàng Thiên cũng không quấy rầy cô, một mình đi sang phòng khác ngủ. Sáng hôm sau, Hoàng Thiên mới vừa thức dậy thì Lâm Ngọc An đã làm bữa sáng chờ anh dậy ăn cơm. Tối hôm qua mấy giờ anh về nhà? Lâm Ngọc An mỉm cười hỏi Hoàng Thiên, cô cảm thấy Hoàng Thiên gần đây rất mệt mỏi. Thường xuyên về nhà lúc nửa đêm. Không nhớ nữa, Ngọc An, bây giờ giai đoạn đầu em không cần lo lắng nữa, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường kia sẽ không đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nghe xong khẽ giật mình, những ngày này cô cũng phiền lòng vì đoàn kỵ sĩ Thánh Đường này, còn có Khương Kỳ kia và cha mẹ của Khương Kỳ, đám người đó cũng đủ khiến người ta đau đầu. Nhà họ Khương ở huyện Thuận Thành thì sao? Lâm Ngọc Ân An không yên tâm hỏi Hoàng Thiên.
cô cũng rất muốn sống những tháng ngày yên ổn. Bọn họ cũng sẽ không tới quấy rối nữa, cho bọn họ mượn lá gan họ cũng không dám. Hoàng Thiên dịu dàng cười một tiếng, ôm Lâm Ngọc An vào trong lòng. Lâm Ngọc An vẫn rất tin tưởng Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên nói chắc chắn như vậy thì cô cười vui vẻ. Hai vợ chồng dùng bữa sáng xong thì đúng lúc này điện thoại của Hoàng Thiên vang lên. Vậy mà là Lâm Huỳnh Mai gọi tới, Hoàng Thiên nhận điện thoại, nghe điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Lâm Huỳnh Mai. Anh rể, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng Thiên nghe xong thì đau đầu một trận, vừa mới yên tĩnh một hồi, tại sao xảy ra chuyện nữa rồi? Em đừng gấp, từ từ nói, chuyện thế nào? Hoàng Thiên kiên nhẫn hỏi Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai òa khóc nói, anh rể, anh nhanh tìm mẹ đi, tối hôm qua mẹ vẫn chưa về, bây giờ không liên lạc được với bà, em cảm thấy bà đã xảy ra chuyện. Hoàng Thiên nghe xong thật sự cạn lời, Trương Lan Phượng không thể để người ta bớt lo một chút mà. Một đêm không về nhà, bà ta có thể đi đâu? Em đừng khóc, chắc chắn không xảy ra chuyện đâu, mẹ lớn như vậy rồi, ban đêm không ở trong nhà cũng không có gì to tát cả. Hoàng Thiên an ủi Lâm Huỳnh Mai một phen. Không phải đâu anh rể, điện thoại của mẹ cũng không gọi được, em có dự cảm mẹ nhất định đã xảy ra chuyện. Lâm Huỳnh Mai khóc lóc nói. Được được, trước tiên em đừng khóc, bây giờ anh qua xem một chút. Hoàng Thiên cũng thật sự hết cách, anh nói xong thì cúp điện thoại, chuẩn bị đi ra ngoài. Hoàng Thiên, mẹ thế nào rồi? Trái tim Lâm Ngọc An như treo lên, cô cũng biết mẹ mình khiến người ta không bớt lo bao nhiêu. Hình như lại xảy ra chuyện, tối hôm qua bà ấy không về cả đêm. Ồ thế chúng ta nhanh chóng đi qua xem một chút đi. Lâm Ngọc An vội vàng. Hoàng Thiên không muốn để Lâm Ngọc An ra ngoài, bụng cũng lớn như thế, lỡ bị kích thích nữa thì tính sao? Em nghe lời ở nhà đi. Hoàng Thiên hôn trán Lâm Ngọc An một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Lâm Ngọc An muốn đi cùng nhưng không thể làm vậy, cô biết Hoàng Thiên đã ra quyết định thì sẽ không để cô đi theo. Hoàng Thiên lái xe trực tiếp chạy tới nhà Trương Lan Phượng. Hoàng Thiên quá quen thuộc căn nhà này, ở đây hơn 3 năm, từ khi đến nhà họ Lâm ở rể thì anh vẫn ở đây. Vừa tới dưới lầu thì anh đã thấy Lâm Huỳnh Mai đứng ở đó, cô ta đang lo lắng chờ đợi. Thấy Hoàng Thiên đến, Lâm Huỳnh Mai tranh thủ thời gian chạy tới, nói với Hoàng Thiên, anh rể, anh đến rồi, gấp muốn chết. Chớ nóng vội, em gọi điện cho bà ấy lần nữa, xem có thể liên lạc được hay không. Hoàng Thiên nói với Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai gật đầu, lấy điện thoại ra gọi điện cho Trương Lan Phượng, thế nhưng điện thoại vẫn luôn báo tắt máy. Tiêu rồi anh rể, lần này mẹ thật sự đi lạc rồi. Lâm Huỳnh Mai gấp đến nỗi chết lặng, cô ta bất lực nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự thấy quá đủ rồi, xem như Trương Lan Phượng thật sự đi lạc thì Hoàng Thiên cũng lười quan tâm loại chuyện nhảm nhí này. Thật sự không còn cách nào khác, dù sao cũng là mẹ già của vợ, nếu bà ta thật sự xảy ra chuyện thì vợ anh chắc chắn sẽ đau khổ muốn chết. Đây đều là chuyện không có khả năng, Hoàng Thiên cũng không thể mặc kệ. Bà ấy ra ngoài lúc nào? Bà ấy ra ngoài với ai? Hoàng Thiên suy nghĩ rồi hỏi Lâm Huỳnh Mai. Ra ngoài lúc chập tối hôm qua, còn trang điểm nữa, bà ấy đi cùng dì Lan. Lâm Huỳnh Mai nhớ lại rồi nói. Anh Thiên! Đúng lúc này thì hai thuộc hạ bảo vệ Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai từ chỗ tối đi tới, hai người chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc nhìn họ rồi hỏi, hai người có nhìn thấy Trương Lan Phượng đi ra ngoài không? Có thấy, chập tối hôm qua bà ấy đi cùng một người phụ nữ tên Lan, người phụ nữ kia lái xe đón Trương Lan Phượng đi. Một thuộc hạ trả lời. Anh Thiên, hai người của chúng tôi đã đi theo mẹ vợ anh nên vẫn luôn bảo vệ xung quanh bà ấy, cho nên chúng tôi không thể báo cáo với anh. Một thuộc hạ khác nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong gật đầu, anh thở dài một hơi, rốt cuộc yên tâm. Có hai thuộc hạ đi theo Trương Lan Phượng, chắc hẳn Trương Lan Phượng không có việc gì. Nhưng vì sao Trương Lan Phượng lại tắt máy nữa? Đây là điều khiến Hoàng Thiên hơi lo lắng. Anh rể, anh phái những người này tới khi nào vậy? Lâm Huỳnh Mai tò mò nhìn hai thuộc hạ, cô ta còn thật sự không biết Hoàng Thiên đã sớm phái người âm thầm bảo vệ cô ta và Trương Lan Phượng. Cho nên trong lòng Lâm Huỳnh Mai vẫn khá cảm kích Hoàng Thiên, cô ta có hơi không biết nói gì cho phải. Hoàng Thiên không để ý tới Lâm Huỳnh Mai, lúc này anh nói với hai thuộc hạ, gọi cho hai thuộc hạ kia hỏi trước mắt họ ở đâu, Trương Lan Phượng ở đâu. Vâng, hai thuộc hạ cùng đồng thanh trả lời, một người trong đó lấy điện thoại ra gọi cho hai thuộc hạ kia. Nhưng điện thoại từ đầu tới cuối vẫn không gọi được, sắc mặt thuộc hạ này cũng lập tức thay đổi. Anh Thiên, hình như thật sự xảy ra chuyện. Nghe thấy hai đội viên nói thế,
Trong lòng Hoàng Thiên hơi kinh ngạc, sao thế, điện thoại gọi không được. Hoàng Thiên nhận ra được là tình hình đã rất nghiêm trọng, không gọi điện thoại được cho hai thuộc hạ kia, chuyện này là sao? Chẳng lẽ họ cũng có thể xảy ra chuyện sao? Đúng ạ, anh Thiên, đã gọi đi gọi lại hết mấy lần rồi, cũng đều không gọi được. Một thuộc hạ khác nét mặt nghiêm trọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhíu mày lại hỏi người thuộc hạ, bọn họ trước đây có từng xảy ra tình trạng như thế này không? Dạ không ạ, anh Thanh yêu cầu chúng tôi phải luôn mở điện thoại suốt 24 tiếng, điện thoại luôn phải duy trì trạng thái có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Thuộc hạ này trả lời rất chắc chắn. Thế nên Hoàng Thiên đã có thể đoán được, hai thuộc hạ đi theo Trương Lan Phượng chắc chắn đã gặp phải chuyện phiền phức gì rồi. Nghĩ đủ mọi cách liên lạc với bọn họ, cần phải nhanh. Hoàng Thiên nói với hai thuộc hạ. Dạ vâng. Hai thuộc hạ lập tức trả lời, bọn họ bắt đầu liên lạc với những thuộc hạ khác, cùng lúc đó cũng báo cáo lại cho Vũ Thanh. Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Thiên cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng, trong lòng Lâm Huỳnh Mai hoang mang, cô cũng mơ hồ nhận ra mẹ mình lần này xui xẻo rồi, có thể tình trạng còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Anh rể, mẹ chắc là không phải đã gặp bất trắc gì rồi đúng không? Không hiểu sao trong lòng em rất lo sợ. Lâm Huỳnh Mai có chút hoảng loạn, trơ mắt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không biết rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên an ủi, không sao em không cần quá lo lắng, vẫn đang chờ tin tức. Nói xong, Hoàng Thiên bèn chuẩn bị rời đi. Anh rể, em đi cùng anh vậy chứ ngồi chờ ở nhà chờ em không yên tâm. Lâm Huỳnh Mai đuổi theo anh, nhất quyết muốn cùng Hoàng Thiên đi tìm Trương Lan Phượng cho bằng được. Hoàng Thiên không muốn dẫn theo cô, vì cô đi theo thì thật sự là quá vướng víu. Nghe lời đi, ngoan ngoãn ở nhà đợi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Lâm Huỳnh Mai nghe vậy không dám đòi theo nữa, từ sớm cô đã kính phục Hoàng Thiên, lời Hoàng Thiên nói, cô vẫn rất chịu nghe. Hoàng Thiên rời khỏi nhà của Trương Lan Phượng, anh suy nghĩ một hồi, sau đó bèn gọi cho Lã Việt. Tuy là năng lực làm việc của Vũ Thanh và thuộc hạ rất mạnh, nhưng nói đến tìm người thì, vẫn là Lã Việt chuyên nghiệp hơn. Dù sao Lã Việt cũng rất quen thuộc thành phố Bắc Ninh, bất luận là về mặt nào, thì cùng quen đường quen lối ở đây rồi thì dễ làm việc hơn, tìm kiếm Trương Lan Phượng và hai thuộc hạ kia chắc cũng dễ dàng hơn. Cậu Thiên, có chuyện gì ạ? Lã Việt bắt máy lên, giọng điệu có chút gượng gạo. Hoàng Thiên cũng hiểu tại sao Lã Việt lại như thế, nhà họ Khương ở huyện Phong Hửu đã đụng chạm đến Hoàng Thiên, là do chính Lã Việt giúp Khương Lạc cầu xin, Hoàng Thiên mới tha mạng cho Khương Kỳ và cha mẹ của Khương Kỳ. Đối với Hoàng Thiên mà nói đây chẳng là gì cả, Lã Việt là anh em tốt của anh, lần đâu nhờ cậy anh chút chuyện, anh đương nhiên phải nể mặt Lã Việt rồi. Nhưng mà còn về phận Lã Việt, trong lòng luôn cảm thấy áy náy, cảm giác có lỗi với Hoàng Thiên. Tôi bị mất liên lạc với mẹ vợ, hai thuộc hạ đi theo bảo vệ bà ta cũng mất liên lạc luôn. Hoàng Thiên lời, cái gì, lại có chuyện này xảy ra ạ, cậu Thiên không cần lo lắng, tôi ngay lập tức cho người đi nghe ngóng. Lã Việt rất nhanh đã nói. Hoàng Thiên biết, Lã Việt trước giờ làm việc vẫn luôn rất đáng tin, có Lã Việt ở đây, chắc là sẽ rất nhanh thôi nhận được tin tức của Trương Lan Phượng. Nếu có tin tức hãy gọi ngay cho tôi. Hoàng Thiên dặn dò. Dạ vâng. Lã Việt đáp lại một câu, sau đó cúp điện thoại. Hoàng Thiên ngồi trong xe, giờ chuyện anh có thể làm được cũng chỉ có thể đợi thôi. Trong thời gian chờ đợi, Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai cũng đều gọi cho anh, hai chị em đang lo lắng muốn chết, đặc biệt là Lâm Ngọc An. Giọng điệu nôn nóng đó, Hoàng Thiên nghe thấy mà đau lòng. Bà xã của mình đương nhiên anh hiểu rõ hơn ai hết, Hoàng Thiên biết bà xã Lâm Ngọc An của mình hiếu thảo đến thế nào, dù cho Trương Lan Phượng không đàng hoàng, thì cũng là mẹ ruột của Lâm Ngọc An, bà ta mất tích, tâm trạng của Lâm Ngọc An như ngồi trên đống lửa. Cũng phải thôi, Hoàng Thiên cũng chỉ là vì Lâm Ngọc An, mới nôn nóng đi tìm Trương Lan Phượng, tìm được Trương Lan Phượng sớm chừng nào, Lâm Ngọc An sẽ bớt lo chừng đó. Phụ nữ đang mang thai mà bị kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa nghĩ đến chuyện hai thuộc hạ cũng bởi vì Trương Lan Phượng mà mất liên lạc, Hoàng Thiên tức đến ngứa ngáy tay chân. Bà mẹ vợ không biết điều này, thật không có lúc nào chịu an phận. Cứ suốt ngày gây ra chút chuyện này chuyện kia, Hoàng Thiên hận không dìm chết bà ta luôn cho xong. Ước chừng nửa tiếng sau, Lã Việt đã gọi điện thoại qua. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy số Lã Việt gọi đến, lập tức bắt máy. Cậu Thiên, đã tìm tin tức của mẹ vợ anh rồi. Giọng của Lã Việt vọng đến. Hoàng Thiên trong lòng khẽ kích động, Lã Việt làm việc quả thật rất đáng tin, trước giờ chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Tốt, anh đang ở đâu, tôi đi qua chỗ anh. Tôi đang ở sòng bài Tiêu Văn Hạ, đã chuẩn bị xong hết rồi, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể xuất phát.
Lã Việt trả lời anh. Tôi lập tức đến. Hoàng Thiên nói xong, cúp ngay điện thoại, lái xe trực tiếp đi đến sòng bài Thiêu Văn Hạ. Còn người ta khi trong lòng đang nôn nóng thì lại chê bai xe chạy chậm, Hoàng Thiên lái xe với tốc độ nhanh nhất rồi nhưng anh vẫn thấy chậm, không đến 10 phút sau, anh đã đến sòng bài Thiêu Văn Hạ. Trước cửa sòng bài Thiêu Văn Hạ, Lã Việt dẫn theo Thiêu Văn Hạ và anh Hưng, và còn có mấy đàn em nữa, đang đứng ở trước cửa sòng bài Thiêu Văn Hạ chờ đón Hoàng Thiên. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, Lã Việt vội vàng lên đón anh nói, cậu Thiên. Tìm thấy mẹ vợ của tôi ở đâu? Hoàng Thiên hỏi Lã Việt. Ở trấn Kim Thanh, mẹ vợ của anh cùng với một chị em của bà ta, trước mắt đều bị ghim ở đó. Lã Việt báo cáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không có nhiều thời gian hỏi chi tiết, tóm lại Hoàng Thiên rất kinh ngạc năng lực làm việc của ông ta. Xuất phát. Hoàng Thiên nói, sau đó lên xe. Nhóm người của Lã Việt không nói hai lời liền leo lên hai chiếc xe tại trước cửa sòng bài sau đó rời đi. Hoàng Thiên đi theo phía sau, ba chiếc xe trực tiếp đi khỏi khu vực thành phố Bắc Ninh, lái đi đến ngoại ô. Trấn Kim Thanh là một thị trấn nhỏ trực thuộc thẩm quyền của một tỉnh nhỏ, nằm gần miền núi, vị trí rất hẻo lánh. Hiện giờ đầu óc của Hoàng Thiên cũng rất mơ hồ, không biết Trương Lan Phượng tại vì sao lại chạy đến trấn Kim Thanh, chẳng lẽ là bị người ta bắt đến đây sao? Mà thôi giờ có suy nghĩ nhiều đến đâu, cũng không thể đoán ra được, Hoàng Thiên cũng không có tâm tư suy nghĩ đến mấy chuyện này, chỉ muốn nhanh chóng lôi được Trương Lan Phượng ra, và cứu luôn hai thuộc hạ kia. Lộ trình cũng khá là xa, hơn 200 mét, Hoàng Thiên bọn họ lái xe mất hết 3 tiếng, mới đến được trấn Kim Thanh. Vừa đến, nhóm người của Lã Việt đậu xe tại một con đường vắng lặng trên thị trấn nhỏ. Lã Việt, Tiêu Văn Hạ và anh Hưng toàn bộ đều xuống xe. Ngoài ra còn 4 tên đà ầm của Hoàng Thiên, cũng đều theo xuống. Ở trước mặt họ không xa, một chiếc xe Zeta cũ kỷ đậu bên đường, lúc này một thanh niên mũi nhọn từ trong khoang xe bước xuống. Nam thanh niên mũi nhọn tùy ôm như một con chó, nhưng trông cũng khá thông minh, một đôi mắt sáng, vẻ mặt tinh ranh, xảo quyệt, thoạt nhìn giống như một tay dày dặn kinh nghiệm trong xã hội. Xin chào anh Việt. Nam thanh niên mũi nhọn rất cung kính, đi đến đón chào Lã Việt. Hoàng Thiên ngồi trong khoang xe chấm điếu thuốc, chứ không bước xuống xe. Lúc này Lã Việt nói hai câu với thanh niên mũi nhọn, sau đó dẫn gã ta đi đến cạnh xe của Hoàng Thiên. Xin chào cậu Thiên. Một người đàn ông gầy gò đi đến bên cạnh xe của Hoàng Thiên, cúi đầu chào Hoàng Thiên, mặt mày vô cùng hớn hở như thể thấy cha ruột của mình vậy. Hoàng Thiên nhìn người đàn ông gầy gò trước mặt, sau đó lại nhìn Lã Việt, hỏi, anh ta là ai? Cậu Thiên, người này là bạn của tôi. Nhà ở trấn Kim Thanh, anh ta tên là Phạm Văn Chiến. Lã Việt giới thiệu với Hoàng Thiên. Đúng vậy thưa anh Thiên, tôi đã nghe Lã Việt nói qua về uy danh của anh, về sau xin nhờ anh chăm sóc tôi nhiều hơn. Phạm Văn Chiến cười nói với Hoàng Thiên. Được rồi, anh là bạn của Lã Việt thì cũng chính là bạn của Hoàng Thiên tôi, về sau nếu có chuyện gì thì cứ nói. Hoàng Thiên nói với Phạm Văn Chiến. Phạm Văn Chiến nghe Hoàng Thiên nói vậy, trong lòng rất hưng phấn. Anh ta biết Lã Việt là một nhân vật rất châu bò ở thành phố Bắc Ninh, mà người khiến Lã Việt nể phục có thể là người bình thường sao. Quen biết được câu Thiên này chắc chắn là chuyện tốt. Phạm Văn Chiến âm thầm nghĩ, lúc này nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, mẹ vợ của anh đang bị vây lại ở trong sòng bạc, tôi nghe nói bà ta nợ sòng bạc rất nhiều tiền, tôi có thể dẫn anh tới đó. Hoàng Thiên nghe xong những lời này thì âm thầm cắn răng. Cái bà mẹ vợ không đúng này lại tái phát bệnh cũ rồi sao? Trước đó bởi vì bà ta chơi mạt chược nợ tiền nên suýt chút nữa bán Lâm Huỳnh Mai đi, bây giờ lại còn thiếu tiền sòng bạc. Hoàng Thiên thật sự là càng nghĩ càng tức, nếu bây giờ mà nhìn thấy Trương Lan Phượng, anh thật sự muốn đánh cho bà ta một trận. Làm phiền rồi. Hoàng Thiên rất khách khí với Phạm Văn Chiến, dù sao Lã Việt có thể tìm thấy Trương Lan Phượng nhanh như vậy, không thể không kể đến công lao của Phạm Văn Chiến, chắc là Phạm Văn Chiến đã cung cấp thông tin cho Lã Việt. Anh Thiên nói gì vậy? Có thể làm được gì đó cho anh, đây là vinh dự của tôi. Cái miệng của Phạm Văn Chiến rất biết cách nói chuyện, sau khi nói khách sáo với Hoàng Thiên xong, anh ta lên chiếc xe Zeta, lái xe đi trước dẫn đường. Đám người Lã Việt lái hai chiếc xe, Hoàng Thiên lên xe của anh, ba chiếc xe nối nhau đi theo phía sau chiếc xe Zeta của Phạm Văn Chiến, đi xuyên qua trấn Kim Thanh và đi thẳng đến khu vực miền núi phía bắc của thị trấn. Hoàng Thiên có chút ngạc nhiên, anh cứ tưởng cái sòng bạc này ở trong trấn. Không ngờ rằng nó lại được giấu ở trong núi lớn. Ông chủ của cái sòng bạc này thật gian xảo, có lẽ là vì trốn tránh việc bị cảnh sát tập kích cho nên mới thiết kế sòng bạc ở trên núi. Sau khi lái xe ra khỏi thị trấn Kim Thanh chừng 5 cây số, đám người Hoàng Thiên dừng xe ở bên dưới chân núi của một ngọn núi lớn.
Mà lúc này ở trước cửa một nhà hàng ở dưới chân núi có không ít xe đang đậu, thậm chí còn có rất nhiều xe gắn máy. Chiếc xe Zeta của Phạm Văn Chiến dừng ở trước cửa nhà hàng, sau khi anh ta nói vài câu với hai người mặc đồ đen trước cửa hàng, hai người đàn ông đó lập tức đi vào sảnh lớn bên trong nhà hàng. Hoàng Thiên cũng đã đỗ xe xong, anh nhìn vào sảnh lớn của nhà hàng thông qua cửa kính, phát hiện trong cửa hàng chỉ có 3-5 người đang ăn cơm, nhìn vô cùng vắng vẻ. Trước cửa có nhiều xe như vậy, thế mà trong cửa hàng lại không có người nào, nhìn qua đã biết là bất thường. Anh Thiên, cái nhà hàng này chỉ để ngụy trang thôi, khách đi lên núi đánh bạc đều sẽ đậu xe ở trước cửa, người trong nhà hàng có trách nhiệm dẫn khách hàng lên núi. Phạm Văn Chiến giới thiệu với Hoàng Thiên. Nhà hàng này cũng là do ông chủ sòng bạc mở. Hoàng Thiên hỏi Phạm Văn Chiến. Đúng vậy, muốn vào núi thì phải có người của nhà hàng dẫn đi, khách lạ muốn vào núi thì phải có khách quen đi cùng. Phạm Văn Chiến nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Đúng lúc này, hai người áo đen vừa này đi ra, đi theo phía sau bọn họ còn có một người đàn ông to béo. Người đàn ông to béo này hơn 30 tuổi, mặc áo sơ mi hoa rất cá tính, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua Hoàng Thiên và đám người lã Việt. Phạm Văn Chiến, những người này là bạn của cậu sao? Tên to béo hỏi Phạm Văn Chiến. Phạm Văn Chiến cười một tiếng, nói với tên to béo. Đúng vậy đó anh hùng, những người này đều là bạn của em, muốn vào núi chơi đùa. Tên to béo này gọi là Lê Trọng Hùng, lúc này anh ta đang híp đôi mắt tam giác lại, không yên tâm đánh giá Hoàng Thiên và đám người lã Việt. Mấy người anh em này từ đâu đến vậy? Lê Trọng Hùng hỏi đám người Hoàng Thiên. Thành phố Bắc Ninh. Hoàng Thiên rất bình tĩnh đáp. Thật ra anh cũng không cần giấu giếm gì cả, Lê Trọng Hùng đã sớm nhìn thấy biển số xe của bọn họ, đã biết bọn họ từ thành phố Bắc Ninh đến. Tên to béo này đang biết rõ rồi mà vẫn còn cố hỏi. Ha ha, thành phố Bắc Ninh. Được rồi, tôi dẫn các người lên núi. Lê Trọng Hùng cười ha ha một trận, nói một câu kỳ quái. Hoàng Thiên cảm thấy cái tên Lê Trọng Hùng này đã bắt đầu cảnh giác, hoặc là đã phát hiện ra gì đó. Nhưng mà ngay sau đó Hoàng Thiên đã nghĩ ra là chuyện gì. Trương Lan Phượng cùng chị em tốt của bà ta là dì Lan đã bị sòng bạc bắt lại. Mà sòng bạc chắc chắn cũng đã biết Trương Lan Phượng là người của thành phố Bắc Ninh. Đám người Hoàng Thiên cũng là từ thành phố Bắc Ninh đến, Lê Trọng Hùng tự nhiên là sẽ liên tưởng đến Trương Lan Phượng, thậm chí sẽ hoài nghi Hoàng Thiên đến là vì Trương Lan Phượng, đây là chuyện bình thường. Lê Trọng Hùng lập tức lấy một cái nón cỏ lớn đội lên, dẫn đầu đi lên núi. Đi thôi anh Thiên, trên đường đi không được gọi điện thoại hay là lấy điện thoại ra chụp ảnh, đây là quy tắc của chỗ này. Phạm Văn Chiến nhỏ giọng nhắc nhở Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên cười lạnh, đúng là không ít quy tắc nhỉ, một lát nữa anh phải sửa lại cái quy tắc cho sòng bài này mới được. Lê Trọng Hùng đi tới chân núi, chỗ này có một con đường đồi hiểm trở dẫn thẳng lên sườn núi. Hơn nữa chỉ có mỗi con đường này thông đến sườn núi, muốn lên núi chỉ có thể đi theo con đường này. Hai bên đường núi có mấy người đàn ông cũng đội nón rơm, một đám lấm la lấm lét, trong bộ dạng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Trước mặt mấy người này có hai đống dưa hấu, bọn họ ngồi dưới đất. Trên quầy dưa hấu có mấy con dao cắt dưa hấu. Hoàng Thiên biết rõ mấy thằng nhóc này ngồi đây bán dưa hấu là giả, ở đây trấn giữa đường lên núi mới là thật. Nếu không, mấy người bán mười mấy quả dưa không, làm gì có ai chơi như vậy. Mấy người đàn ông nón rơm thấy Lê Trọng Hùng, hai bên khẽ gật đầu với nhau, không nói gì thêm. Lê Trọng Hùng quay đầu nhìn Hoàng Thiên một cái, sau đó vỗ vai Phạm Văn Chiến, cười tủm tỉm nói, Phạm Văn Chiến, cậu kéo được nhiều người đến đây đánh bạc như vậy. Có gì tốt chắc chắn sẽ không thiếu phần cậu. He he, anh Hùng đừng nói như vậy, em ở trấn Kim Tước này còn phải trông cậy vào anh Hùng anh chăm sóc đấy, đây là chuyện em nên làm. Phạm Văn Chiến cười he he nói. Ha ha, biết cách nói chuyện đấy, không tệ. Lê Trọng Hùng nghiền ngẫm cười, cười như không cười nhìn Phạm Văn Chiến một cái, sau đó sải bước đi lên núi. Hoàng Thiên là lã Việt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra được, cái tên Lê Trọng Hùng này là một kẻ tàn nhẫn. Hơn nữa còn thuộc về kiểu người gian xảo, trong lời nói của con hàng này rất có hàm ý, giống như là đã bất mãn với Phạm Văn Chiến. Nhưng mà Hoàng Thiên với lã Việt lại không nói gì, bọn họ dẫn theo Tiêu Văn Hạ, anh Hưng cùng bốn thuộc hạ nữa đi theo sau Lê Trọng Hùng đi lên núi. Lúc đi đến giữa sườn núi, Lê Trọng Hùng vẫn đi ở phía trước, đột nhiên anh ta chui vào một khu rừng rậm. Nhìn thấy Lê Trọng Hùng đi vào rừng cây này, chỉ có Phạm Văn Chiến là không có chút kinh ngạc nào, còn đám người Hoàng Thiên thì đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ cái nơi bất hợp pháp này lại mở trong rừng cây? Những tên cặn bã này làm hại không biết bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu gia đình, của cải của bọn họ được tính lũy từ máu của mấy con bạc kia.
Mặc dù nói cái dạng dân cờ bạc như Trương Lan Phượng ít nhiều cũng là tự làm tự chịu, nhưng cái này một khi đã dính vào là rất khó từ bỏ, bởi vậy tốt nhất là đừng bao giờ thử, càng đừng mù quáng tin tưởng định lực của mình. Trong lòng Hoàng Thiên suy nghĩ miên man, anh là làm hết tất cả các công tác chuẩn bị, hôm nay cho dù thế nào thì anh cũng sẽ mang Trương Lan Phượng về, chuyện đã hứa với Lâm Ngọc An thì anh chắc chắn sẽ làm được. Phạm Văn Chiến nhìn Hoàng Thiên, đi đến bên cạnh Hoàng Thiên nhỏ giọng nói, anh Thiên, tôi thấy hình như Lê Trọng Hùng đã nghi ngờ mọi người rồi, vẻ mặt lúc nãy anh ta nhìn tôi có chút không thích hợp. Hoàng Thiên thản nhiên cười một tiếng, nghĩ thầm cái người tên Phạm Văn Chiến rất thông minh, anh đoán không sai, quả thật đã hoài nghi bọn họ, hơn nữa còn không có ý tốt. Nhưng nếu Hoàng Thiên đã tới đây thì tất nhiên sẽ không để ý những thứ này, chọc tới anh sẽ tịch thu cái nơi phi pháp này, để bọn họ không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Đám người đi theo phía sau Lê Trọng Hùng vào rừng cây, nhanh chóng đi xuyên qua rừng cây, đến một mảnh đất trống giữa sườn núi. Nơi này có hai dãy nhà ván đơn sơ, cả hai đều được sử dụng tạm bợ, mấy cái chỗ như vậy, một khi bị lỗ hoặc bị kiểm tra đột xuất, người của tổ chức sẽ lập tức chạy trốn, cho nên công trình ở chỗ này tương đối sơ sài. Thưa quý khách, mọi người đi vào đi, bên trong sẽ có người tiếp đãi mọi người. Lê Trọng Hùng cười lạnh với đám người Hoàng Thiên, chỉ vào một căn phòng gỗ lớn bên cạnh hai dãy nhà ván tạm bợ, ra hiệu cho đám người Hoàng Thiên đi vào. Hoàng Thiên nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh một lượt, rừng sâu núi thẳm, ở chỗ này cho dù chơi chết mấy người thì cũng rất khó bị phát hiện ra. Trong hai gian nhà gỗ tạm bợ kia thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh ồn ào huyên náo, chắc là bên trong đã chật kín khách. Nhưng mà căn nhà gỗ Lê Trọng Hùng chỉ lại vô cùng yên tĩnh, trên cơ bản không có động tĩnh gì. Anh xác định là muốn chúng tôi vào trong căn nhà gỗ này chơi. Hoàng Thiên hỏi Lê Trọng Hùng. Lê Trọng Hùng lấy ra một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, cười nói, ha ha, các vị là lần đầu tiên đến đây chơi, trước hết cứ vào trong căn nhà kia uống chút trà nghỉ ngơi một lát, đây là quy tắc ở chỗ này của chúng tôi. Hoàng Thiên biết Lê Trọng Hùng đang nói nhảm, nghỉ ngơi cái gì chứ? Rõ ràng là không yên tâm, muốn mấy người lần đầu tiên đến chơi vào trong căn nhà này, đợi bọn họ kiểm tra chi tiết. Anh Hùng, em nhớ hình như là không có quy tắc này nha, he he. Lúc này Phạm Văn Chiến cười he he, nói với Lê Trọng Hùng. Lê Trọng Hùng lập tức trừng mắt với Phạm Văn Chiến, nói, cậu câm miệng lại cho tôi, nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Phạm Văn Chiến không lên tiếng nữa, anh ta vẫn tương đối kiêng kỵ cái tên Lê Trọng Hùng này. Hoàng Thiên đã thấy qua rất nhiều sóng to gió lớn, chỉ là một cái sòng bạc nho nhỏ mà thôi, Hoàng Thiên thật sự không có để trong lòng. Thấy Lê Trọng Hùng nói như vậy, Hoàng Thiên không nói gì, dẫn theo đám người Lã Việt đi vào căn nhà gỗ trước mặt. Thấy đám người Hoàng Thiên đều đã đi vào, Lê Trọng Hùng hung dữ nhìn Phạm Văn Chiến, hai mắt trợn tròn xoe. Phạm Văn Chiến thật sự rất sợ hãi bộ dạng hung ác này của Lê Trọng Hùng, theo bản năng, anh ta muốn đi vào theo đám người Hoàng Thiên. Nhưng lúc này đột nhiên có hai người từ trong bụi cỏ chui ra bắt lấy Phạm Văn Chiến. Anh Hùng, đây, anh muốn làm cái gì? Phạm Văn Chiến lớn tiếng kêu, mặc dù trong lòng anh ta rất hoảng sợ nhưng lại không có đạp đá lung tung, anh ta kêu to lên là vì muốn để cho Hoàng Thiên và đám người Lã Việt nghe thấy. Quả nhiên Hoàng Thiên và Lã Việt từ trong phòng đi ra, lúc này Hoàng Thiên vừa liếc mắt cái đã nhìn thấy Phạm Văn Chiến bị hai thanh niên trẻ giữ chặt, giống như muốn lôi anh ta vào bụi cây bên cạnh. Dừng tay! Hoàng Thiên quát to một tiếng. Tiếng quát này rất có khí thế, hai thanh niên trẻ đang bắt Phạm Văn Chiến kia lập tức dừng lại. Đôi mắt Lê Trọng Hùng trợn tròn xoe, nhìn Hoàng Thiên nói, cậu em này, anh cứ việc chơi đi, chuyện không liên quan đến anh thì tốt nhất anh đừng có quản. Hoàng Thiên thấy Lê Trọng Hùng nói như vậy, lập tức biết tên béo này muốn ra tay với Phạm Văn Chiến. Hoàng Thiên quả thật đã đoán đúng rồi, cái tên Lê Trọng Hùng này chính là em trai của ông chủ sòng bạc, quản lý không ít chuyện. Anh ta hoài nghi Hoàng Thiên và đám người Lã Việt có vấn đề, cho nên muốn đưa Phạm Văn Chiến đến một chỗ vắng vẻ, thẩm vấn cẩn thận, hỏi ra lai lịch của đám người Hoàng Thiên. Nhưng há ra Hoàng Thiên có thể trơ mắt nhìn Phạm Văn Chiến gặp chuyện không may. Lúc này anh nói với Lê Trọng Hùng, Phạm Văn Chiến cùng lên núi với chúng tôi, các người đến xử với anh ta như thế, chẳng lẽ chuyện này không liên quan đến tôi? Ai ra, thật trượng nghĩa, nhưng mà tôi cảnh cáo anh, muốn trượng nghĩa thì phải có thực lực, không phải ngu ngốc cứ thích đâm đầu vào. Rồi lại tự chuốc lấy đau khổ. Vẻ mặt Lê Trọng Hùng cực kỳ âm trầm, giống như đang tiến hành đe dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên há ra lại bị dọa, thấy con hàng Lê Trọng Hùng này lớn lối như thế, Hoàng Thiên không khỏi cười nhạo một trận. Lê Trọng Hùng, có phải anh cảm thấy đã đến địa bàn của anh rồi là anh thích làm gì làm sao? Hoàng Thiên nói, chạy tới gần Lê Trọng Hùng.
Trong mắt Lê Trọng Hùng lóe lên một tia dữ tợn, anh ta vốn muốn nhốt mấy người Hoàng Thiên ở trong căn nhà gỗ, sau đó từ từ xử lý. Nhưng mà bây giờ xem ra anh ta chỉ có thể bất chấp ảnh hưởng không tốt, xử lý ngay ở bên ngoài. Nghĩ như vậy, Lê Trọng Hùng vỗ mạnh ba cái vào cằm, phát tín hiệu. Từ trong bụi có bốn phía lập tức có hơn 10 người thanh niên chạy ra, trên tay ai cũng cầm hàng nóng. Những người kia không nói hai lời, lập tức vây đám người Hoàng Thiên lại. Phạm Văn Chiến thấy tình hình như vậy thì trong lòng vô cùng kinh hãi, anh ta vốn cho rằng làm việc giúp Lã Việt sẽ rất ổn thỏa, làm loạn nửa ngày thì sòng bạc ở đây tương đối không chào đón Lã Việt với cậu Thiên, vừa tới đã bị bao vây lại. Ngay cả bản thân anh ta cũng sợ là sẽ gặp chuyện bi kịch, bị hai người giữ chặt lấy cánh tay, không thể động đậy. Lê Trọng Hùng, anh có ý gì? Các người đối xử với khách hàng như thế sao? Lã Việt chắp hai tay phía sau, lớn tiếng chất vấn Lê Trọng Hùng. Lê Trọng Hùng nhếch miệng cười nhạo, hừ, nếu như các người thật sự là khách hàng, chúng ta đương nhiên sẽ rất lễ phép, thế nhưng mà các người là khách hàng sao? Tôi thấy các người muốn đến kiếm chuyện thì đúng hơn. Nói đến đây, Lê Trọng Hùng muốn chỉ huy thuộc hạ ra tay. Ha ha, anh thật biết nhìn đó, vậy anh nói sầm, chúng tôi đến đây vì cái gì? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Lê Trọng Hùng ở trước mặt. Đừng nhìn đám người Lê Trọng Hùng đông hơn, nhưng Hoàng Thiên tự tin có thể đánh ngã Lê Trọng Hùng trong thời gian ngắn nhất. Hừ, các người tới đây để cứu người, đúng chứ? Nhóc con, có thể cứu người, nhưng phải đưa đủ tiền. Đi theo tôi dẫn các người đi gặp cô chủ của chúng tôi. Lê Trọng Hùng âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, ra hiệu cho Hoàng Thiên đi cùng anh ta. Cô chủ của họ. Hoàng Thiên nghe thấy những lời này thì trong lòng thật sự vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ chủ của sòng bạc lại là một cô gái trẻ sao? Nghĩ đến đây Hoàng Thiên nhìn Lê Việt Cường rồi nói với ông ta, có thể, ông dẫn đường đi. Lê Việt Cường cũng không ngờ là Hoàng Thiên lại nghe lời như vậy, ông ta muốn anh cùng đi gặp cô chủ, vậy mà Hoàng Thiên cứ như vậy đi theo. Thực ra thì Lê Việt Cường không biết, Hoàng Thiên không muốn làm to chuyện mà thôi. Chỉ cần Hoàng Thiên muốn thì lập tức có thể đánh ngã Lê Việt Cường. Còn mười mấy thuộc hạ của Lê Việt Cường thì Hoàng Thiên hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ là Hoàng Thiên không muốn làm lớn chuyện, cứu Trương Lan Phượng ra quan trọng hơn, chém chém giết giết là không cần thiết. Hơn nữa ngộ nhỡ làm bị thương nhiều người ở đây thì Trương Lan Phượng thật sự sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nói không chừng sòng bạc thẹn quá hóa giận sẽ làm thịt Trương Lan Phượng. Cho nên Hoàng Thiên cũng muốn gặp chủ của nơi này, nếu có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất, sau đó sẽ đưa Trương Lan Phượng về. Cậu Thiên! Có muốn chế ngự thằng mập này trước không? Lúc này Lã Việt nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên, dù sao thì ông ta cũng đã chướng mắt với Lê Việt Cường, ông ta chỉ muốn kéo Lê Việt Cường ở trên mặt đất. Hoàng Thiên cười thản nhiên nói với Lã Việt, không cần phải như vậy, con hàng này chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Vâng, Lã Việt khẽ gật đầu, Hoàng Thiên đã nói vậy thì ông ta hiển nhiên sẽ nghe theo. Thực ra Hoàng Thiên nhìn người thật sự rất là chuẩn, Lê Việt Cường thật sự chỉ là một nhân vật nhỏ, một con hàng bình thường mà thôi. Đừng tưởng là ông ta đánh nhau rất ghê gớm, thực ra thì trình độ lại giống như một thằng côn đồ. Chỉ cần Hoàng Thiên muốn động vào Lê Việt Cường thì chưa tới 5 giây đã có thể làm cho Lê Việt Cường nằm xuống đất. Đừng thì thầm nữa, các anh đi theo tôi. Lúc này Lê Việt Cường quát to, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và đám người Lã Việt. Thả Phạm Văn Chiến ra. Hoàng Thiên chỉ vào Phạm Văn Chiến đứng ở bên cạnh. Lê Việt Cường nghe thấy thì lập tức kéo dài khuôn mặt béo tròn của mình. Hiện tại ông ta đang rất có loại cảm giác chỉ tay năm ngón, ông ta cảm thấy đám người Hoàng Thiên giống như thịt ở trên thất bị ông ta tùy ý xâu xé. Mà Hoàng Thiên lại nói với ông ta bằng giọng ra lệnh làm cho ông ta rất là khó chịu. Hừ hừ, con mẹ nó mày nghĩ mày là ai chứ? Mày lại còn dám nói với tao như vậy sao? Lê Việt Cường khịt mũi, ông ta rất là kiêu ngạo đi tới trước mặt Hoàng Thiên. Bốp, làm sao Hoàng Thiên có thể nuông chiều tật xấu của Lê Việt Cường chứ? Anh đột nhiên nhếch miệng tát lên mặt Lê Việt Cường. Mẹ kiếp! Lê Việt Cường không kịp trở tay nên bị Hoàng Thiên tát, ông ta đau đến nỗi nhếch miệng. Hít, mày muốn chết à? Lê Việt Cường giận dữ muốn ra lệnh cho đám thuộc hạ cùng đi lên đánh Hoàng Thiên một trận. Cái miệng của ông quá bị ổi đúng không? Hoàng Thiên cũng tức giận, anh nắm chặt cổ áo của Lê Việt Cường rồi lại đấm hai cái lên miệng Lê Việt Cường. À! Lê Việt Cường gào khóc, răng cửa của ông ta cũng long ra. Làm sao có thể chịu được sự chăm sóc như súng điện của Hoàng Thiên chứ? Thuộc hạ của ông ta vừa mới muốn đi lên thì Hoàng Thiên đã chộp lấy đôi mắt của Lê Việt Cường. Nếu như ông không ngay thẳng thật thà thì tôi sẽ làm cho ông trở thành người mù. Hoàng Thiên nghiêm nghị quát,
hai ngón tay chộp ở trên hai con mắt của Lê Việt Cường, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho con hàng này trở thành người mù. Điều này, Lê Việt Cường thật sự là hoảng hồn, ông ta tuyệt đối không ngờ Hoàng Thiên lại đáng sợ như vậy, anh ra tay như vậy không phải là quá tàn nhẫn sao? Lê Việt Cường kinh hãi, ông ta không thể chấp nhận được chuyện mình không còn đôi mắt nữa nên vội vàng quát thuộc hạ của mình, tất cả lùi về phía sau cho tôi. Không cho phép đi tới. Tất cả mười mấy thuộc hạ đều lùi về phía sau chứ không dám đi lên nữa. Ngộ nhỡ Lê Việt Cường thật sự bị mù thì không phải là sẽ ghi hận họ sao? Thả Phạm Văn Chiến ra. Hoàng Thiên ra lệnh cho Lê Việt Cường. Thả Phạm Văn Chiến ra. Lê Việt Cường bị dọa đến nỗi nói cả lăm, ông ta vội vàng ra lệnh cho người thả Phạm Văn Chiến ra. Lúc này Phạm Văn Chiến mới được trả lại tự do, anh ta âm thầm bội phục Hoàng Thiên ở trong lòng, nghĩ thầm anh Thiên thật sự là giỏi, anh lại có thể làm cho Lê Việt Cường trở nên dễ bảo hơn. Phải biết rằng ở trong lòng của Phạm Văn Chiến, Lê Việt Cường là nhân vật quá giỏi, đó chính là nhân vật tung hoành ngang dọc ở trấn Kim Thanh, ai dám động vào ông ta chứ? Mà Hoàng Thiên lại dám động vào, hơn nữa còn động vào Lê Việt Cường ở ngay trên địa bàn của ông ta, điều này thật sự là quá giỏi. Anh Thiên, cảm ơn anh. Sau khi Phạm Văn Chiến được trả lại tự do thì chạy tới bên cạnh Hoàng Thiên, vẻ mặt sùng bái nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì anh cũng không làm khó Lê Việt Cường nữa mà thả con hàng này ra. Đi trước dẫn đường, nếu như ông còn làm ra chuyện lừa gạt gì nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Giọng nói lạnh lùng hà khắc của Hoàng Thiên cảnh cáo Lê Việt Cường. Nếu như là lúc trước thì Lê Việt Cường khẳng định là sẽ không quan tâm. Nhưng mà bây giờ Lê Việt Cường lại không dám, bởi vì ông ta phát hiện ra hôm nay ông ta gặp phải người hung ác, hình như còn hung ác ông ta nữa. Chỉ thấy Lê Việt Cường người đầy bụi đất, cảm giác mất hết cả mặt mũi, rất là buồn rầu đi ở phía trước dẫn đường. Thuộc hạ của ông ta cũng không còn thái độ kiêu kỳ nữa, mỗi một người ủ rũ đi theo ông ta đi về phía trước. Hoàng Thiên dẫn theo đám người Lã Việt đi theo ở đằng sau Lê Việt Cường, họ đi qua một bụi cỏ cao ngang eo, sau đó đi đến trước một căn nhà gỗ rất lớn. Căn nhà gỗ này còn lớn gấp đôi căn nhà trước, hơn nữa căn nhà này còn được lắp đặt cửa sổ. Hoàng Thiên vẫn còn hơi nghi ngờ, trước đó Lê Việt Cường muốn đưa mình đến căn nhà gỗ nhỏ hơn, không biết là ông ta có ý định làm gì. Lê Việt Cường, tại sao vừa rồi ông lại muốn đưa tôi tới căn nhà gỗ nhỏ hơn? Hoàng Thiên hỏi trước mặt Lê Việt Cường. Lê Việt Cường đã trung thực hơn rất nhiều, ông ta vội vàng quay đầu nói, anh này, căn nhà gỗ vừa rồi là căn phòng chuyên dụng để chúng tôi trừng phạt những khách hàng chơi bẩn. Hoàng Thiên nghe vậy thì không nói nên lời, lúc này Lê Việt Cường tới đây là vì muốn đưa bản thân vào trong phòng trừng phạt sao? Ha ha, ông chuẩn bị chỉnh đốn tôi giống như một kẻ gian lận sao? Hoàng Thiên cười lạnh lùng hỏi Lê Việt Cường. Lê Việt Cường mặt đỏ tía tai nhìn Hoàng Thiên, ông ta không dám nói thêm gì nữa. Mà lúc này, người ở bên trong căn nhà gỗ lớn đã nghe thấy được tiếng động ở bên ngoài. Hai người đàn ông mặc áo chia lỗ màu đen đi từ bên trong ra nhìn thấy Lê Việt Cường dẫn theo nhiều người tới thì hai người đàn ông mặc áo chia lỗ màu đen cảm thấy kinh hãi. Anh Cường, họ là ai vậy? Một người đàn ông mặc áo chia lỗ màu đen hỏi Lê Việt Cường. Lê Việt Cường sắp buồn rầu chết đi được, ông ta cảm thấy mất hết cả mặt mũi khi bị đánh ở trên địa bàn của mình. Đừng hỏi nhiều, cô chủ có ở đây không? Lê Việt Cường xa sầm mặt hỏi. Cô chủ ở bên trong, mời anh Cường vào. Một người đàn ông mặc áo chia lỗ màu đen khác làm động tác mời, anh ta ra hiệu cho Lê Việt Cường đi vào. Lê Việt Cường rất là tức giận, ông ta bước vào bên trong. Lúc này mười mấy thuộc hạ của ông ta cũng đi vào, sau đó Phạm Văn Chiến và Hoàng Thiên cũng đi vào. Hoàng Thiên không chần chừ vững như núi Thái Sơn khoan thai bước vào bên trong. Phạm Văn Chiến nhìn thấy cảnh tượng này thì anh ta đã bội phục Hoàng Thiên đến nỗi đầu cũng sắp cúi rạp xuống đất. Anh Thiên đã đánh Lê Việt Cường mà còn có thể bình tĩnh được như vậy sao? Thật sự là đáng sợ, chẳng lẽ anh không sợ chết sao? Phạm Văn Chiến suy nghĩ lung tung ở trong lòng, nhưng mà ở trong lòng anh ta lại cực kỳ lo lắng, bởi vì anh ta biết là không thể trêu vào chủ của sòng bạc. Nhưng mà Phạm Văn Chiến đã đi theo tới đây nên cũng đành chịu, anh ta đi theo đám người Lã Việt vào bên trong. Cộng với Phạm Văn Chiến nữa thì bên Hoàng Thiên tổng cộng chỉ có 9 người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng mà thuộc hạ của Lê Việt Cường thì lại có tới 10 người, cộng với mười mấy người ở trong căn nhà gỗ nữa là có gần 30 người. Hơn nữa những người này hơn phân nửa đều cầm vũ khí ở trong tay nhìn chằm chằm anh. Sau khi Hoàng Thiên đi vào thì nhìn khắp nơi trong phòng, căn nhà gỗ rộng khoảng 200 mét vuông, khá rộng rãi và sáng sủa.
chỉ có điều thiết bị ở trong phòng cực kỳ đơn sơ, chỉ có hai cái giường gỗ cùng với mấy cái ghế, ngoài ra còn có một cái bàn làm việc lớn. Một cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi đang ngồi ở sau bàn làm việc. Cô gái này lớn lên rất xinh đẹp, mái tóc dài lại trang điểm đậm, vẻ mặt thì càng cao quý lạnh lùng ngạo mạn. Chú hai, chú đang định tạo ra máy bay sao? Cô gái trẻ hơi không vui nhìn thoáng qua Lê Việt Cường. Hạ Mai, những người này đến từ thành phố Bắc Ninh, chú đoán chừng họ đến đây để gây phiền phức. Lê Việt Cường rất cẩn thận nói với Lê Hạ Mai. Cô gái tên Lê Hạ Mai này là cháu gái ruột của Lê Việt Cường, mà cha của cô ta lại là ông chủ thật sự của sòng bạc này. Cha cô ta không có ở đây, tất cả nơi này đều do cô ta toàn quyền phụ trách. Mắt nhìn của Lê Hạ Mai cũng không tệ lắm, cô ta chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua đám người thì lập tức khóa chặt ánh mắt ở trên người Hoàng Thiên, cô ta nhận định Hoàng Thiên chắc chắn là người định đoạt trong đám người này. Các anh đến từ thành phố Bắc Ninh sao? Giọng nói của Lê Hạ Mai rất êm tai, chỉ có điều trong sự êm tai còn có thêm sự ớn lạnh. Hoàng Thiên nhìn năng lực phân biệt của Lê Hạ Mai không tệ, anh cũng không khỏi muốn ngẩn ra. Không sai. Hoàng Thiên rất bình thản nói một câu. HTTP, chuyên hề moi ngay, VN Lê Hạ Mai cẩn thận đánh giá Hoàng Thiên một phen, cô ta phát hiện quần áo Hoàng Thiên rất bình thường, nhưng hơi thở cường đại trên người đàn ông thì không che giấu được. Người bình thường chỉ sẽ cảm thấy Hoàng Thiên ăn mặc rất thất bại, nhưng loại người phụ nữ Lê Hạ Mai thì có ánh mắt độc nhất vô nhị, cô ta liếc mắt liền nhìn ra được cơ Hoàng Thiên tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Có ấn tượng như vậy, Lê Hạ Mai cũng khách khí một chút với Hoàng Thiên, cô ta nở nụ cười xinh đẹp với Hoàng Thiên, quý ngài đây ngồi xuống rồi từ từ nói. Hoàng Thiên rất bất ngờ, không ngờ người gọi là cô chủ cả này còn rất khách khí như vậy. Nhưng mà càng khách khí như vậy thì càng nói rõ cô gái lòng dạ thâm sâu này không phải dễ đối phó như vậy. Đương nhiên Hoàng Thiên cũng không đến nỗi để Lê Hạ Mai ở trong lòng, lúc này anh kéo ghế ngồi đối diện Lê Hạ Mai. Lần này hai nhóm người chia ra, Lê Việt Cường đưa theo mười mấy tên thuộc hạ và mười mấy thuộc hạ của Lê Hạ Mai đều đứng sau lưng Lê Hạ Mai. Bởi vì khí chất của lão Việt bọn họ đang bày ra ở đó, Lê Hạ Mai có thể kết luận mấy người này nhất định là từng thấy cảnh tượng hoành tráng. Tuyệt không phải người nghèo, càng không phải cái gọi là con bạc. Quý ngài đây, xin hỏi anh họ gì? Lê Hạ Mai nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm hỏi Hoàng Thiên. Tôi tên Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không che giấu, trực tiếp báo ra tên mình. Chào ngài Hoàng Thiên, tôi tên Lê Hạ Mai, sòng bạc này là của cha tôi chỉ ở đây trông nom giúp đỡ một chút thôi. Lê Hạ Mai cười một tiếng rất say mê lòng người, đưa tay ra bắt tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vẫn rất bất ngờ. Cũng không biết Lê Hạ Mai này đang dở trò quỷ gì, thế mà lôi kéo làm quen như thế. Nhưng Hoàng Thiên đến để giải quyết sự việc, nếu có thể giải quyết hòa bình thì anh cũng không muốn gây chuyện. Cho nên Hoàng Thiên cũng đưa tay ra bắt tay Lê Hạ Mai. Nào ngờ lúc bắt tay, Lê Hạ Mai lại đột nhiên tăng thêm sức lực, hung hăng nắm chặt ngón tay Hoàng Thiên. Má ơi! Hoàng Thiên thật sự mở rộng tầm mắt, Lê Hạ Mai này được đó, còn phân cao thấp với anh à? Cảm nhận được sức lực tăng mạnh của Lê Hạ Mai, Hoàng Thiên cũng chỉ đành tăng thêm sức lực. Ngón tay Lê Hạ Mai lập tức phát ra âm thanh rắc rắc, khớp nối đều đang vang lên. Một cảm giác đau nhức kịch liệt truyền đến, lông mày Lê Hạ Mai nháy mắt nhíu lại. Sức lực tên họ Hoàng này thật mạnh. Trong lòng Lê Hạ Mai thầm giật mình, từ nhỏ cô ta đã từng luyện công phu, tự nhận là sức lực trên tay lớn hơn người đàn ông bình thường, nhưng vừa rồi tìm tòi một chút cô ta mới phát hiện cô ta buồn cười biết bao. So với Hoàng Thiên thì chút lực tay này của cô ta thực sự không đáng chú ý là bao. Ngài Hoàng Thiên, nào có người nằm tay con gái người ta không buông chứ? Lê Hạ Mai gượng cười nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng cười, cô Mai, chúng ta vẫn nên đi thẳng vào vấn đề đi, nói chuyện chính. Hoàng Thiên nói xong thì buông tay Lê Hạ Mai ra. Lê Hạ Mai vụng trộm nhìn thoáng qua tay mình thì thấy đã đỏ một mảnh, cô ta cũng biết đây là chút tình người Hoàng Thiên để lại. Nếu không ngón tay cô ta sớm đã gãy mất. Người này thật lợi hại, khó trách anh có sức mạnh như thế. Trong lòng Lê Hạ Mai suy nghĩ những điều này, trên mặt thì vẫn nở nụ cười bình tĩnh, cô ta cũng không muốn để cho thuộc hạ nhìn thấy cô ta ăn quả đằng. Được, vậy anh nói đi, muốn nói gì cùng cô chủ tôi đây? Lê Hạ Mai khẽ tựa lưng vào ghế, mắt nhìn Hoàng Thiên. Tôi tới vì một người phụ nữ tên Trương Lan Phượng, bà ta đánh bạc ở chỗ mấy người, bị mấy người giữ lại. Tôi hy vọng cô có thể giao bà ta cho tôi. Hoàng Thiên cũng không vòng vo, trực tiếp nói với Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai nghe lời này xong thì hé miệng mỉm cười. Ngài Hoàng Thiên, Lê Hạ Mai tôi là người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám,
bây giờ tôi có thể nói rõ cho anh, có người tên Trương Lan Phượng bị chúng tôi giữ lại, mặt khác còn có một quý bà Lưu Vân Lan là đồng nghiệp của Trương Lan Phượng cũng bị chúng tôi giữ lại. Lê Hạ Mai rất bình tĩnh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không ngờ Lê Hạ Mai thừa nhận sảng khoái như vậy. Giữ người dù sao cũng phải có nguyên nhân nhỉ, tại sao phải giữ họ lại? Hoàng Thiên có hơi khó hiểu, anh hỏi Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai cười ha ha, lúc này cô ta đứng dậy vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Cặp chân dài của người phụ nữ này rất mê người, dáng người càng rất kiêu căng ngạo mạn, đặc biệt là hương thơm kia trên người càng mê hoặc lòng người. Hoàng Thiên ngồi trước mặt cô ta có chút không được tự nhiên nên lúc này cũng đứng dậy. Kết quả phát hiện Lê Hạ Mai này không thấp hơn mình bao nhiêu, thực tế là đủ cao và gầy. Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan thua không ít tiền ở chỗ này của chúng tôi, còn vay nặng lãi không ít, anh nói chúng tôi có thể thả họ đi không? Lê Hạ Mai mỉm cười, hỏi lại Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật ra cũng đã sớm đoán được, hẳn chính là nguyên nhân này. Nếu không sòng bạc không cần thiết làm khó khách hàng nhỉ? Không nợ tiền người ta, không gây chuyện, người ta rảnh rỗi không có việc gì mà giữ anh. Thiếu nợ thì trả tiền, điều này không phải nói, cho nên Hoàng Thiên cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đối với Hoàng Thiên mà nói có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề thì không sao cả. Nói đi, họ thiếu sòng bạc mấy người bao nhiêu tiền? Hoàng Thiên rất bình thản hỏi Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai cười ha ha nói, ha ha, họ không phải thiếu tiền tôi mà là thiếu tiền ông chủ bỏ vào chỗ chúng tôi. Ông chủ này có quan hệ hợp tác với sòng bạc chúng tôi, cho nên đối với khách hàng nợ tiền không trả, tôi có nghĩa vụ giam giữ tạm thời. Hoàng Thiên nghe xong cạn lời, điều này cũng loạn quá đi, lại lòi ra ông chủ cho vay nặng lãi. Mặc kệ thiếu tiền ai thì dù sao cũng phải có con số nhỉ. Tiền không thành vấn đề, trước hết để tôi thấy người đã. Hoàng Thiên nói với Lê Hạ Mai. Được ngài Hoàng Thiên, anh thật sảng khoái, vậy Lê Hạ Mai tôi cũng sảng khoái. Bây giờ tôi dẫn anh đi gặp hai người Trương Lan Phượng. Lê Hạ Mai nói xong thì sải chân dài bước ra ngoài. Ở đây lời cô ta nói coi như không ai dám phản bác. Thấy cô ta đi ra ngoài, Hoàng Thiên đưa theo Lã Việt bọn họ đi theo ra, Lê Việt Cường thì mang theo 20 đến 30 người đi theo phía sau. Một đám người thuận đường lên núi, bò lên đỉnh núi một đoạn thì Lê Hạ Mai cuối cùng trước sơn động thiên nhiên. Mà lúc này người đã xếp hàng đầy trên đường núi, Hoàng Thiên và Lê Hạ Mai ở hàng đầu tiên. Cũng chỉ có hai người họ đứng trước cửa hang sơn động. Nhiều người như vậy không thể đi vào hết, ngài Hoàng Thiên, anh dám theo tôi vào không? Lê Hạ Mai cười một tiếng với Hoàng Thiên một cách nghiền ngẫm, giống như đưa Hoàng Thiên vào quân đội. Hoàng Thiên sao có thể quan tâm những thứ này? Nếu như bị Lê Hạ Mai này hù dọa vậy Hoàng Thiên cũng không cần sống nữa. Ha ha, cô có đáng sợ như vậy không? Dẫn đường phía trước đi. Hoàng Thiên cười nói với Lê Hạ Mai. Trong lòng Lê Hạ Mai thầm kính nể, cô ta nghĩ thầm thằng nhóc họ Hoàng này nghiêm túc ghê, thật sự dám cùng mình đi vào. Mời. Lê Hạ Mai nói xong thì dẫn đầu tiến vào sơn động. Hoàng Thiên đi theo phía sau cô ta. Lã Việt bọn họ vốn muốn đi vào nhưng một thằng nhóc tóc đỏ chặn Lã Việt lại trước cửa sơn động, mấy người không thể đi vào. Hoàng Thiên nhìn lại thì thấy Lã Việt muốn xông vào, anh bèn nói, mấy cậu đợi bên ngoài đi, không sao đâu. Cậu Thiên, cẩn thận một chút. Lã Việt vẫn hơi không yên tâm nói. Hoàng Thiên không nói gì nữa, đi vào sơn động cùng Lê Hạ Mai được mười mấy mét thì phía trước rốt cuộc trở nên trống trải. Ở khu vực rộng lớn, mấy ngọn nến nghiêng xuống thắp sáng nơi này. Lê Hạ Mai lắc eo nhỏ, cô ta tiếp tục đi về phía trước, cô ta còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hoàng Thiên, quan sát phản ứng của Hoàng Thiên. Khi cô ta nhìn thấy gương mặt Hoàng Thiên gần như không có biểu hiện gì, trong lòng cô ta không khỏi cười lạnh một trận. Trong lòng cô ta thầm muốn để họ Hoàng kia ngông cuồng trước, sau đó cô ta sẽ ra oai phủ đầu anh. Ngài Hoàng Thiên, tôi muốn hỏi anh một câu, Trương Lan Phượng có quan hệ thế nào với anh? Lúc này Lê Hạ Mai dừng bước chân, mỉm cười hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy Lê Hạ Mai vẫn rất tà môn, người phụ nữ này lòng dạ và tính tình âm u lạnh lẽo, rất không hợp với tuổi của cô ta. Bà ấy là mẹ vợ tôi. Hoàng Thiên cũng không cần giấu giếm Lê Hạ Mai, trực tiếp nói ra. Ồ, ha ha, thật đúng là có lỗi, nếu như tôi sớm biết bà ta là mẹ vợ anh thì đã không để bà ta chịu khổ một chút rồi. Trong lời nói của Lê Hạ Mai có hàm ý, sau đó cô ta đưa Hoàng Thiên đi đến chỗ vách đá phía trước. Nhờ ánh lửa, Hoàng Thiên nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên, hai người phụ nữ này đều bị trói từ đầu đến chân, một người trong đó chính là Trương Lan Phượng. Cẩn thận nhìn lại trên mặt Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên không khỏi kinh hãi.
Lúc này trông thấy Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên sửng sốt. Chứng kiến đầu tóc của Trương Lan Phượng rối như ổ quả, bộ dạng như con ma, hẳn là đã bị người ta lôi kéo. Sau đó lại nhìn xuống gương mặt của bà ta, qua ánh nến mờ ảo, Hoàng Thiên vốn có thị lực rất tốt nên cũng nhìn thấy rất rõ ràng gương mặt của Trương Lan Phượng. Hai bên má đã sưng dù, đặc biệt là má bên trái, da mặt cũng bị tét ra, hiển nhiên đã bị vật cứng đánh đập qua. Lại nhìn qua người đàn bà trung niên kế bên Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên đoán người đàn bà này chắc là Lưu Vân Lan rồi. Người đàn bà này cũng không tốt hơn Trương Lan Phượng là mấy, đầu tóc cũng rối như ổ gà, hai bên mặt cũng không tốt đẹp hơn là mấy, bị đánh đập rất thê thảm. Chân tay của hai người họ đều bị trói chặt, nương tựa lẫn nhau ngồi dựa vào trong động núi, bên cạnh còn có hai lực sĩ đang đứng canh chừng bọn họ. Vừa nhìn thấy Lê Hạ Mai, hai tên lực sĩ lập tức nghiêm một cái, rất là cẩn thận nói, cô cả. Hai người bọn họ đã ăn cơm chưa? Lê Hạ Mai hỏi hai tên lực sĩ. Một trong số hai tên lực sĩ trả lời, hai mụ đàn bà này, cho cơm bọn họ ăn bọn họ còn chê cơm không ngon, tức quá nên vừa ôi tôi lại cho bọn họ thêm một trận đòn. Ha ha, đừng có dã man như vậy chứ, sao lại có thể đánh đàn bà chứ? Phùng Hạ Mai ha ha cười một cái, lại còn không quên quay đầu dùng ánh mắt mê người nhìn Hoàng Thiên một cái. Hoàng Thiên hiểu rõ, lời này là cố ý nói lớn cho anh nghe. Thật ra hai tên lực sĩ kia đánh đập Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan nhất định là do chỉ thị của Lê Hạ Mai, nếu không thì hai tên lực sĩ chưa chắc gì đã dám ra tay đánh người. Gọi bọn họ dậy đi, có người đến chuộc bọn họ rồi. Hai tên lực sĩ không dám chậm trễ, một trong hai người bực bội đá Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan mỗi người một cước. Ra tay cũng mạnh lắm, Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan bị đau nên đều tỉnh lại. Ôi, các người đừng có đánh chúng tôi nữa, bộ không có vương pháp hay sao vậy? Trương Lan Phượng vừa mở mắt ra đã ngay lập tức chửi oang oác lên, cũng chỉ vì sợ mình lại bị hành hung nữa. Cái bà Lưu Vân Lan cũng rất căng thẳng, co rút người lại thành một cục, hoảng sợ nhìn hai người lực sĩ. Mẹ nó ở đây mà tụi bây nói vương pháp với tao hả? Một tên lực sĩ chửi mắng, sau đó tát cho Trương Lan Phượng hai cái. Trương Lan Phượng bị đánh đau nên càng la lang hơn, muốn né cũng không né được, bởi vì tay chân đều bị trói hết rồi. Hoàng Thiên chứng kiến cảnh này, trong lòng vô cùng cạn lời. Trương Lan Phượng cũng thật biết tạo nghiệp quá, chịu nỗi khổ này cũng đáng đời lắm, thật thà ngoan ngoãn ở nhà không phải tốt hơn sao? Cứ nhất định muốn đi ra ngoài đánh bạc, lại còn dám vay lãi cao nữa. Trong lòng của Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến chuyện Trương Lan Phượng hay thích chuốc lấy phiền phức, Hoàng Thiên hận không thể để hai tên lực sĩ đó đánh bà ta thêm một trận nữa. Lại bị Hoàng Thiên đoán trúng rồi, Trương Lan Phượng chính là ỷ có thể dựa vào Hoàng Thiên. Bà ta cảm thấy dù cho bà ta có nợ tiền nhiều đến đâu đi chẳng nữa, Hoàng Thiên vẫn giúp bà ta giải quyết được. Dù cho Hoàng Thiên không đồng ý, thì vẫn còn có con gái Lâm Ngọc An mà, Lâm Ngọc An sẽ không trơ mắt nhìn bà ta trả không nổi số tiền thiếu của bọn cho vay nặng lãi đâu. Chỉ cần Lâm Ngọc An yêu cầu Hoàng Thiên đi cứu bà ta, Hoàng Thiên nhất định sẽ đi cứu. Trương Lan Phượng là có lý do để ỷ lại, chẳng qua là bà ta không ngờ được hậu quả của mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, bị nhốt lại ở đây thì thôi đi. Giờ còn bị người ta đánh như một con chó. Lúc này hai tên lực sĩ còn muốn đánh Trương Lan Phượng nữa, còn Lê Hạ Mai hình như không có ý ngăn cản lại, lúc này Hoàng Thiên có chút không thể nhịn được nữa. Không phải Hoàng Thiên không chán ghét Trương Lan Phượng, mà tại vì hai tên lực sĩ này ở trước mặt Hoàng Thiên đánh Trương Lan Phượng, có như thế nào thì Trương Lan Phượng vẫn là mẹ vợ của Hoàng Thiên. Các người muốn đánh chết bà ta hả? Lúc này Hoàng Thiên trầm giọng xuống nói với hai tên lực sĩ. Mẹ nó, thằng nhóc này muốn gì? Một tên lực sĩ không phục, thô lỗ xắn tay áo lên, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Hai người các cậu không cần phải nói chuyện, đứng qua một bên đi. Lúc này Lê Hạ Mai mới lạnh lùng lên tiếng nói. Dạ vâng thưa cô cả. Hai tên lực sĩ đồng thanh đáp, rồi thật thật thà thà đứng qua một bên, bọn họ thật sự rất sợ Lê Hạ Mai. Vừa rồi Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan vì quá sợ hãi nên chỉ chú ý đến hai tên lực sĩ kia vì sợ bị bọn họ hành hạ mình nữa. Nhưng khi bọn họ nghe thấy tiếng của Hoàng Thiên, hai người họ đều mở to mắt ra nhìn Hoàng Thiên. Vừa nhìn đã thấy Hoàng Thiên thật sự đã đến rồi, Trương Lan Phượng giống như là nhìn thấy Bồ Tát sống đến cứu khổ cứu nạn vậy, kịch động đến muốn phát điên. Ôi Hoàng Thiên, con thật sự đã đến rồi. Tốt quá, mẹ bị người ta bắt nạt đến vô cùng khổ sở. Sau giây phút vừa vui vừa kinh ngạc, Trương Lan Phượng lại bắt đầu mếu máo, chỉ là một giọt nước mắt cũng không khóc có. Hoàng Thiên nhìn Trương Lan Phượng. Trong lòng bỗng chốc trở nên tức giận. Nếu không phải vì Trương Lan Phượng ra ngoài gây chuyện thị phi, bản thân anh cũng không cần phải lặn lội đến nơi này,
bà không cảm thấy là do tự bản thân bà tự gây ra tự phải chịu lấy sao? Không yên ổn ở nhà đi, bà nói xem bà ra đây để cược cái gì chứ? Hoàng Thiên nhìn thẳng Trương Lan Phượng rồi nói. Trương Lan Phượng âm thanh nghiến răng, đối với bà ta mà nói, trước giờ từ tận trong xương cốt bà ta luôn khinh khi Hoàng Thiên, với lại bà ta vẫn luôn cảm thấy Hoàng Thiên rất chướng mắt. Lúc này Hoàng Thiên lại giáo huấn bà ta, trong lòng bà ta rất tức giận. Chỉ là không dám nổi giận với Hoàng Thiên, vì bà ta còn phải nhờ Hoàng Thiên cứu giúp. Ôi trời, mẹ chỉ muốn thắng chút tiền thôi, để trang trải chi phí sinh hoạt thôi mà, con thì lại không cho mẹ tiền tiêu vặt, mẹ cũng là bất đắc dĩ mới suy nghĩ đến cách này thôi mà. Trương Lan Phượng nén cơn đau, còn phản đoàn lại Hoàng Thiên, bà ta cố ý nói như thế còn có hàm ý khác là Hoàng Thiên khắc nghiệt với bà ta, không đưa đủ tiền sinh hoạt cho bà ta. Nhìn thấy Trương Lan Phượng còn nói chuyện như bà ta đi ra ngoài cá cược là hợp tình hợp lý, Hoàng Thiên thấy bà ta như thế cũng hết sức cạn lời. Anh nhìn Trương Lan Phượng rồi nói, ha ha, bà vẫn cho là sòng bài là máy rút tiền của bà sao? Có biết là nếu như tôi không đến, bà rất có thể sẽ chết ở đây không? Cái này, Trương Lan Phượng bị dọa đến tim đập nhanh, bà ta thật sự là sợ chết, đương nhiên bà ta cũng chưa từng nghĩ Lê Hạ Mai sẽ giết chết bà ta. Không nghiêm trọng đến mức đó chứ. Hoàng Thiên, con đừng có mà dọa mẹ nha. Trương Lan Phượng trợn tròn mắt lên, còn có chút không phục nữa. Ê ê Trương Lan Phượng, bà cũng to gan lắm đó, nếu không phải con rể bà đến rồi, ông chủ Bình đã định hôm nay sẽ giết chết bà rồi, hiểu không hả? Lê Hạ Mai cười lạnh lùng một cái, rồi nói với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nghe xong mặt trắng bệch, bà ta cũng không thể không tin, đúng là bà ta từ chỗ ông chủ Bình vay tiền với lãi suất cao, ông chủ Bình đó nhìn bề ngoài thật sự rất đáng sợ. Vừa nhìn đã biết là người rất tàn nhẫn. Các người hù ai chứ, hứ đánh chúng tôi ra thành bộ dạng này rồi, chúng tôi ra ngoài sẽ đi kiện các người, bắt hết các người lại. Cái bà Lưu Vân Lan đó tức anh ếch dùng tay chỉ vào mặt của Lê Hạ Mai la lên. Lưu Vân Lan cũng là thấy Hoàng Thiên đã đến, cho nên lá gan của bà ta cũng lớn theo, bởi vì từ sớm bà ta đã nghe nói Trương Lan Phượng có một người con rể tương đối lợi hại, nên bây giờ bà ta mới dám ăn nói kiểu đó. Ở đây có Hoàng Thiên che chở, Lưu Vân Lan cái gì cũng không sợ, nỗi oán hận trong lòng bà ta rất nặng, lúc này không thể nào nhịn được nữa nên đã thốt lên lời mắng chửi. Thấy Lưu Vân Lan nói ra những lời này, Hoàng Thiên cũng thật là phúc sát đất rồi. Đang trong tình cảnh này còn uy hiếp Lê Hạ Mai được sao? Cái bà Lưu Vân Lan này có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Quả nhiên, sau khi Lê Hạ Mai nghe thấy những lời này, gương mặt xinh đẹp của cô ta tối sầm lại, đã lộ ra vẻ mặt hung ác. Bà còn muốn thoát ra ngoài xong đó đi kiện tôi hả? Lê Hạ Mai lạnh lùng lướt nhìn Lưu Vân Lan rồi đi đến gần bà ta. Cũng cùng lúc này, trong tay cô ta cầm thêm một con dao nhọn, nhìn bộ dạng chắc là muốn cho Lưu Vân Lan đổ chút máu. Làm cho Lưu Vân Lan sợ đến mức muốn đái ra quần, con dao sắc nhọn sáng bóng đang nằm trong tay của Lê Hạ Mai, bất cứ lúc nào cũng có thể kết liễu bà ta. Bà ta đã lập tức hối hận, sớm biết như thế đã không ăn to nói lớn rồi, lần này thì tốt rồi. Không khóe cái mạng nhỏ này của bà ta cũng giữ không nổi. Hoàng Thiên, nhanh cứu tôi với, cô ta muốn giết chết tôi. Lưu Vân Lan sợ hãi lớn tiếng kêu cứu với Hoàng Thiên. Lửa giận trong lòng của Hoàng Thiên dâng lên, cái bà Lưu Vân Lan thật biết gây chuyện. Đúng là nồi nào úp vung đó, Trương Lan Phượng là cái loại hay gây họa, cái bà Lưu Vân Lan này cũng không thua kém. Cô Mai, cô chắc là không vì một câu nói của bà ta mà giết người chứ. Lúc này Hoàng Thiên nói với Lê Hạ Mai, anh cũng không thể nào trơ mắt ra nhìn Lưu Vân Lan bị giết được. Hừ, anh Thiên, tôi là rất có thành ý, dẫn anh đến gặp mẹ vợ anh và cái bà Tám đó, nhưng mà cái bà Tám này lại còn dám uy hiếp tôi, anh cảm thấy tôi không nên giết chết bà ta sao? Lê Hạ Mai hừ lạnh với một tiếng, quay đầu hỏi Hoàng Thiên. Hay là bỏ qua đi được không, giết chết bà ta, cô cũng sẽ phiền phức, đúng không? Hoàng Thiên rất bình tĩnh đáp lại Lê Hạ Mai. Hừm. Không giết bà ta phiền phức của tôi cũng đâu có ích, bà Tám đó chuẩn bị kiện tôi kìa. Lê Hạ Mai tức giận nói. Bà ta sẽ không kiện cô đâu, tóm lại tôi chỉ muốn đem hai người họ về thôi, chứ không muốn gây phiền phức. Đúng đó, tôi, vừa rồi tôi chỉ là sợ quá nên ăn nói hồ đồ thôi, tôi đương nhiên là không dám kiện cô rồi. Lưu Vân Lan căng thẳng nói với Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai không thèm để ý Lưu Vân Lan, lúc này liền nói với Hoàng Thiên, anh Thiên. Nể mặt của anh tôi sẽ tha cho bà Tám nào một mạng, chúng ta giờ nói thử xem, anh Thiên chuẩn bị làm sao để mang họ đi. Cô nói đi, muốn điều kiện gì? Hoàng Thiên nhìn Lê Hạ Mai rồi nói, anh đoán là Lê Hạ Mai cũng chỉ muốn tiền thôi.
Nhưng mà Hoàng Thiên đã sai, Lê Hạ Mai không phải người yêu tiền, lúc này cô ta không có dở công phu sư tử ngoạm ra để lừa Hoàng Thiên. Anh Thiên, cá nhân tôi thì không có điều kiện gì, chỉ cần làm bạn với anh là được, anh có thể đưa mẹ vợ anh rời khỏi đây. Lê Hạ Mai cười nhẹ, nhìn Hoàng Thiên nói. Cái gì? Hoàng Thiên cảm giác lỗ tai mình có vấn đề, thế mà Lê Hạ Mai lại không đưa ra bất cứ điều kiện gì. Để anh đưa Trương Lan Phượng đi dễ dàng như vậy. Điều này không có giống lẽ thường nha, Lê Hạ Mai hiển nhiên là con gái của ông chủ sòng bài, có ai mở sòng bài mà lại không ham tiền. Nếu không ham tiền thì còn mở cái chỗ phi pháp này để làm cái gì? Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà, anh Thiên, chẳng lẽ anh vẫn chưa tin lời tôi nói? Vẻ mặt Lê Hạ Mai có chút không vui hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe cô ta nói vậy thì cũng cười nói với cô ta, được rồi, tôi tin tưởng cô, vậy thì tôi sẽ dẫn bà ấy đi. Nói xong Hoàng Thiên chuẩn bị dẫn Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan rời đi, rời xa khỏi chốn thị phi này. Nhưng không ngờ lúc này Lê Hạ Mai lại ngăn cản Hoàng Thiên lại. Hoàng Thiên giật mình, thầm nghĩ chẳng nhẽ cô nhóc này lại lật lọng nhanh như thế. Vừa mới lúc nãy vừa nói xong, chẳng lẽ bây giờ lại muốn nuốt lời. Cô Mai, cô có ý gì vậy? Hoàng Thiên kiên nhẫn hỏi, thật ra nếu anh muốn cưỡng chế đưa Trương Lan Phượng đi, Lê Hạ Mai và mấy tên cao to kia không ngăn cản nổi. Chỉ cần Hoàng Thiên muốn, ngay cả Lê Hạ Mai kia cũng sẽ trở thành con tin của Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên không muốn làm vậy, anh chỉ cần đưa Trương Lan Phượng đi là được rồi, không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Lê Hạ Mai nở một nụ cười xinh đẹp, đi tới trước mặt Hoàng Thiên, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Hoàng Thiên, bên trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu. Điều này, Hoàng Thiên cũng không phải là đầu gỗ, làm sao anh có thể không nhìn ra. Cái cô gái Lê Hạ Mai này dường như có chút thích anh. Nếu không, chắc chắn cô ta sẽ không có ánh mắt như vậy. Hoàng Thiên không phải là người thích tự luyến, mặc dù nhìn anh khá là đẹp trai, nhưng anh cũng không cho rằng bộ dáng của mình có thể dễ dàng mê hoặc các cô gái. Lúc này anh vừa mới gặp Lê Hạ Mai không bao lâu, Hoàng Thiên không cảm thấy Lê Hạ Mai sẽ thích anh. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Lê Hạ Mai có chút không thích hợp. Anh Thiên, để tôi nói thật cho anh biết vậy, anh muốn dẫn Trương Lan Phượng đi, tôi không có ý kiến gì, vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, tôi sẵn sàng làm bạn với anh. Lê Hạ Mai nhìn Hoàng Thiên, thấy vẻ mặt Hoàng Thiên mù mịt không hiểu gì, cô nói tiếp, nhưng sòng bạc này là do cha tôi mở, mà ông chủ Bình kia lại có quen biết với cha tôi, bây giờ mẹ vợ anh nợ tiền ông chủ Bình, ông ta sẽ không đồng ý để Trương Lan Phượng rời đi như vậy. Hoàng Thiên nghe Lê Hạ Mai nói như vậy thì đã hiểu ra. Lê Hạ Mai sẵn sàng thả Trương Lan Phượng rời đi, nhưng mà sẽ không có cách nào bàn giao với ông chủ Bình kia. Đương nhiên Hoàng Thiên cảm thấy đây không phải vấn đề gì cả, chỉ cần trả tiền cho ông chủ Bình kia xong là mọi chuyện sẽ xong xuôi ổn thỏa. Tôi hiểu rồi, nợ tiền thì phải trả tiền, đây là điều thiên kinh nghĩa địa. Như vậy đi, cô gọi ông chủ Bình kia đến đây, mẹ vợ tôi nợ ông ta bao nhiêu tiền thì tôi trả cho ông ta. Hoàng Thiên nói với Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai mỉm cười gật đầu. Nói với Hoàng Thiên, được, tôi đi gọi điện thoại cho ông ta. Lê Hạ Mai vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bên trong động không có sóng điện thoại, vì vậy cô liếc Hoàng Thiên một cái, ra hiệu cho Hoàng Thiên cùng cô ta đi ra bên ngoài động. Hoàng Thiên cúi đầu nhìn Trương Lan Phượng, lúc này chỉ nghe thấy Trương Lan Phượng lớn tiếng kêu, Hoàng Thiên, cậu không thể ném tôi ở chỗ này nha, mau mang tôi ra ngoài đi, tôi không muốn chết ở chỗ này. Hoàng Thiên bị bà ta làm cho vô cùng bực bội. Bộ dạng Trương Lan Phượng bây giờ giống như là chuẩn bị lên đài chém đầu vậy, sợ hãi phát điên. Anh không cần phải lo lắng, Trương Lan Phượng không có vấn đề gì. Lê Hạ Mai nói với Hoàng Thiên. Để cho bà ấy ra bên ngoài hít thở không khí đi, dù sao khi gặp ông chủ Bình thì tôi cũng sẽ trả tiền cho ông chủ Bình. Hoàng Thiên nói Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, ra hiệu cho hai tên cao to thả Trương Lan Phượng với Lưu Vân Lan ra. Hai tên to con lấy dao cắt sợi dây đang trói Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan. Lúc này Trương Lan Phượng với Lưu Vân Lan mới được khôi phục tự do, bởi vì thời gian trói hơi lâu nên tay chân của hai người không linh hoạt, tốn hết sức lực mới miễn cưỡng đi được. Hoàng Thiên, nhanh nhanh dẫn tôi rời khỏi chỗ quỷ quái này đi, mẹ nó, ở đây đều là mấy tên thổ phỉ ác bá mà. Trương Lan Phượng chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên như đang chạy trốn, nhỏ giọng thì thầm với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong thì cau mày. Anh cũng lười để ý đến Trương Lan Phượng, cùng Lê Hạ Mai đi ra bên ngoài động. Trương Lan Phượng với Lưu Vân Lan không dám rời khỏi Hoàng Thiên nửa bước, theo sát Hoàng Thiên ra bên ngoài động. Sau khi ra đến bên ngoài, Trương Lan Phượng có cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một cái.
Cậu Thiên, anh không sao chứ? Lã Việt chạy lên đón, không yên lòng hỏi Hoàng Thiên. Không có việc gì. Hoàng Thiên không nói gì thêm, nhìn những người trên đường núi, ngoại trừ mấy người Lã Việt, Tiêu Văn Hạ, 20-30 người còn lại đều là thuộc hạ của Lê Hạ Mai. Nếu như thật sự ra tay thì sẽ khá phiền phức. Nếu có thể sử dụng tiền để giải quyết, đương nhiên Hoàng Thiên sẽ không nguyện ý chém chém giết giết, huống chi còn là Trương Lan Phượng nợ người ta, đáng lẽ phải nên trả lại cho người ta. Lúc này Lê Hạ Mai đã gọi điện thoại xong. Cô ta nhìn Hoàng Thiên vài giây đồng hồ, cô ta không biết là mình bị làm sao, trong lòng vẫn là gợn sóng. Từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy Hoàng Thiên, khí chất độc đáo trên người Hoàng Thiên đã thu hút cô ta sâu sắc. Bản thân Lê Hạ Mai cũng rất buồn bực, cô ta có thân hình đẹp, vóc dáng chuẩn, trong nhà lại có tiền, tự nhiên ánh mắt sẽ rất cao. Làm sao một người đàn ông bình thường có thể lọt vào mắt cô ta? Nhưng Hoàng Thiên đối với cô ta mà nói rất đặc biệt, khiến cô ta có một cảm giác rất khó nói. Tóm lại, nếu một người nếu đã ghét một người, cho dù người đó có làm gì thì cũng thấy ghét, loại chuyện này rất khó để giải thích tại sao. Mọi người giải tán đi, không cần tập trung ở chỗ này nữa, nếu để cho khách hàng nhìn thấy thì làm sao bọn họ dám đến đây chơi nữa. Lúc này Lê Hạ Mại nhìn chú của cô ta là Lê Việt Cường, còn cả hơn 20 người thuộc hạ kia nữa, lớn tiếng nói. Đừng thấy Lê Việt Cường là chú của Lê Hạ Mai, nhưng thực tế ông ta rất sợ cô cháu gái này, nghe thấy Lê Hạ Mai nói như vậy. Ông ta vẫn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn dẫn theo hơn 20 thuộc hạ xuống núi. Lê Hạ Mai làm như vậy khiến Hoàng Thiên rất kinh ngạc. Anh không khỏi phải nhìn kỹ lại cô gái xinh đẹp này thêm một lần nữa, đừng thấy Lê Hạ Mai chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, nhưng cô ta còn rộng rãi hơn mấy người đàn ông bình thường kia rất nhiều, cô ta đuổi hết thuộc hạ của mình đi, cái này chính là một loại tin tưởng đối với Hoàng Thiên. Và điều này cũng là để biểu thị với Hoàng Thiên rằng cô ta không hề có thù địch với Hoàng Thiên, để Hoàng Thiên yên tâm. Anh Thiên, chúng ta hãy cùng đi xuống núi, trở lại sườn núi uống một chút trà, thuận tiện để anh với ông chủ Bình nói chuyện với nhau. Lúc này Lê Hạ Mai cười nói với Hoàng Thiên. Được. Ấn tượng của Hoàng Thiên về Lê Hạ Mai đã thay đổi rất nhiều, mặc dù anh vẫn còn cảnh giác, nhưng bầu không khí cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Cả một đoàn người đi đến giữa sườn núi. Bên trong hai căn phòng ván gỗ ấy, mấy con bạc kia vẫn đang đánh cược không ngừng nghỉ. Lê Hạ Mai dẫn đám người Hoàng Thiên đến căn nhà gỗ nơi cô ta đã ở trước đó, sau đó đi pha trà, chuẩn bị uống trà với Hoàng Thiên. Đúng lúc này, bên ngoài có động tĩnh. Hạ Mai, lúc nãy cháu nói cái gì với chú trong điện thoại? Có người đến chuộc hai con mụ nợ tiền kia. Giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền đến, người chưa tới nhưng cái giọng nói khó chịu của ông ta đã tới trước. Ngay sau đó cửa phòng bị hai thanh niên mặc quần bò đẩy ra, sau đó có một người đàn ông trung niên mặc vest, tay cầm chuỗi hạt Phật thủ bước vào. Phía sau người đàn ông này còn có hai thanh niên, tổng cộng là 4 tên côn đồ đi theo. Đúng vậy chú Bình, vị này là ngài Hoàng Thiên đến từ thành phố Bắc Ninh, có chuyện gì thì hai người cứ từ từ nói chuyện. Lê Hạ Mai đứng dậy giới thiệu với ông chủ Bình. Ông chủ Bình vân về chuỗi hạt châu trên tay, dùng đôi mắt sói hung dữ nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Đánh giá Hoàng Thiên 2-3 lượt. Sau khi xem tướng xong, ông chủ Bình lập tức bĩu môi. Ông ta cảm giác Hoàng Thiên là một thanh niên phổ thông rất bình thường, dạng người này mà lại tới đây chuộc người. Đây là đang tự tìm phiền phức à? Nhưng mà khi ông chủ Bình nhìn thấy đám người Lã Việt với Tiêu Văn Hạ xong thì không dám khinh thường bọn họ nữa, bởi vì trên người đám người Lã Việt đều toát ra lệ khí, loại khí chất này không thể giả vờ được. Cái ông chủ Bình này đã nhìn sai rồi, ông ta không để Hoàng Thiên vào mắt. Nhưng lại rất kiêng kỵ đám Lã Việt. Ông ta làm sao biết được, Hoàng Thiên mới là người khó lường nhất ở đây. Chú Bình, chú đang suy nghĩ gì vậy? Lê Hạ Mai mỉm cười hỏi ông chủ Bình này. Cô ta muốn giảm bớt bầu không khí ngột ngạt này, không muốn thấy Hoàng Thiên và ông chủ Bình trở mặt. Ông chủ Bình rất phách lối, không thèm để ý đến Lê Hạ Mai, thay vào đó, ánh mắt của ông ta rơi trên người Trương Lan Phượng. Hết nhìn Trương Lan Phượng rồi nhìn Lưu Vân Lan. Trên mặt ông chủ Bình hiện lên một vệt sương mù. Hừ, hai người các người làm sao lại đi ra? Ông chủ Bình nhìn chằm chằm vào Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan hỏi. Trương Lan Phượng khá sợ ông chủ Bình kia, từ sau khi bị ông chủ Bình bắt lại, bà ta đã phải ăn không ít đau khổ, quả thật bà ta đã coi ông chủ Bình như là ma quỷ. Ông chủ Bình, là con rể của tôi tới chuộc tôi, ông có chuyện gì thì cứ tìm con rể con là được. Trương Lan Phượng nói cả lắp cả lăm. Đem hết mọi trách nhiệm đẩy lên người Hoàng Thiên, bà ta chỉ muốn không bị ông chủ Bình xử lý là được. Hoàng Thiên đã sớm tập thành thói quen, Trương Lan Phượng ở trong nhà thì vênh váo,
khi ra bên ngoài gặp ai tàn nhẫn thì lại sợ sun vòi. Con rể bà là ai? Ông chủ Bình hung dữ hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng sợ run lên, vội vàng lùi lại phía sau hai bước, chỉ vào Hoàng Thiên, nó chính là con rể của tôi, Hoàng Thiên. Ông chủ Bình nghe xong thì lạnh lùng cười, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, làm loạn nửa ngày hóa ra cái thằng nhà quê này là con rể của bà à, mẹ nó, bà thật sự cho rằng con rể bà là người có năng lực đúng không? Nó tới thì thế nào, tôi không thả bà, con mẹ nó bà phải ở đây. Ông chủ Bình hung dữ nói với Trương Lan Phượng. Lời này nghe rất không khách khí, nghe rất chói tai, trực tiếp bớn cợt nói Hoàng Thiên không đáng giá một đồng. Lê Hạ Mai thấy ông chủ Bình kiêu ngạo như thế, cô ta không khỏi nhíu đôi lông mày thanh tú, cảm thấy việc này không dễ giải quyết, nếu giải quyết không cẩn thận, Hoàng Thiên và ông chủ Bình sẽ xảy ra xung đột. Chú Bình, ngài Hoàng Thiên rất có thành ý, vừa rồi anh ta cũng đã nói rồi, Trương Lan Phượng nợ chú bao nhiêu tiền thì anh ta sẽ thay Trương Lan Phượng trả cho chú. Lê Hạ Mai không đợi Hoàng Thiên nói gì, liền nhanh chóng nói trước. Ông chủ Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Thiên, nói, đúng không? Mày định giúp mẹ vợ của mày trả tiền. Hoàng Thiên vốn đã thấy ông chủ Bình không vừa mắt, giờ lại thấy con hàng này càng ngày càng kiêu ngạo, trong lòng Hoàng Thiên hơi không thoải mái. Đúng vậy, bà ta nợ mày bao nhiêu tiền? Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh như trước hỏi ông chủ Bình. Ông chủ Bình duỗi cha ngón tay ra trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm sao đoán ra được, Trương Lan Phượng là người rất không đáng tần, nói không chừng đúng thật là nợ rất nhiều tiền, nếu không đã không bị người ta bắt giam ở đây. Ông cứ nói thẳng là được, không cần khoa trương giơ ngón tay. Hoàng Thiên không kiên nhẫn, trầm giọng nói. Địt mẹ, nhóc con, mày có cái thái độ gì đấy? Dám nói chuyện với Trịnh Lạc Bình tao như vậy, có phải là mày không muốn số người khỏi đây nữa không? Trịnh Lạc Bình trợn trắng mắt, hung dữ chừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Trong đôi mắt sói kia lóe lên ánh sáng dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng mà đối với Hoàng Thiên mà nói, có dạng kẻ ác nào mà anh chưa từng thấy qua. Cái loại giống như Trịnh Lạc Bình này, Hoàng Thiên đã thấy nhiều rồi. Đám người lão Việt cũng như vậy, đã nhiều năm như vậy rồi, có dạng kẻ ác nào mà bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng cái dạng giả vờ giả bộ như Trịnh Lạc Bình này thì đúng là hiếm thấy thật. Lúc này trong lòng lão Việt đã rất tức giận, nhưng Hoàng Thiên chưa nói gì nên lão Việt không tiện bùng phát. Ông ta ở một bên đợi mệnh lệnh của Hoàng Thiên in gây, viên ông muốn tôi dùng thái độ gì? Chỉ bằng cái dạng như này, ông nhận nổi sao? Hoàng Thiên cạn lời nhìn Trịnh Lạc Bình, nói. Nhưng mà anh đã hoàn toàn chọc tức Trịnh Lạc Bình, ông ta vốn dĩ đã không coi trọng Hoàng Thiên, lại gặp Hoàng Thiên dùng cái thái độ này nói chuyện với ông ta quả thực không nhịn nổi. Nhãi con, mày chán sống rồi hả? Trịnh Lạc Bình cau mặt lại, đi tới gần Hoàng Thiên, muốn túm lấy cổ áo của Hoàng Thiên. Tốt nhất là mày đừng có động tay động chân. Không đợi Hoàng Thiên ra tay, lão Việt ở bên cạnh đã không thể kìm chế được nữa, mở miệng ngăn cản Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình nhìn lão Việt, ông ta có thể cảm nhận được một cỗ sát ý nồng nặc. Khí thế lão Việt tỏa ra rất mạnh, làm sao Trịnh Lạc Bình có thể không cảm giác được. Cho nên Trịnh Lạc Bình cũng không dám manh động, ông ta lạnh lùng nói, mẹ vợ mày nợ tao 350 tỷ, nhãi con, mày có chắc là muốn trả nợ cho bà ta không? Nói xong, Trịnh Lạc Bình châm một điếu xì gà, rít một hơi, yên lặng chờ câu trả lời của Hoàng Thiên. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Hoàng Thiên, tất cả những người khác đều bị sốc. Đến cả Lê Hạ Mai cũng cảm thấy bị sốc, mặc dù cô ta không biết Trương Lan Phượng nợ Trịnh Lạc Bình bao nhiêu, nhưng cô ta biết chắc chắn không đến 350 tỷ. Ông chủ Bình, ông đừng nói đùa, tôi nợ ông nhiều tiền như thế lúc nào vậy? Trương Lan Phượng sợ đến mức suýt ngất xỉu, vội vàng nói một câu. Đôi mắt tam giác của Trịnh Lạc Bình hung dữ trừng Tống Trọng Bình một cái, cả giận nói, im miệng cho tôi. Có phải là bà muốn chết không? Trương Lan Phượng không dám nói gì nữa, bà ta thật sự bị Trịnh Lạc Bình làm cho sợ hãi, đến cả dũng khí để cãi lại cũng không có. Thế nào tên họ Hoàng kia, không phải là mày đến chuộc người sao? Vậy thì đưa 350 tỷ đây, nếu không có tiền thì cút xa ra cho tao. Trịnh Lạc Bình cao ngạo nhìn chăm chằm Hoàng Thiên, đầy vẻ khinh thường. Hoàng Thiên thật sự mù mịt, anh biết rõ Trương Lan Phượng căn bản không có khả năng nợ 350 tỷ, cho dù Trương Lan Phượng là người không đáng tin cậy, nhưng bà ta cũng không thể thua nhiều tiền như vậy. Đây rõ ràng là Trịnh Lạc Bình đang giở công phu sư tử ngoạm, cố tình làm tô chuyện. Bà nợ ông ta bao nhiêu tiền? Lúc này Hoàng Thiên không thèm để ý đến Trịnh Lạc Bình, quay sang hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng bình tĩnh lại, bà ta chỉ sợ Trịnh Lạc Bình trừng trị bà ta thôi.
về phần số nợ kia bà ta không lo lắng, bởi vì bà ta biết Hoàng Thiên có rất nhiều tiền. Cho dù thật sự bỏ ra cha 150 tỷ, số tiền kia đối với Hoàng Thiên mà nói cũng chỉ là giọt nước bỏ biển mà thôi. Không nhiều, chỉ có 5 tỷ 2 thôi. Lúc này Trương Lan Phượng nói với Hoàng Thiên. Lưu Vân Lan suýt nữa rất cằm khi nghe Trương Lan Phượng nói câu này. Hơn 5 tỷ, con số này đối với những người như Lưu Vân Lan đã là rất lớn rồi, thế nhưng con số này từ trong miệng Trương Lan Phượng nói ra lại giống như chẳng đáng là gì cả. Đám người thuộc hạ của Lã Việt được mở rộng tầm mắt, nói một cách nghiêm túc thì mấy người bọn họ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, số tiền 5 tỷ này, bọn họ không bỏ ra nổi. Mẹ vợ của cậu Thiên thật quá ngông cuồng, 5 tỷ 2 mà không nhiều. Thuộc hạ của Lã Việt đều rất khiếp sợ nhìn Trương Lan Phượng, cảm thấy Trương Lan Phượng thật tốt số, có đứa con rể tốt như cậu Thiên. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng lúc này của Trương Lan Phượng thì hận không thể đe chết Trương Lan Phượng luôn cho lành. 5 tỷ 2 quả thật không là gì đối với Hoàng Thiên, nhưng thái độ của Trương Lan Phượng lại quá đáng ghét. Ông giỏi lắm Trịnh Lạc Bình, 5 tỷ 2 mà ông lại muốn đòi tôi tận 350 tỷ sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trịnh Lạc Bình, muốn xem thử xem con bê này cong có thể vô liêm sỉ đến mức nào. Trịnh Lạc Bình mặt không đỏ tim không đập, khịt mũi thở ơ nói, hừ hừ, cái gì mà 5 tỷ 2? Trịnh Lạc Bình tao nói 350 tỷ thì chính là 350 tỷ. Đừng nói nhảm nữa, bỏ ra 350 tỷ, mày có thể dẫn mẹ vợ mày đi, thiếu một đồng thì đừng nghĩ đến chuyện dỡ người rời đi. Ông chủ Bình, sao ông không đi cướp ngân hàng mẹ nó đi, tôi chỉ có vay ông có 3 tỷ rưỡi, thua thành 5 tỷ 2, sao bây giờ lại thành 350 tỷ? Trương Lan Phượng mạnh dạn chất vấn Trịnh Lạc Bình. Con mụ thối tha này, mày dám không phục đúng không? Tao để mày không phục này. Trịnh Lạc Bình muốn ra oai, lấy một con dao nhọn từ sau lưng ra, đi về phía Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng sợ đến mức vội vàng trốn sau lưng Hoàng Thiên, bà ta thực sự bị dọa sợ, bởi vì bà ta biết Trịnh Lạc Bình thật sự dám đâm bà ta. Hoàng Thiên quay đầu nhìn Trương Lan Phượng, thật sự muốn tát cho bà ta mấy cái. Vay 3 tỷ rưỡi, chưa đến một ngày đã thua thành 5 tỷ 2, loại tiền này Trương Lan Phượng cũng dám vay. Nhìn thấy Trịnh Lạc Bình phách lối cầm đao đi đến. Hoàng Thiên đang định đánh ngã cần hàng này, nhưng đúng lúc này Lê Hạ Mai bước nhanh tới. Chú Bình, có gì thì từ từ nói, nếu giết người sẽ gặp rắc rối lớn đó. Lê Hạ Mai đứng ngăn ở trước mắt Trịnh Lạc Bình, khuyên nhủ. Thật ra Trịnh Lạc Bình cũng chỉ đang dương oai diễu võ một chút thôi, nghĩ muốn hù dọa Hoàng Thiên, moi càng nhiều tiền của Hoàng Thiên càng tốt. Cho nên Trịnh Lạc Bình giả bộ là vẫn chưa hết giận, quát lên, tên họ Hoàng kia, nhanh cho ông đây một câu trả lời. Rốt cuộc mày có bỏ 350 tỷ ra trả nợ không? Tên Trịnh Lạc Bình đang phách lối này không biết, ông ta đã đụng phải xui xẻo rồi. Động dao kiếm trước mặt Hoàng Thiên, còn nói năng bẩn thỉu, đây chính là hành vi tự tìm đường chết. Đúng lúc này Lã Việt đi tới, hung hăng đấm một cái vào mũi Trịnh Lạc Bình. Bụp! Ai ra? Trịnh Lạc Bình trở tay không kịp, bị Lã Việt đấm một cái vào mũi, nước mắt lập tức chảy ra, cái mũi gần như cong queo. Ông ta ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ có người đánh ông ta đã phách lối nhiều năm như vậy rồi, làm gì đã có ai dám động đến ông ta. Hơn nữa ở đây lại là địa bàn của ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có người dám động vào ông ta. Địt mẹ, bọn mày đừng ai mong có thể sống sót khỏi đây. Trịnh Lạc Bình xấu hổ hét lên, sau đó nắm chặt lấy dao đâm về phía bụng của Lã Việt. Lã Việt làm nghề gì? Đối với ông ta mà nói. Loại tình huống này chỉ là một trình diễn rất nhỏ mà thôi. Chỉ thấy Lã Việt không thèm trốn tránh, nhấc chân lên đạp một phát vào bụng Trịnh Lạc Bình. Rầm rầm. Trịnh Lạc Bình bị đạp ngã lăn ra đất, răng cửa bị đập xuống nền đất, chính thức chia tay với hai cái răng cửa. Cả miệng Trịnh Lạc Bình đầy máu, bây giờ ông ta không dám xông lên nữa, đứng dậy quát mấy tên côn đồ, lên hết cho tao, chơi chết nó. Dạ, ông chủ. Bốn tên côn đồ đồng thanh đáp ứng. Tất cả đều leo về phía Lã Việt. Dừng hết lại cho tôi. Đúng lúc này, Lê Hạ Mai nổi giận lớn tiếng quát. Bốn tên côn đồ lập tức sừng sờ, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, không dám cử động một chút nào. Đối với bốn tên côn đồ này mà nói, bọn họ vẫn khá sợ hãi Lê Hạ Mai, dù sao cha của Lê Hạ Mai cũng là người ngang hàng với Trịnh Lạc Bình, đều là ông chủ của sòng bài này. Lúc này Trịnh Lạc Bình cũng đi tới. Thấy Lê Hạ Mai ngăn cản thuộc hạ của mình ra tay thì rất bất mãn nhìn Lê Hạ Mai, nói, Hạ Mai, cháu có ý gì? Không thấy chú Bình của cháu đang bị thua thiệt hay sao? Làm sao Lê Hạ Mai có thể không nhìn thấy Trịnh Lạc Bình đang bị thua thiệt chứ? Cả hai cái răng cửa đều bị gãy, trông rất thảm thương.
Thế nhưng Lê Hạ Mai không muốn làm lớn chuyện, dù sao cha cô ta để cô ta ở đây trông coi sòng bạc này có một nửa là của nhà họ Lê cô ta, một nửa là của Trịnh Lạc Bình, cô ta không thể trơ mắt nhìn Trịnh Lạc Bình làm loạn. Còn nữa, Lê Hạ Mai có ấn tượng khá tốt với Hoàng Thiên, cũng có thể nói là nảy sinh tình cảm với Hoàng Thiên. Hơn nữa, mấy người bên phía Hoàng Thiên cũng không phải là hạng xoàng, nếu thật sự làm lớn chuyện lên thì chắc chắn không có kết quả tốt đẹp gì. Cho nên lúc này Lê Hạ Mai mới ngăn cản Trịnh Lạc Bình, hy vọng dừng xung đột tại đây. Chú Bình, cháu có câu này không biết có nên nói hay không? Lê Hạ Mai cũng rất tức giận nhìn Trịnh Lạc Bình, kiên nhẫn nói. Cháu nói đi. Trịnh Lạc Bình giận dữ quát, sở dĩ ông ta có thể nhẫn nại nghe Lê Hạ Mai nói là vì không muốn đắc tội với Lê Hạ Mai, bởi vì ông ta chỉ dẫn theo có 4 thuộc hạ, mà Lê Hạ Mai có hơn 20 thuộc hạ, một lát nữa nếu có đánh nhau với Hoàng Thiên, ông ta còn phải trông cậy vào Lê Hạ Mai giúp ông ta. Chú Bình, ngài Hoàng Thiên thành tâm đến chục người, chú ra giá 350 tỷ như vậy là quá đen tối rồi. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu vào đến giờ chú cũng quá ngông cuồng, còn rất lỗ mãng với ngài Hoàng Thiên, cháu cảm thấy chuyện hôm nay đều phải trách chú. Lê Hạ Mai không để lại cho Trịnh Lạc Bình một chút mặt mũi nào, trực tiếp chỉ trích ông ta. Mẹ nó! Trịnh Lạc Bình thật sự bị chọc giận. Ông ta ngàn vạn lần không nghĩ tới cô cháu gái này sẽ giúp người ngoài nói chuyện, còn chỉ trích ông ta. Hạ Mai, cháu định chỉ cùi trỏ ra bên ngoài sao? Tại sao cháu lại giúp tên họ Hoàng này nói chuyện? Trịnh Lạc Bình gần như không kìm nén được lửa giận, lớn tiếng quát. Bình thường Lê Hạ Mai ghét nhất sự kiêu ngạo của Trịnh Lạc Bình, lúc này thấy Trịnh Lạc Bình còn bày ra bộ dạng như vậy, Lê Hạ Mai không muốn nuông chiều ông ta. Cháu chỉ đang thảo luận vấn đề thôi. Chú Bình, nếu như chú vẫn khư khư cố chấp, cháu sẽ không quản chuyện này nữa, chú với ngài Hoàng Thiên tự giải quyết ở đây đi. Lê Hạ Mai lớn tiếng nói, không một chút tiếu thế. Trịnh Lạc Bình tức muốn phát điên, nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Lê Hạ Mai quả nhiên là không quản chuyện này, như vậy 4 thuộc hạ mà ông ta mang theo làm sao có thể là đối thủ của đám người Hoàng Thiên. Mặc dù trong lòng có kiêng kỵ, nhưng Trịnh Lạc Bình lại là người muốn thể diện, há ra có thể để Lê Hạ Mai áp chế. Được được được, cái con nhóc chết tiệt này. Trịnh Lạc Bình hung dữ chừng mắt nhìn Lê Hạ Mai, sau đó đi đến gần Hoàng Thiên, quát, họ Hoàng kia, bây giờ 350 tỷ không thể giải quyết được nữa, tao bị mất 2 cái răng cửa, mày phải bồi thường 170 tỷ, mày mà không bỏ ra 525 tỷ thì đừng hòng có sống rời khỏi chỗ này. Hoàng Thiên thấy Trịnh Lạc Bình còn dám kinh người như vậy nữa thì không nói lên lời. Được, 525 tỷ đúng không? Một lát nữa tôi sẽ để ông nhìn thấy tiền. Hoàng Thiên đen mặt, trầm giọng nói. Cái gì? Trịnh Lạc Bình nghi ngờ là mình nghe nhầm, ông ta hét giá trên trời chỉ là vì muốn Hoàng Thiên trả thêm tiền, chỉ cần Hoàng Thiên trả hơn chục tỷ là ông ta cũng sẽ thả Trương Lan Phượng ra. Không ngờ Hoàng Thiên lại đồng ý trả cho 525 tỷ, khiến cho ông ta như làm mộng. 525 tỷ đó, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cho dù có đánh nát miệng ông ta ra cũng được. Trịnh Lạc Bình lập tức trở nên hưng phấn, sau khi giây phút hưng phấn ngắn ngủi qua đi, ông ta lại khôi phục tỉnh táo. Dù sao Hoàng Thiên cũng quá là bình thường, quần áo trên người không đến 400.000, loại người như vậy mà có thể bỏ ra được 325 tỷ sao? Nói đùa gì vậy? Mẹ nó, mày đang đùa giỡn tao đúng không? Nếu một lúc nữa không có tiền thì mày định làm sao bây giờ? Trịnh Lạc Bình hùng hùng hổ hổ nói với Hoàng Thiên. Tùy ông. Được, đây chính là mày nói đây, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. Trịnh Lạc Bình nhanh chóng hét lên, giống như sợ Hoàng Thiên đổi ý vậy. Ha ha, nhìn ông kích động kìa, 325 tỷ thôi mà, có cần kích động đến mức đó không? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đùa cợt nhìn Trịnh Lạc Bình, cảm giác con hàng này lúc này giống như một tên hề, mất 2 cái răng rửa, nghe thấy mấy trăm tỷ thì vui thành cái dạng này. Trịnh Lạc Bình trợn trắng mắt, ông ta cảm giác Hoàng Thiên thật biết xạo chó. Còn 525 tỷ mà thôi, đây là tiền đó, mày nghĩ rằng không sung sướng sao? Mẹ nó, giọng điệu thật to. Tao xem mày lấy đâu ra 525 tỷ, không lấy ra được tao lột da mày. Trịnh Lạc Bình mắng. Nếu tôi lấy ra được 525 tỷ thì ông làm thế nào? Hoàng Thiên cười nhạo hỏi Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình ngẩn người, ông ta không tin Hoàng Thiên có nhiều tiền như vậy, ông ta ậm ừ nói, tùy mày. Được, 525 tỷ mua quan tài cho ông có số thấy nhiều tiền nhưng lại không có số được tiêu. Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên một tia sáng lạnh. Nhìn thẳng vào Trịnh Lạc Bình. Cái này. Trong lòng Trịnh Lạc Bình lập tức lột bột, ánh mắt của Hoàng Thiên quá mức đáng sợ. Đây giống như là muốn giết ông ta vậy,
ông ta cảm giác Hoàng Thiên không giống như là đang đe dọa. Mày cứ xạo chó đi, tao chờ, xem mày có cái năng lực đó không. Sau khi Trịnh Lạc Bình hết ngây ngẩn, ông ta rất là mạnh miệng nói. Anh Thiên, bỏ đi, nói những lời không đâu này thì có ý nghĩa gì, tôi làm chủ cho anh dẫn mẹ vợ của anh đi đi, không ai dám động đến anh đâu. Lúc này Lê Hạ Mai đi tới nói khẽ với Hoàng Thiên. Có đánh chết cô ta cũng không tin, đây là 525 tỷ đấy, ai có thể bỏ ra được nhiều tiền mặt như vậy. Hơn nữa quần áo Hoàng Thiên mặc cũng rất là bình thường, trông không giống người có tiền. Hoàng Thiên nhìn Lê Hạ Mai, trong lòng rất ấm áp. Anh với Lê Hạ Mai vốn không quen biết, thế mà cô ta lại giúp đỡ anh, đây là chuyện rất hiếm. Lời Hoàng Thiên tôi nói ra chính là nước đã hất ra ngoài, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ thu lại. Hoàng Thiên mỉm cười nói với Lê Hạ Mai, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho Lưu Nguyệt Hoa. Trong điện thoại, Hoàng Thiên ra lệnh cho Lưu Nguyệt Hoa chuẩn bị 525 tỷ tiền mặt, lập tức đưa đến chỗ này. Đây chính là ấn tượng tốt của Hoàng Thiên với Lê Hạ Mai, nếu không Hoàng Thiên đóng cửa sòng bài này và bắt tất cả bọn họ vào trại giam bí mật để cải tạo rồi. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã gọi xong cuộc điện thoại này, Lê Hạ Mai hoàn bó tay. Tình cảm tốt của cô ta đối với Hoàng Thiên cũng hạ thấp không ít, cảm giác Hoàng Thiên quá mức không đáng tin cậy, làm gì có ai giả bộ như vậy. 525 tỷ đấy, đâu phải đùa đâu. Hai, nếu anh đã không nghe tôi thì tôi cũng không biết nói gì nữa, anh tự giải quyết cho tốt đi. Lê Hạ Mai khẽ thở dài một tiếng, cô ta cảm thấy không có cách nào giúp Hoàng Thiên. Nhưng nếu Hoàng Thiên và Trịnh Lạc Bình thật sự bùm chen nhau, cô ta vẫn sẽ chuẩn bị ra tay giúp đỡ một chút, ít nhất sẽ để Hoàng Thiên bình an rời khỏi chỗ này. Trịnh Lạc Bình thấy Lê Hạ Mai cũng không tin Hoàng Thiên có cái năng lực này, ông ta càng thêm tin tưởng là Hoàng Thiên đang giả vờ, ở đây để trì hoãn thời gian. Alo, tám hó mày lập tức dẫn người tới đây, đem theo cả hàng nóng lên đây. Trịnh Lạc Bình suy nghĩ một lúc rồi gọi một cú điện thoại. Nhìn thấy Trịnh Lạc Bình còn gọi điện thoại kêu thêm người tới thì Hoàng Thiên thật sự là choáng váng. Lúc đầu Hoàng Thiên không muốn chỉnh đốn con hàng này, dù sao thì anh tới đây để cứu Trương Lan Phượng, cho nên anh không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn được. Thế nhưng Trịnh Lạc Bình lại không biết tốt xấu, vậy mà còn muốn tìm người tới gây rối, Hoàng Thiên thật sự là tức điên. Chỉ thấy Hoàng Thiên đứng ở đó nhìn Trịnh Lạc Bình đang tìm đường chết thì cũng không ngăn cản thằng cha này. Trịnh Lạc Bình gọi điện thoại xong thì cảm thấy rất là nắm chắc ở trong lòng. Nếu như người của ông ta tới thì ông ta nắm chắc sẽ đánh cho đám người Hoàng Thiên phải tàn phế, Trịnh Lạc Bình muốn để cho Hoàng Thiên biết ông ta đáng sợ như thế nào. Mà bây giờ ông ta cũng không dám động tới Hoàng Thiên, bởi vì đám người Hoàng Thiên có 8-9 người, mà ở bên phía ông ta nếu như cộng thêm ông ta nữa thì cũng chỉ có 5 người. Cấp dưới của Lê Hạ Mai có 20-30 người, Trịnh Lạc Bình đã không còn để ý tính toán nữa. Ông ta cũng biết là Lê Hạ Mai sẽ không giúp ông ta. Lê Hạ Mai nhìn thấy Trịnh Lạc Bình lại gọi điện thoại để kêu thêm người thì tim cô ta như muốn dâng lên tận cổ họng. Trong lòng Lê Hạ Mai quá rõ ràng Trịnh Lạc Bình là dạng người như thế nào, Trịnh Lạc Bình tàn nhẫn hung ác, mấy năm trước đã có mấy người mất mạng dưới tay ông ta. Nếu như thuộc hạ của Trịnh Lạc Bình đến đây thì chỉ sợ là Hoàng Thiên sẽ không hay. Nghĩ đến đây Lê Hạ Mai cảm thấy không thể giữ yên lặng được nữa, lúc này cô ta đi tới. Chú Bình, chú gọi thêm người tới đây để làm gì vậy? Lê Hạ Mai đi tới bên cạnh Trịnh Lạc Bình hỏi ông ta. Trịnh Lạc Bình cười lạnh lùng nói với Lê Hạ Mai, Hạ Mai, chú Bình rất yêu thương cháu vậy mà thời khắc mấu chốt cháu lại không giúp chú Bình, ha ha, có phải là cháu nhìn chúng thằng nhãi Hoàng Thiên có khuôn mặt nhỏ trắng trẻo này không? Những lời này cũng quá thẳng thắn làm cho khuôn mặt của Lê Hạ Mai trong nháy mắt hơi ửng hồng. Một cô gái như cô ta mà bị Trịnh Lạc Bình nói ở trước mặt nhiều người như vậy thì đương nhiên sẽ không chịu được. Chú Bình, chú đã lớn tuổi rồi nên đừng có buột miệng nói bậy như vậy. Lê Hạ Mai tức giận nói. Ha ha ha, chú có nói bậy sao? Nếu như không phải cháu nhìn chúng thằng nhãi họ Hoàng này thì tại sao lại giúp nó chứ? Người một nhà không giúp người một nhà vậy mà lại đi giúp người ngoài. Chú nói bậy chỗ nào chứ? Trịnh Lạc Bình cười điên cuồng liên tiếp hỏi ngược lại. Lê Hạ Mai tức giận đến nỗi cả người đều run rẩy, cô ta thật sự không ngờ Trịnh Lạc Bình lại khốn nạn như vậy, xem như là ông ta nhìn ra chuyện gì xảy ra thì cũng không thể nói ở trước mặt nhiều người như vậy chứ. Chú, Trịnh Lạc Bình, nếu như chú dám nói bậy nữa thì đừng trách cháu không khách sáo với chú. Lê Hạ Mai cũng không phải là cô gái bình thường, cô ta không phải là người có thể chịu oan ức. Lúc này cô ta đã rất tức giận nên không tiếc trở mặt với Trịnh Lạc Bình.
Trịnh Lạc Bình cũng không dám trở mặt với Lê Hạ Mai, bởi vì ông ta cũng rõ ràng nếu như thật sự chọc giận Lê Hạ Mai thì con nhóc này thật sự có khả năng sẽ giúp đỡ Hoàng Thiên để đối phó với ông ta. Đã như vậy thì sẽ không có phần thắng nữa rồi, Trịnh Lạc Bình đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn đó. Cho nên Trịnh Lạc Bình cũng không tiếp tục cãi nhau với Lê Hạ Mai nữa mà nhìn Hoàng Thiên nói, họ Hoàng, tốt nhất là vừa rồi mày không có khoác lác, lát nữa nếu như tao không nhìn thấy 520 năm tỷ thì xem như mày chết chắc. Hoàng Thiên không quen nhìn thấy dáng vẻ tự tìm lấy cái chết của Trịnh Lạc Bình, lúc này anh đi tới bên cạnh Trịnh Lạc Bình nằm cổ áo Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình, cái miệng nhỏ của ông cứ kêu bíp bíp, tôi thấy là do vừa rồi tôi chưa đánh ông bị thương. Hoàng Thiên nói rồi đấm mấy cái lên miệng Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình thật sự không ngờ Hoàng Thiên lại còn dám đánh ông ta đã kêu người tới đây rồi, chẳng lẽ Hoàng Thiên thật sự không sợ sao? Mày còn dám đánh tao, thuộc hạ của tao sẽ tới đây ngay lập tức. Trịnh Lạc Bình tức giận trừng mắt quát Hoàng Thiên. Thuộc hạ của ông tới đây thì ông đáng sợ lắm sao? Hoàng Thiên cảm thấy khó chịu ở trong lòng, anh nói xong rồi lại đấm mấy cái lên mặt Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình đau khổ bị Hoàng Thiên đánh cho chảy máu mũi, thật sự là rất nhếch nhác. Được, mày chờ đó cho tao. Trịnh Lạc Bình không còn dám nói lời bẩn thỉu nữa, vì mặt mũi nên lúc này chỉ nói một câu hung ác. Chờ ông nội mày. Hoàng Thiên lười nhác ngược đãi con hàng này, anh hung hăng đá vào trên bụng con hàng này. Phù. Trịnh Lạc Bình lùi lại mấy bước ôm bụng ngồi ở trên mặt đất. Đây là Hoàng Thiên không dùng nhiều sức, nếu không thì Trịnh Lạc Bình đã không thể đứng dậy nổi rồi. Lúc này Trịnh Lạc Bình đứng lên, sắc mặt của ông ta đã trở thành màu gan heo rồi. Thật sự là vừa giận vừa tức lại còn cảm thấy rất là mất mặt. Nhưng mà Trịnh Lạc Bình lại không dám dẫn theo thuộc hạ đánh trả lại. Ông ta biết có dẫn theo 4 thuộc hạ cùng xông lên thì cũng không phải là đối thủ của đám người Hoàng Thiên. Chỉ có thể đợi đám tám hói tới đây mà thôi, đợi tám hó tới rồi thì muốn chỉnh đốn thằng họ Hoàng này như thế nào cũng được. Trịnh Lạc Bình hận đến mức cắn răng thầm nghĩ ở trong lòng. Lê Hạ Mai đứng ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta hơi không nhịn được cười bởi vì Trịnh Lạc Bình ngày bình thường quá kiêu ngạo ngang bướng, ở vùng này không ai dám trêu chọc vào Trịnh Lạc Bình. Nhưng mà hôm nay Trịnh Lạc Bình lại bị người khác chỉnh đốn giống như là một con chó. Đương nhiên khi ánh mắt của Lê Hạ Mai nhìn về phía Hoàng Thiên cũng tràn đầy kính nể. Cô ta thật sự phục Hoàng Thiên, cô ta nghĩ thầm rốt cuộc thì anh Hoàng Thiên có lai lịch như thế nào? Đi ra bên ngoài mà còn dám làm hỗn loạn như vậy sao? Chẳng lẽ anh thật sự có thực lực đối phó với Trịnh Lạc Bình sao? Lúc này Trịnh Lạc Bình từ dưới đất bò dậy, ông ta thật sự là buồn rầu, tức giận đến nỗi sắp nổ tung. Dựa vào thân phận của ông ta mà lại bị người ta chỉnh đốn đến mức như thế này thì ông ta cảm thấy mất hết mặt mũi, ông ta chỉ muốn giết chết Hoàng Thiên. Thế nhưng tám hói còn chưa tới nên ông ta biết tạm thời chỉ có thể nhẫn nại. Anh Thiên, tôi khuyên anh nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Lúc này Lê Hạ Mai đi đến bên cạnh Hoàng Thiên nhỏ giọng nói. Đây đã là lần thứ hai cô ta khuyên Hoàng Thiên nhanh chóng rời khỏi đây, Hoàng Thiên hiển nhiên có thể nhìn ra được cô gái này thật sự đang lo lắng cho anh. Chẳng lẽ những lời mà Trịnh Lạc Bình vừa mới nói đều là thật sao? Lê Hạ Mai có tình cảm với anh sao? Trong lòng của Hoàng Thiên không khỏi nghi ngờ, lúc này anh nhìn Lê Hạ Mai nói, cô Mai, cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi phải cho Trịnh Lạc Bình một bài học. À, anh còn muốn cho chú ấy bài học cao. Anh Thiên, anh không biết Trịnh Lạc Bình đáng sợ. Lê Hạ Mai thật sự lo lắng, cô ta phát hiện Hoàng Thiên thật sự là đang tìm đường chết, nếu như tiếp tục đợi thì không phải là một lúc nữa sẽ thê thảm sao? Trịnh Lạc Bình giết người không chớp mắt, lúc này chỉ vì thực lực không đủ cho nên mới chờ thuộc hạ đến đây, vậy thì Hoàng Thiên làm sao có thể sống được chứ? Lê Hạ Mai càng nghĩ càng lo lắng, cô ta chưa kịp khuyên Hoàng Thiên thì lúc này chỉ nghe thấy sự hỗn loạn ở trên đường núi. Ngay sau đó mười mấy người đàn ông hung tàn do một người đàn ông hói đầu dẫn đầu vô cùng kiêu ngạo lao đến. Tám hói, mẹ nó sao mày lại chậm chạp như vậy chứ? Tao sắp bị người ta đánh chê trôi đây này. Trịnh Lạc Bình thấy người đàn ông hói đầu thì lập tức tức giận mắng to. Người đàn ông hói đầu vừa mới đến chính là dũng tướng của Trịnh Lạc Bình, đứng thứ 8 ở trong nhà, cho nên người ta gọi anh ta là Tám Hói. Chỉ thấy Tám Hói cầm cây gậy gỗ ở trong tay, anh ta nhìn thấy Trịnh Lạc Bình nổi giận thì rất là e ngại. Anh Bình, tôi đến đây với tốc độ nhanh nhất rồi đó. Tám Hói lau mồ hôi lạnh nói với Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình cũng không có tâm trạng để dạy dỗ Tám Hói. Bây giờ ông ta chỉ muốn đánh Hoàng Thiên tàn phế. Đừng nói lời vô ích nữa, chơi chết thằng nhãi Hoàng Thiên này cho tao. Trịnh Lạc Bình đưa tay chỉ về phía Hoàng Thiên ra hiệu cho tám đầu giết chết Hoàng Thiên.
Sở dĩ Trịnh Lạc Bình muốn chơi chết Hoàng Thiên cũng là bởi vì Hoàng Thiên chỉnh đốn ông ta rất thê thảm, lúc này Trịnh Lạc Bình mới nổi ý muốn giết người. Có ngay anh Bình, anh cứ giao cho tôi. Tám hói trả lời rồi chạy tới, anh ta là người đầu tiên chạy tới vung cây gậy ở trong tay đập lên đầu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không cần hành động, Lã Việt ở một bên đã ra tay nhanh như chớp bắt lấy cây gậy đang đập tới. Điều này, tám hói cũng không biết tại sao cây gậy lại tuột khỏi tay, anh ta vừa mới ngây người thì Lã Việt đã vung cây gậy lên đạp xuống đầu của anh ta. Bốp! A! À, tám hói đau đớn kêu lên ngất xỉu ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó Lã Việt lại bắt đầu không ngừng đạp lung tung, anh ta đạp đến nỗi chân của tám hói sưng phồng lên, suýt nữa thì bị đánh cho gãy chân. Cảnh tượng bất thình lình như vậy làm cho đám thuộc hạ của Trịnh Lạc Bình bị dọa sợ nhảy dựng lên, tám hói là người biết đánh nhau nhất trong đám người họ, thế mà lại không thể chịu nổi một cú đánh này. Trịnh Lạc Bình và đám thuộc hạ của ông ta đều rất rõ ràng, hôm nay họ gặp phải kẻ khó chơi rồi. Những người này vừa mới ngây người thì Tiêu Văn Hạ và Anh Hưng đã dẫn theo bốn thuộc hạ xông tới. Họ ào ào đánh đám thuộc hạ của Trịnh Lạc Bình không ngừng kêu rên. Luận đánh nhau thì đám người Lã Việt tuyệt đối là người chuyên nghiệp. Trịnh Lạc Bình giống như kẻ ngu đứng ở đó, mắt thấy tên thuộc hạ bị ngược đến nỗi không còn sức đánh trả, khí thế hoàn toàn bị áp chế thì ông ta gấp đến nỗi không biết làm sao. Nhìn tám hối ngã xuống đất một chút, Trịnh Lạc Bình hận, ông ta hận anh ta vô dụng, tại sao mới vừa xông lên đã bị quật ngã, làm hại tất cả thuộc hạ cũng không có tinh thần binh sĩ. Trong nháy mắt, 10 tên thuộc hạ của Trịnh Lạc Bình đều ngã xuống, mặc dù không đánh chết người nhưng những người này cũng bị đánh không nhẹ, đều có hơi không phân biệt được phương hướng. Ngay cả Hoàng Thiên cũng không ngờ sẽ dứt khoát như vậy, anh vốn cho rằng đánh rất kịch liệt, không ngờ một đám người Trịnh Lạc Bình không xài được như thế. Thật ra cũng không phải một đám người của Trịnh Lạc Bình quá vô dụng, mà là lần này Lã Việt đưa người đi, thực lực của tất cả đều rất mạnh. Tiêu Văn Hạ và Anh Hưng đương nhiên không cần phải nói, một người có thể đá đánh 10 tên. Hơn nữa bốn thuộc hạ cũng rất có thực lực, cho nên mới nhanh chóng xử lý đám người Trịnh Lạc Bình đến nỗi không còn sức đánh trả. Được đó họ Hoàng, không trách được dám tới đây phách lối, quả nhiên mày thật sự có tài. Sau khi Trịnh Lạc Bình kịp thời phản ứng thì ông ta kiên trì nói một câu không đau không ngứa. Nhưng ai cũng nghe thấy Trịnh Lạc Bình chỉ là không có lời nào để nói, thật ra trong lòng ông ta rất hoảng hốt. Ông còn mặt mũi á hả? Tới đây! Hoàng Thiên ngoắc ngón tay với Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình nào dám đi qua, kẻ ngu cũng nhìn ra Hoàng Thiên đây là muốn đánh ông ta. Hạ Mai, nhờ cháu đấy, nhanh bảo thuộc hạ của cháu đi ra đi, diệt tên họ Hoàng trước. Trịnh Lạc Bình nhỏ giọng nói với Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai sao có thể giúp Trịnh Lạc Bình, vừa rồi dáng vẻ liều chết kia của Trịnh Lạc Bình, Lê Hạ Mai đều cảm thấy phiền chán. Huống chi Lê Hạ Mai còn rất có ấn tượng tốt với Hoàng Thiên, cô ta còn muốn làm bạn với Hoàng Thiên đây này. Chú Bình. Vừa rồi không phải cháu cũng đã khuyên chú rồi sao, là chú nhất định phải làm ầm chuyện này đến tình trạng này, bây giờ chú bảo cháu thu dọn cục diện rối rắm này cho chú à? Lê Hạ Mai không vui hỏi lại Trịnh Lạc Bình. Thật sự chọc cho Trịnh Lạc Bình tức sợ vô cùng, ông ta nhìn tức nói với Lê Hạ Mai, Hạ Mai, cháu cũng đừng quên, chú và cha cháu là anh em tốt, cho dù cha cháu ở đây thì ông ta cũng phải giúp chú. Vậy chú gọi điện cho cha cháu đi, nếu như ông ấy bằng lòng giúp chú thì cháu không nói gì hết. Lê Hạ Mai lớn tiếng nói. Trịnh Lạc Bình tức giận đến nỗi mắt trợn trắng, lúc này ông ta cầm điện thoại lên muốn gọi cho cha của Lê Hạ Mai. Nhưng Lã Việt đã sớm mất kiên nhẫn, Hoàng Thiên bảo Trịnh Lạc Bình tới, Trịnh Lạc Bình cũng dám mắt điếc tai ngơ, quả thực quá mặt dày. Cậu Thiên bảo ông qua, ông không nghe lời cậu ấy nói à? Lã Việt mắng rồi đi tới mấy bước, cướp điện thoại của Trịnh Lạc Bình vứt xuống đất, anh ta kéo cổ áo con hàng này tới gần Hoàng Thiên. Lại nhìn Trịnh Lạc Bình thì ông ta giống như con chó chết, mặc cho Lã Việt kéo qua, ông ta hoàn toàn không có phản kháng gì. Quỳ xuống. Lã Việt đạp một phát vào đầu gối Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình không đứng vững, hai chân khẽ cong quỳ gối trước mặt Hoàng Thiên. Ngửa đầu liếc nhìn Hoàng Thiên, Trịnh Lạc Bình xém chút nữa buồn bực khóc lóc. Hôm nay là chuyện gì thế này? Lúc tới rất nở mày nở mặt, không ngờ sẽ mất mặt xấu hổ như vậy. Về sau làm sao tung hoành? Mất mặt trước mặt mọi người thì sau này cũng không có mặt để gặp người. Nghĩ đến đây, trái tim Trịnh Lạc Bình như muốn chết lặng, bây giờ ông ta chỉ muốn xử lý Hoàng Thiên, như vậy mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục. Còn có Lê Hạ Mai, ông ta cũng không định bỏ qua, lúc này ông ta đã vô cùng hận Lê Hạ Mai. Nếu như Lê Hạ Mai chịu giúp ông ta thì ông ta tuyệt đối sẽ không chật vật như thế, mất mặt như thế. Trịnh Lạc Bình, ông có tức hay không?
Hoàng Thiên nhìn Trịnh Lạc Bình quỳ dưới chân, anh rất bình thản mà hỏi. Trịnh Lạc Bình sao có thể chịu nhục nhã? Ông ta hận Hoàng Thiên muốn chết. Được, mày điên rồi, mày chờ đó cho tao. Trịnh Lạc Bình thốt ra lời hung hãn. Bốp! Hoàng Thiên tát Trịnh Lạc Bình một bạt tai nói, ông nói lại lần nữa. Khóe miệng Trịnh Lạc Bình còn để lại vết máu, mặt cũng sưng vù, lúc này ông ta trừng mắt Hoàng Thiên, một câu cũng không dám nói nữa. Quan trọng bị đánh như vậy, ông ta không chịu nổi. Tôi hỏi ông mà, ông điếc hả? Hoàng Thiên chỉ vào mũi Trịnh Lạc Bình quát. Gương mặt Trịnh Lạc Bình vừa vặn vẹo vừa tức giận. Nhưng hết cách rồi, không đánh lại Hoàng Thiên, không nói lời nào khẳng định sẽ bị tát tiếp. Trịnh Lạc Bình đành phải nói, Hoàng Thiên, anh có thể đưa mẹ vợ anh rời khỏi đây. Thiếu tiền của ông thì phải trả ông chứ. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Khỏi. Trịnh Lạc Bình tức giận hét lên. Bốp. Hoàng Thiên lại hung hăng tát Trịnh Lạc Bình một phát, ông nói không cần thì không cần à. Hoàng Thiên tôi sẽ nợ tiền ông sao? Trịnh Lạc Bình bị đánh đến không còn lưu luyến với cuộc sống, mẹ nó tiền tao không cần nữa thì thôi, Hoàng Thiên này còn muốn thế nào? Đừng có quá đáng như thế. Hoàng Thiên, rốt cuộc mày muốn gì ở tao? Tao không cần tiền nữa không được à? Trịnh Lạc Bình không phục mà ngửa mặt hỏi. Không phải ông muốn 525 tỷ à? Lát nữa sẽ tới, tôi từng nói cho ông 525 tỷ thì tôi chắc chắn sẽ cho ông. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một cái. Nếu không thì Hoàng Thiên đã chiếm lợi thế, anh không cần nhắc lại chuyện 525 tỷ này. Mấy người ông ta và tám hói mang tới càng nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì, cho nên nghe Hoàng Thiên nói muốn cho Trịnh Lạc Bình 525 tỷ thì tất cả bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, cũng không khỏi rất hưng phấn. Tuy nói bị ngược một trận nhưng nếu như Trịnh Lạc Bình thật sự cầm được 525 tỷ thì đợt này không lỗ, bọn họ cũng được lợi rất nhiều. Ngài Hoàng Thiên, anh đừng nói giỡn. Nhiều tiền như vậy, sao anh lấy ra được? Trịnh Lạc Bình cả lăm, mặc dù ông ta không tin nhưng ông ta cũng khó tránh có hơi kích động. 525 tỷ, mấy đời cũng không kiếm được. Thứ này nhất định phải bắt được vào tay, hôm nay mất mặt cũng không tính là gì. Tôi sẽ nói đùa với loại rác rưởi như ông. Tôi khẳng định cho ông 525 tỷ, nhưng cái mạng nhỏ của ông thì tôi phải lấy. Hoàng Thiên lạnh lùng cay độc nói. Tôi... Trịnh Lạc Bình cảm nhận được sát ý của Hoàng Thiên, ông ta hoàn toàn hoảng sợ, bị dọa đến nỗi hoang mang lo sợ. Cũng đúng lúc này thì điện thoại Hoàng Thiên vang lên. Nhìn dãy số điện thoại, là Lưu Nguyệt Hoa gọi tới. Cậu chủ, chúng tôi đã tới chân núi. Giọng nói Lưu Nguyệt Hoa ngọt ngào truyền tới. Được. Hoàng Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Đi thôi Trịnh Lạc Bình, tiền của ông ở dưới chân núi, tôi dẫn ông đi xem. Hoàng Thiên nói với Trịnh Lạc Bình. Chẳng lẽ là thật? Trịnh Lạc Bình hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chân ông ta mềm nhũn, 525 tỷ quả thực quá mê người, nhưng số tiền này lấy ra để mua mạng của ông ta, không có mạng thì nhiều tiền như vậy để làm gì? Giả vờ giả vịt cái gì, anh Thiên bảo ông đi mà. Tiêu Văn Hạ đi tới xách Trịnh Lạc Bình lên, sau đó kéo Trịnh Lạc Bình đi như kéo chó chết, Lã Việt bọn họ cũng đi theo. Hoàng Thiên nhanh chân đi xuống núi sau lưng ông ta, Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan đi theo, Lã Việt bọn họ cũng đi theo. Lê Hạ Mai giật mình không nhỏ, cô ta cũng dí theo sát, không chỉ vậy, Lê Việt Cường này cũng muốn nhìn một chút xem có phải là thật hay không, ông ta cũng mang theo mấy tên thuộc hạ vội vàng đi theo. Còn có rất nhiều khách đánh bạc nghe được động tĩnh cũng đi theo ra xem náo nhiệt. Bọn họ đều muốn nhìn thử xem có phải là 525 tỷ thật không. Hơn trăm người nhanh chóng từ trên núi xuống dưới chân núi. Mấy chiếc xe vận chuyển đậu ở đó, Lưu Nguyệt Hoa dẫn đội thấy Hoàng Thiên đến. Lưu Nguyệt Hoa bảo nhân viên áp tải từng dương tiền mặt xuống rồi mở ra trước mặt mọi người. Hơn trăm người nhìn thấy khoản tiền lớn hơn 300 tỷ này, từng người đều quẹo cổ, trợn tròn mắt. Hai chân Trịnh Lạc Bình trực tiếp mềm nhũn, ông ta không đứng vững mà ngã xuống đất. Ông ta chợt hoảng hốt, bởi vì Hoàng Thiên đã nói rõ rằng cho ông ta 525 tỷ rồi sau đó sẽ lấy mạng ông ta. Nhưng người có thể gọi điện một cuộc điện thoại điều tới 525 tỷ tiền mặt có thể là người bình thường sao? Bao nhiêu tiền thế nào có bối cảnh lớn đến đâu? Trịnh Lạc Bình rốt cuộc nhận thức được hôm nay ông ta chọc phải họa lớn. Trương Lan Phượng nhìn thấy cũng nuốt nước bọt, bà ta yêu tiền nhất, mắt thấy Hoàng Thiên lấy ra nhiều tiền như vậy, bà ta cũng kích động đến phát điên. Hừ, mấy cậu mở mắt cho ra nhìn xem, bà đây là kẻ không có tiền sao? Tiền con rể của bà nhiều đến nỗi không xài hết, tùy thì cũng lấy ra được 525 tỷ, mấy cậu có phục hay không? Trương Lan Phượng giễu võ dương oai. Bà ta thẳng lưng và eo ngắm nhìn bốn phía rồi hét lên.
không ai quan tâm tới Trương Lan Phượng, bởi vì ánh mắt mọi người đều rơi trên hơn 100 chiếc dương tiền lớn. Lúc này Lê Hà Mai ngơ ngác nhìn Hoàng Hạ Thiên, miệng nhỏ của cô ta há thật to, cô ta đã kinh hoàng đến nỗi không thốt nên lời. Ngài Hoàng Thiên này làm nghề gì thế? Sao có thể có tiền như vậy? Trong lòng Lê Hạ Mai vô cùng hoài nghi. Nhìn kỹ đi, 525 tỷ ông Cần đã đưa tới cho ông, có phải ông cũng nên giao mạng ông ra cho tôi? Hoàng Thiên nắm tóc Trịnh Lạc Bình, hỏi ông ta. Trịnh Lạc Bình bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, lúc đầu không tin Hoàng Thiên có thể lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy, nên trong lòng vẫn còn ảo tưởng. Cho dù là đánh nhau không bằng Hoàng Thiên, nhưng là Hoàng Thiên tự mình nói, Trịnh Lạc Bình cũng nói, ông ta đoán chắc Hoàng Thiên cũng không còn mặt mũi nào mà làm khó làm dễ ông ta. Nhưng bây giờ không được nữa, Hoàng Thiên đã làm theo lời ông ta nói, thật sự có 525 tỷ đặt ở trước mặt ông ta. Điều này quá kinh khủng, lúc nói lời nói ra ai cũng nghe thấy hết rồi, bản thân Hoàng Thiên cũng nói qua sẽ bỏ ra 525 tỷ để mua tánh mạng của ông ta, so ra thì tánh mạng của ông ta cũng rất đáng giá. Nhưng nếu hết đời rồi thì 525 tỷ dùng làm gì? Đi tới địa ngục cũng không thể tiêu được. Trịnh Lạc Bình bối rối đến mức bị Hoàng Thiên nắm tóc, nhưng không dám phản kháng. Phản kháng chỉ có thể càng thêm bị đánh, Trịnh Lạc Bình hiểu rất rõ điều này. Chết tiệt, hôm nay đụng phải cái thứ quỷ quái gì thế? Lại gặp phải một người lợi hại như Hoàng Thiên. Trịnh Lạc Bình thầm mắng mình xui xẻo, bị Hoàng Thiên túm tóc, ông ta chán nản đến mức phát điên. Ngài Hoàng Thiên, ngài Thiên, ngài nhẹ thôi, nhẹ thôi. Trịnh Lạc Bình không còn kiêu ngạo, không ngừng nói những điều tốt đẹp. Mong Hoàng Thiên có thể để thả ông ta đi. Nhìn thấy Trịnh Lạc Bình như vậy, Hoàng Thiên vô cùng khinh thường với loại người như ông ta. Hoặc là liều đến cùng, hoặc là đừng kiêu ngạo, nhìn bộ dạng ông bây giờ giống con người không. Hoàng Thiên một tay vẫn nắm tóc Trịnh Lạc Bình, tay kia tát vào mặt của Trịnh Lạc Bình hai lần. Tuy rằng không dùng quá nhiều lực, nhưng Trịnh Lạc Bình cũng không chịu nổi sự sỉ nhục này, vừa thẹn vừa hoảng. Với thân phận của ông ta, làm sao có người dám vô lễ với ông ta như thế chứ? Thường thì chỉ có ông ngạo mạn, cũng không ít lần bắt nạt người khác. Nhưng hôm nay không còn được như vậy nữa, mà bị Hoàng Thiên ngược đãi như một con chó, ông ta cảm thấy mình không còn mặt mũi nào. Ở trước mặt của ngài Hoàng Thiên, tôi làm sao dám kiêu ngạo, ngài Hoàng Thiên, tôi biết sai rồi, ngài xếp lớn không chấp những kẻ hèn nhát như chúng tôi. Trịnh Lạc Bình dùng giọng điệu thấp kém nhất, thì thào nói với Hoàng Thiên. Thằng này cũng biết cách lươn lẹo lắm, thấp giọng cầu xin Hoàng Thiên thương xót, để người khác nghe không ra, cũng có thể lưu lại một chút thể diện. Nếu Hoàng Thiên để ông ta đi thì tốt nhất. Nhưng Hoàng Thiên sao có thể không nhìn thấy suy nghĩ nhỏ này ở Trịnh Lạc Bình chứ? Hoàng Thiên không khỏi nhếch mép khi thấy bộ dạng hèn nhát của thằng này. Ha ha, ông nói lại những lời vừa nãy đi, nói lại lần nữa và nói lớn tiếng lên. Hoàng Thiên cười lạnh lùng nhìn Trịnh Lạc Bình nói. Trịnh Lạc Bình trợn to hai mắt, trong lòng thực hận Hoàng Thiên, hận không thể giết chết Hoàng Thiên ngay lập tức. Nếu ông ta nói ra điều đáng xấu hổ đó, nói toạc ra một lần nữa, vậy ông ta còn mặt mũi nào mà sống tiếp chứ? Không bị người ta chế cười đến chết thì sau này cũng làm sao mà nhìn người ta nữa. Nhìn thấy Trịnh Lạc Bình còn dám liều chết giữ lấy thể diện, Hoàng Thiên cũng không còn kiên nhẫn nữa. Anh vật Trịnh Lạc Bình xuống đất, chỉ vào Trịnh Lạc Bình nói, Hoàng Thiên tôi đây trước giờ nói lời luôn giữ lấy lời, ông đòi 525 tỷ này, bây giờ tiền đã đặt trước mặt ông, số tiền này mua mạng của ông là tự mình kết liễu hay là muốn tôi giúp ông? Cái này, nếu Trịnh Lạc Bình như bị sét đánh ngang tai, lời nói của Hoàng Thiên là một lời nhắc nhở, thật sự rất kinh khủng. Ông ta ngã trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên, Trịnh Lạc Bình phát hiện Hoàng Thiên không có vẻ gì là đang hăm dọa ông ta. Tự mình kết liễu sao? Trịnh Lạc Bình không có dũng khí đó, ông ta thấy mình còn sống chưa đủ. Ông ta cùng với cha của Lê Hạ Mai mở sòng bài này, mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền, cộng thêm việc cho vay nặng lãi, thật sự là bỏ túi rất nhiều tiền. Trịnh Lạc Bình làm sao có thể từ bỏ cuộc sống giàu sang quyền thế? Bây giờ dù cho có mất mặt cũng phải giữ lấy mạng sống. Sau khi hiểu ra được điều này, Trịnh Lạc Bình kìm nén lửa giận trong lòng, trực tiếp quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên. Chuyện gì thế này? Tất cả người của Trịnh Lạc Bình nhìn thấy cảnh này đều thất vọng, người mạnh nhất trong lòng họ thực sự quỳ lạy Hoàng Thiên. Người của Lê Hạ Mai, cũng như những vị khách đến xem chuyện náo nhiệt trong sòng bài, cũng đều kinh ngạc vô cùng. Bọn họ ngày thường cũng biết Trịnh Lạc Bình dã man như thế nào, hôm nay bọn họ thấy Trịnh Lạc Bình thực sự quỳ lạy Hoàng Thiên, điều này thật đáng vui mừng. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả vẫn là ở phía sau, Trịnh Lạc Bình đi tới, đi về phía trước, không dám ngẩng đầu nhìn,
khuỵu gối bước tới, đến bên chân Hoàng Thiên. Ngài Hoàng Thiên, mọi chuyện đều là lỗi của tôi không nên kiêu ngạo với anh, càng không nên ra tay với anh, số tiền nãy không tôi dám nhận, xin tha mạng cho tôi đi. Trịnh Lạc Bình ăn nói khá tốt, nhưng trong lòng lại mắng Hoàng Thiên ngàn vạn lần, nhưng ngoài miệng thì vẫn ăn nói hoa mỹ, cho nên Hoàng Thiên không có lý do gì phế đi ông ta. Quả nhiên, Trịnh Lạc Bình quỳ xuống bỏ tới bên cạnh cộng thêm những lời bộc bạch này, ngay cả Hoàng Thiên cũng kinh ngạc. Đương nhiên, Hoàng Thiên vẫn là nhìn người rất chính xác, có thể nhìn ra được, khi Trịnh Lạc Bình nói lời này. Nó không phải xuất phát từ sự chân thành, mà chỉ để tồn tại, như một biện pháp tự giữ mạng cuối cùng. Hoàng Thiên nhìn Trịnh Lạc Bình đang quỳ dưới chân, thầm nghĩ tên này đúng là tham sống sợ chết, vì muốn sống cái gì cũng có thể làm được. Cho dù biết Trịnh Lạc Bình là giả bộ, nhưng Hoàng Thiên cũng không thể giết Trịnh Lạc Bình được nữa. Được rồi, vì ông đã nói như vậy, hôm nay tôi sẽ tha mạng cho ông, nhưng ông hãy nhớ lấy cho tôi, sau này đừng kiêu ngạo như vậy, đừng chỉ vì đồng tiền mà đi cướp đi đồng tiền xương máu của người khác, như vậy có gì mà đáng để kiêu ngạo chứ? Hoàng Thiên mắng Trịnh Lạc Bình. Đúng, đúng, những gì ngài Hoàng Thiên dạy là vô cùng đúng, tôi đã biết sai rồi. Trịnh Lạc Bình hoàn toàn không biết xấu hổ, mạnh mẽ gật đầu. Nguyệt Hoa, cho ông ta 3 tỷ rưỡi tiền mặt. Hoàng Thiên nói với Lưu Nguyệt Hoa đang đứng bên cạnh mình. Vâng, cậu chủ. Lưu Nguyệt Hoa cười nói với Hoàng Thiên một cái, sau đó lấy ra 3 tỷ rưỡi tiền mặt ném tới trước mặt Trịnh Lạc Bình. Cậu chủ, Hoàng Thiên là cậu chủ sao? Lê Hạ Mai nghe thấy Lưu Nguyệt Hốc vừa gọi Hoàng Thiên là cậu chủ, kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên. Có rất nhiều cậu chủ, nhưng giống như Hoàng Thiên, anh chỉ cần nói vài câu là đã lấy ra được số tiền mấy trăm tỷ, thì tuyệt đối chỉ có những gia tộc vô cùng giàu có mới làm được. Trương Lan Phượng lúc này mừng thầm trong lòng, nợ 3 tỷ rưỡi này, tính ra tiền lãi một ngày đã là bằng một nửa số tiền vay, 3 tỷ rưỡi này suýt chút nữa giết chết bà ta. Nhưng Hoàng Thiên đến, trực tiếp giúp bà ta trả hết nợ, ước chừng Trịnh Lạc Bình cũng không dám đòi số tiền lãi còn lại đâu. Hơn nữa Hoàng Thiên lại làm ầm ĩ như vậy, Trương Lan Phượng cảm thấy chính mình có con rể như vậy, thật là đáng mặt. Hừ, Trịnh Lạc Bình, tên khốn kiếp, cho ông 3 tỷ rưỡi, ông còn dám đòi sao? Trương Lan Phượng hai tay chống nạnh đến bên cạnh Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình vẫn là quỳ dưới chân Hoàng Thiên, nhìn 3 tỷ rưỡi trước mặt, Trịnh Lạc Bình thật sự không dám nhận. Ông ta trừng mắt nhìn Trương Lan Phượng, thầm nghĩ người đàn bà đáng chết này, nếu không phải có con rể như Hoàng Thiên, bà ta dám ngông cuồng như vậy thì ông ta đã xé xác bà ra rồi. Ngài Hoàng Thiên, tôi không dám nhận đâu ạ. Trịnh Lạc Bình nhìn Hoàng Thiên thật kỹ, ông ta thật sự không dám đòi cái này. Nhìn thấy Trịnh Lạc Bình không chịu nhận tiền, Hoàng Thiên không khỏi cười lạnh lùng nói, ông cứ nhận tiền, tôi không bao giờ nợ ai cả. Đúng, đúng, vậy thì ngài Hoàng Thiên, tôi xin nhận tiền. Trịnh Lạc Bình không dám cãi lại, hiện tại ông ta chỉ muốn nịnh hót Hoàng Thiên, không muốn chọc cho Hoàng Thiên nổi giận sợ rằng anh sẽ giết chết ông ta. Lan Phượng, con rể bà đúng là quá giỏi, trời ạ, có thể trấn áp ông chủ Bình đến như thế. Lưu Vân Lan ghen tị nhìn Trương Lan Phượng, bà ta còn chưa khỏi kinh ngạc. Nghe thế Trương Lan Phượng trong lòng đắc ý, thật không ngờ. Người con rể vô dụng trước đây đã khiến cho bà ta nở mày nở mặt. Đúng rồi, con rể Hoàng Thiên thật là giàu có, nhìn 525 tỷ này xem, trong một lúc ai có thể lấy ra được nhiều tiền như thế chứ. Trương Lan Phượng rất tự đắc, cố tình điều chỉnh âm thanh rất lớn vì sợ người khác không nghe thấy. Hoàng Thiên thực sự chán ngán, Trương Thiến Vân kinh khủng đến mức Hoàng Thiên suýt nữa nôn mửa. Nguyệt Hoa, về trước đi. Hoàng Thiên nói với Lưu Nguyệt Hoa. Dạ. Lưu Nguyệt Hoa gật đầu, cùng mấy người hộ tống rời đi đây. 525 tỷ được bốc vác, vận chuyển đi mà mấy chục người vẫn không nỡ nhìn theo, bọn họ đều cảm thấy nhìn cho đã mắt. Nếu không ngày hôm nay không có chuyện này xảy ra, e rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy tận mắt nhiều tiền mặt như vậy. Trương Lan Phượng thấy nhiều tiền như vậy bị vận chuyển đi, trong lòng thực ngứa ngáy. Chỉ cần Hoàng Thiên tùy tiện cho bà ta một chút, bà ta sẽ phát tài ngay. Con rể của mẹ, đừng chờ hết về, hãy cho mẹ một ít, nếu cần con hào phóng một chút, mẹ chơi mà trượt cả đời cũng không hết. Trương Lan Phượng táo tợn, đến trước mặt Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên hận không thể tát Trương Lan Phượng một cái chết luôn, đây cũng thật là không biết xấu hổ mà. Mới vừa trả cho bà ta khoản nợ 3 tỷ rưỡi vì đánh bài thua, bà ta còn không biết đủ mà còn có mặt mũi tới đây đòi tiền. Cũng không phải là do Hoàng Thiên keo kiệt, chẳng qua là Trương Lan Phượng như vậy, không thể tiếp tay cho thói xấu này được. Nếu như bà không tiếp tục đánh bài thua, vậy 3 tỷ rưỡi không đủ để bà chơi mạt chược hay sao? Hoàng Thiên hỏi ngược lại Trương Lan Phượng.
Da mặt của Trương Lan Phượng thật là dày, bà ta cười cười nói, kha kha, 3,5 tỷ có tính là cái gì, đối với con mà nói thì cũng chỉ như là mưa bụi mà thôi. Con không cần cho mẹ nhiều tiền đâu, chỉ cần 1,350 triệu là được rồi. Tôi cho bà một cái tát vào mặt thì bà có muốn hay không hả? Vẻ mặt của Hoàng Thiên đen lại, im lặng nhìn Trương Lan Phượng. Con mẹ nó! Trương Lan Phượng giận đến mức trực tiếp trợn to mắt nhìn anh, bị Hoàng Thiên dạy bảo ở trước mặt mọi người như vậy, bà cũng không có đất mà trốn được. Đặc biệt là còn có chị em tốt Lưu Vân Lan ở chỗ này, vốn định khoe khoang ở trước mặt Lưu Vân Lan một chút, cho rằng là khi ở trước mặt người ngoài thì Hoàng Thiên vẫn sẽ cho bà ta một chút mặt mũi, đồng thời bà ta cũng có thể lấy được 350 triệu. Nhưng mà không ngờ tới là, Hoàng Thiên lại có thể không cho bà ta một chút mặt mũi nào cả, điều này khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng tức giận. Hoàng Thiên, cậu thật đúng là một tên bùn xỉn, tôi thật là xui xẻo khi có người con rể như cậu. Trương Lan Phượng lập tức thay đổi vẻ mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên một cái. Hoàng Thiên đã sớm nhìn đủ vẻ mặt này của Trương Lan Phượng rồi, anh cũng lười phải để ý đến Trương Lan Phượng nữa. Nếu không phải là vì Ngọc An, bà cho rằng tôi sẽ quản mấy chuyện rách nát này của bà hay sao? Trương Lan Phượng, sau này khi bà nói chuyện với tôi thì chú ý một chút, đừng có mà cho mặt mũi rồi còn không cần. Hoàng Thiên chỉ vào mặt Trương Lan Phượng nói, trách mắng một trận. Vận đổi sao rời, cứ nghĩ đến việc trước kia Trương Lan Phượng quá đáng như vậy, tự nhiên là Hoàng Thiên cũng không muốn cho bà ta vẻ mặt tốt. Cậu, Trương Lan Phượng thiếu chút nữa tức giận tới mức phát bệnh tim, chỉ vào Hoàng Thiên, một câu cũng không thể nói ra được. Ngài Hoàng Thiên, hình như quan hệ giữa anh và mẹ vợ cũng không được quá hòa thuận nha. Đúng lúc này Lê Hạ Mai khẽ mỉm cười đi tới, nhỏ tiếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Lê Hạ Mai trước mặt một chút, nếu không phải là Lê Hạ Mai vẫn luôn chờ thời cơ hành động, có thể hôm nay đúng thật là một phiền phức. Bởi vì dưới trướng của Trịnh Lạc Bình có rất nhiều thuộc hạ, hơn nữa số lượng thuộc hạ của Lê Hạ Mai cũng phải 20-30 người, số người quá nhiều, Hoàng Thiên chưa chắc đã có thể thuận lợi giải quyết Trịnh Lạc Bình. Hơn nữa chính là bởi vì giúp Hoàng Thiên, nên Lê Hạ Mai và Trịnh Lạc Bình cũng coi như là trở mặt với nhau, tất nhiên là sẽ bị Trịnh Lạc Bình ghi hận. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Thiên nói với Lê Hạ Mai, cô Mai, sau này cô phải cẩn thận với Trịnh Lạc Bình, tên này là một kẻ rất nguyềm, cô phải chuẩn bị tâm lý trước. Tiếng nói rất nhỏ, Hoàng Thiên cũng gần như là nói sát vào bên tai của Lê Hạ Mai, chỉ để cho một mình cô ta nghe được. Mặt của Lê Hạ Mai trong nháy mắt đỏ lên, Hoàng Thiên nói chuyện như vậy với cô ta, động tác kia rất là thân mật. Hơn nữa là cô ta còn vốn có cảm tình với Hoàng Thiên, được Hoàng Thiên thân cận như vậy, cô ta ngay lập tức đỏ mặt, nhịp tim cũng đập rất nhanh. Tôi sẽ nhớ kỹ. Lê Hạ Mai gật đầu một cái, dịu dàng nhìn Hoàng Thiên, sau đó lập tức rời tầm mắt đi chỗ khác. Hoàng Thiên cũng không phải là nam sắt thép, tự nhiên là cũng nhìn ra được, thật ra là Lê Hạ Mai động lòng với anh. Chỗ này không nên ở lại lâu, Hoàng Thiên cảm giác mình và Lê Hạ Mai không cần phải có tiếp xúc quá nhiều. Được, vậy tôi đi về trước. Hoàng Thiên cười nhẹ một tiếng với Lê Hạ Mai, chuẩn bị dẫn theo mọi người trở về thành phố Bắc Ninh. Anh Thiên, anh chờ một chút. Lê Hạ Mai đột nhiên có chút nóng nảy, vội vàng đuổi theo. Hoàng Thiên quay đầu lại nhìn, Lê Hạ Mai muốn nói lại thôi, giống như là có rất nhiều lời muốn nói với anh. Đúng thật là bây giờ Lê Hạ Mai muốn cùng Hoàng Thiên uống một ly cà phê, có thể ngồi xuống tâm sự với nhau thật tốt. Nhưng cái suy nghĩ này hiển nhiên là không thực tế một chút nào, Hoàng Thiên muốn rời khỏi nơi này, không thể nào nói chuyện riêng với cô ta được. Hoàng Thiên, chúng ta được xem như là bạn bè có đúng không? Sau khi Lê Hạ Mai đuổi theo Hoàng Thiên, nhìn Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên sao có thể không hiểu được tấm lòng của Lê Hạ Mai, thấy cô hỏi như vậy, Hoàng Thiên nói, đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn bè mà. Ừ, vậy anh hãy cho tôi số điện thoại di động của anh đi, bạn bè thì cũng nên liên lạc thường xuyên, có đúng không? Lê Hạ Mai cười một tiếng mê người, lúc cô ta nói ra lời này thì cũng đồng thời lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lưu số điện thoại của Hoàng Thiên lại. Hoàng Thiên quả thật là có chút bị làm khó, nếu đúng thật là làm bạn bè như bình thường, vậy đương nhiên là không có gì khó khăn rồi. Nhưng mà Lê Hạ Mai đây muốn số điện thoại của anh. Cũng không phải là liên lạc đơn giản như bạn bè bình thường, cô bé này đúng là đã nhìn chúng anh rồi, đây là muốn theo đuổi anh mà. Anh yên tâm, tôi sẽ không phá hoại gia đình của anh đâu, chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Lê Hạ Mai nhìn thấu sự băn khoăn của Hoàng Thiên, lúc này lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu. Hoàng Thiên nhìn Lê Hạ Mai một chút, mặc dù không dám xác định là lời này của cô ta có phải là lời nói thật lòng hay không,
nhưng trong lòng của Hoàng Thiên cũng thấy yên tâm hơn không ít. Vì vậy Hoàng Thiên đưa số điện thoại của mình cho Lê Hạ Mai rồi cô ta gọi sang máy của Hoàng Thiên, bảo Hoàng Thiên cũng lưu lại số điện thoại của cô ta. Sau khi nói lời tạm biệt với Lê Hạ Mai, Hoàng Thiên dẫn theo mấy người Lã Việt lên xe. Trương Lan Phượng sợ là Hoàng Thiên sẽ vứt mình lại đây, nên vội vàng đi theo Lưu Vân Lan, đi lên xe trước tiên. Nếu như bị bỏ lại, kết quả của Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan có thể sẽ rất thảm, hai người bọn họ cũng không dám tự mình rời đi, nếu không tốt thì còn sẽ bị Trịnh Lạc Bình bắt lại nữa. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Trương Lan Phượng muốn lên xe của anh, trong lòng cảm thấy cực kỳ phiền phức và không muốn. Hai người ngồi xe khác đi, không được ngồi vào xe của tôi. Hoàng Thiên nói với Trương Lan Phượng và Lưu Vân Lan. Hừ, nhìn cái dáng vẻ chết tiệt này của cậu một chút đi, bây giờ cậu có cầu xin tôi ngồi xe của cậu thì tôi cũng không thèm. Trương Lan Phượng tức giận nói, lôi kéo Lưu Vân Lan đi lên xe khác. Hoàng Thiên không có để ý tới Trương Lan Phượng, lái xe chạy thẳng tới thành phố Bắc Ninh. Lã Việt dẫn theo thuộc hạ của mình, đi theo Hoàng Thiên trở về. Sau khi đi đến thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên cho người đưa Trương Lan Phượng về nhà, còn anh thì lái xe đi về nhà. Lần này không chỉ cứu Trương Lan Phượng ra ngoài, mà hai thuộc hạ trong đội bảo vệ Trương Lan Phượng cũng đều đi theo Hoàng Thiên trở về. Ngược lại hai người này cũng không có bị làm khó, chẳng qua là bị Trịnh Lạc Bình bắt được, trước khi đi Hoàng Thiên cũng đòi người lại từ chỗ Trịnh Lạc Bình. Hoàng Thiên vẫn để cho hai thuộc hạ trong đội này tiếp tục ở gần nhà Trương Lan Phượng như cũ, phụ trách bảo vệ bà ta. Cái người mẹ vợ không thể bớt lo này, còn có thành viên đội bảo vệ luôn gặp chuyện không may nữa, Hoàng Thiên thật đúng là đủ nhức đầu. Sau khi trở về nhà, Hoàng Thiên gặp được Lâm Ngọc An. Lúc này Lâm Ngọc An lo lắng đến sắp không chịu được rồi. Cô vốn định gọi điện thoại cho Hoàng Thiên để hỏi thăm tình hình một chút, nhưng lại sợ Hoàng Thiên bị phân tâm, lái xe không an toàn, cho nên vẫn luôn chịu đựng. Thấy Hoàng Thiên trở lại, Lâm Ngọc An vội vàng tiến lên đón. Làm sao rồi, mẹ không có sao chứ? Lâm Ngọc An hỏi Hoàng Thiên. Bà ấy không bị làm sao, đã về nhà rồi. Hoàng Thiên mỉm cười dịu dàng nói với Lâm Ngọc An. Rốt cuộc Lâm Ngọc An cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn Hoàng Thiên, cảm thấy vô cùng biết ơn đối với anh. Thời gian dài như vậy cho tới bây giờ, bên cạnh cô vẫn luôn xảy ra rất nhiều biến cố, nếu không phải là có Hoàng Thiên ở đây, sợ rằng là bầu trời của cô sẽ sụp đổ mất. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, làm sao mẹ lại bị bắt? Sau khi tâm trạng của Lâm Ngọc An ổn định lại, cô tò mò hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên kể lại đơn giản những chuyện đã trải qua với Lâm Ngọc An một cái, đương nhiên, chuyện gặp phải Lê Hạ Mai, Hoàng Thiên chỉ nói qua mà thôi, dù sao thì cũng không thể để cho vợ mình suy nghĩ lung tung được. Lâm Ngọc An nghe xong, cảm thấy thật kinh hãi, đồng thời cũng rất tức giận. Cô cũng không biết nói gì về người mẹ này của mình nữa. Hai, mẹ đúng thật là giỏi gây rắc rối. Lâm Ngọc An khẽ thở dài một tiếng, rúc vào trong ngực của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ôm Lâm Ngọc An, hai người lại nói chuyện một hồi, Lâm Ngọc An cảm thấy không yên lòng, định chuẩn bị đi thăm Trương Lan Phượng một chút. Hoàng Thiên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cùng cô đi đến nhà Trương Lan Phượng. Đương nhiên là Hoàng Thiên lười phải để ý tới Trương Lan Phượng, Lâm Ngọc An cũng nhìn ra được, Hoàng Thiên và Trương Lan Phượng vẫn luôn ầm ĩ không vui. Cho nên sau khi cô nhìn thấy Trương Lan Phượng không có chuyện gì thì lập tức đi về nhà cùng Hoàng Thiên. Đến buổi tối, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An mới vừa ăn cơm tối xong, hai vợ chồng chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ, nhưng đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Thiên mở cửa ra lập tức nhìn thấy một thành viên trong đội đứng ở trước cửa. Ngài Thiên, có một tên nhân viên khả nghi đã bị chúng tôi khống chế được, người này đã đi qua đi lại mấy vòng ở khu vực gần biệt thự, lén lén lút lút. Thuộc hạ báo cáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hơi khẽ cau mày, nghĩ thầm còn có để cho người ta được yên tĩnh một lúc không hả? Mới vừa giải quyết xong chuyện rách nát của Trương Lan Phượng, đang chuẩn bị đi tản bộ cùng vợ đây, lại có một tên nhân viên khả nghi tìm tới cửa. Người ở đâu? Hoàng Thiên cái người thuộc hạ này. Ngài Thiên đi theo tôi. Thuộc hạ vừa nói, vừa xoay người dẫn Hoàng Thiên đi về phía cửa sau của biệt thự. Lúc này ở phía cửa sau của biệt thự, có một chiếc xe 16 chỗ đang đậu ở đó. Đây là chiếc xe của hai người thuộc hạ phụ trách công việc đảm bảo an ninh cho biệt thự. Chính là ông ta. Thuộc hạ mở cửa xe ra, sau đó chỉ vào một người đàn ông ở trong xe, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn người đàn ông này một chút, trong lòng thấy cực kỳ kinh ngạc, tại sao lại là ông ta? Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Hoàng Thiên vốn là đã đủ giật mình. Nhưng khi anh nhìn thấy những vết thương ở trên mặt ông ta, thì lại càng khiếp sợ không thôi.
Người này chính là chú của Lê Hạ Mai, Lê Việt Cường. Chỉ thấy khuôn mặt của Lê Việt Cường bầm tím, lỗ mũi còn có vết máu đã khô, mà điều đặc biệt dọa người nhất chính là phần đầu, cũng bị đánh đến mức bể đầu chảy máu, tất cả đều là vết thương. Này! Hoàng Thiên nhìn Lê Việt Cường, một lúc lâu cũng không thể nói nên lời. Cậu Thiên! Lê Việt Cường oa một tiếng lập tức gào khóc lên, quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy chân của Hoàng Thiên. Vừa khóc, cơ thể của Lê Việt Cường vừa run rẩy, hơn nữa còn run rẩy rất có nhịp điệu, khóc tới mức phải gọi là rất thương tâm. Cũng khóc tới mức khiến cho Hoàng Thiên phải thấy bối rối, nghĩ thầm đây là cái tình huống gì vậy? Phải biết, mặc dù Lê Việt Cường không được tính là một người rất tài giỏi, nhưng mà ông ta chắc chắn là một con người rất kiên cường. Lúc mà ở sòng bạc chỗ sườn núi, Lê Việt Cường không biết là có bao nhiêu uy phong, người như vậy làm sao có thể khóc lớn tiếng như này được đây? Chắc chắn là do đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ oan ức, điểm này, trong lòng Hoàng Thiên vẫn còn nắm chắc. Người không thương tâm không rơi nước mắt, cho nên Hoàng Thiên rất thông cảm, cũng không có đi cười nhạo Lê Việt Cường. Ông Cường này, ông nhanh đứng lên mau, đừng quỳ. Hoàng Thiên vừa nói, vừa đỡ Lê Việt Cường dậy. Lê Việt Cường vẫn không chịu đứng lên, giống như là chỉ có khi quỳ gối ở dưới chân Hoàng Thiên, trong lòng của ông ta mới có thể thấy yên tâm. Cậu Thiên, tôi tới đây là để cầu xin sự giúp đỡ của anh cứ để cho tôi quỳ đi. Lê Việt Cường vừa nói, vừa muốn Hoàng Thiên để cho mình quỳ xuống. Thôi quên đi, có chuyện gì ông cứ việc nói thẳng ra, đừng có làm những chuyện vô dụng này nữa. Hoàng Thiên nói với Lê Việt Cường. Lê Việt Cường gật đầu một cái, khóc nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, anh nói xem cháu gái của tôi đối xử với anh như thế nào. Câu hỏi này khiến Hoàng Thiên ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có liên quan đến Lê Hạ Mai sao? Cô ấy đối xử với tôi cũng không tệ, sao vậy? Hoàng Thiên hỏi Lê Việt Cường. Cháu gái của tôi đã gặp nạn, cậu Thiên, bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu được con bé mà thôi, anh nhất định phải mau chóng giúp chúng tôi, nếu không con bé sẽ lập tức xong mất. Lê Việt Cường lại khóc oa oa, khóc tới mức phải gọi là cực kỳ đau lòng. Hoàng Thiên thấy say rồi, Lê Việt Cường này còn không ngừng khóc lóc, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ông có thể kiềm chế một chút đi được không vậy? Một người lớn như ông thì khóc cái gì mà khóc hả? Một người thuộc hạ thật sự là không thể nhìn nổi nữa, lớn tiếng trách mắng. Lê Việt Cường sợ hết hồn, vội vàng lau nước mắt một cái, không dám khóc nữa. Lên xe đi rồi nói. Hoàng Thiên chỉ vào xe của mình, bảo Lê Việt Cường lên xe. Anh không để cho Lê Việt Cường vào biệt thự, vì dù sao đó cũng là nhà của anh và Lâm Ngọc An, làm sao có thể để cho một người không thân thiết gì tùy tiện ra vào được. Lê Việt Cường gật đầu một cái, đi theo phía sau lưng Hoàng Thiên, cùng đi lên xe. Nói từ từ thôi, đừng có gấp. Hoàng Thiên đưa cho Lê Việt Cường một chai nước suối. Lê Việt Cường đúng thật là cũng đang khát nước, một mạch tìm đến thành phố Bắc Ninh, rồi sau đó lại phải tìm đến nhà của Hoàng Thiên nữa, ông ta vừa thấy mệt mỏi vừa khát nước. Sau khi uống một ngụm nước lớn, Lê Việt Cường nói, cậu Thiên, sau khi các anh đi, cháu gái của tôi lập tức ra lệnh cho sòng bạc tạm thời đóng cửa không buôn bán. Anh có nói với con bé là phải đề phòng Trịnh Lạc Bình, con bé cũng rất nghe lời anh nói, tăng cường sự đề phòng đối với Trịnh Lạc Bình. Sau đó thì sao? Hoàng Thiên liếc nhìn Lê Việt Cường một cái, phát hiện năng lực biểu đạt của người này thật sự là có vấn đề mà, nói lâu như vậy cũng không thể nghe hiểu là ông ta muốn biểu đạt cái gì. Đến tối, cháu gái của tôi đã lập tức xảy ra chuyện, bị Trịnh Lạc Bình bắt đi. Lê Việt Cường kích động nói. Hoàng Thiên nghe vậy không khỏi nhíu mày lại. Mặc dù anh đã sớm nhìn ra Trịnh Lạc Bình không phải là người tốt lành gì, nhưng mà không ngờ là Trịnh Lạc Bình lại có thể làm được chuyện như thế này. Hơn nữa cha của Lê Hạ Mai còn là bạn tốt của Trịnh Lạc Bình này lại có thể ra tay ác độc như vậy với Lê Hạ Mai. Chuyện mà anh lo lắng vào ban ngày, xảy ra, điều này khiến cho Hoàng Thiên thấy rất tức giận, đồng thời cũng có chút buồn bực. Lê Hạ Mai là vì giúp anh nên mới bị Trịnh Lạc Bình ghi hận, chuyện này, anh phải có trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên không có cách nào bình tĩnh được, anh không cho phép Lê Hạ Mai gặp phải chuyện không hay. Đó vẫn là một cô gái rất tốt. Bây giờ anh của ông có biết gì không? Hoàng Thiên hỏi Lê Việt Cường. Đương nhiên là có biết rồi, sau khi anh của tôi biết con gái của mình bị Trịnh Lạc Bình bắt lại, cũng tức giận không nhẹ, nhất quyết phải đến nhà của Trịnh Lạc Bình đòi người. Kết quả anh của tôi cũng không thấy đi ra ngoài. Vẻ mặt Lê Việt Cường đau khổ nói. Ông không có đi cùng vào đó. Hoàng Thiên rất im lặng nhìn Lê Việt Cường, nghĩ thầm người này lúc ban ngày vẫn còn rất phách lối, làm sao mà bây giờ lại biến thành như thế này. Tôi đi phía sau,
Kết quả bị Trịnh Lạc Bình mạnh mẽ đánh cho một trận, nếu không phải là tôi chạy nhanh thì cái mạng này cũng bị ném lại ở nhà Trịnh Lạc Bình rồi. Lê Việt Cường tức giận nói. Rốt cuộc thì Hoàng Thiên cũng nghe hiểu là đã xảy ra chuyện gì, xem ra bây giờ không chỉ có mỗi Lê Hạ Mai bị bắt, mà ngay cả cha của Lê Hạ Mai cũng rơi vào trong tay Trịnh Lạc Bình. Cậu Thiên, phải làm như thế nào bây giờ? Tôi biết là anh chắc chắn có bản lĩnh cứu Hạ Mai và anh tôi ra, anh nhất định phải giúp một tay đó, nể mặt Hạ Mai thích anh như vậy. Lê Việt Cường còn thật biết nói chuyện, trực tiếp lôi Lê Hạ Mai ra, không cho phép Hoàng Thiên từ chối. Thật ra thì cho dù Lê Việt Cường không nói, Hoàng Thiên cũng không thể ngồi yên mặc kệ được. Chuyện này là do Hoàng Thiên mà nên, nếu như Lê Hạ Mai không giúp đỡ Hoàng Thiên, thì cô cũng sẽ không đắc tội Trịnh Lạc Bình. Không phải nói nữa, dẫn tôi đến nhà Trịnh Lạc Bình đi, tôi sẽ đến chỗ anh ta đòi người. Hoàng Thiên vẩy vẩy điếu thuốc, trầm giọng nói với Lê Việt Cường. Được được được, cậu Thiên Anh là người rất trọng tình nghĩa. Lê Việt Cường kích động không thôi, vội vàng xuống xe, chạy về phía xe của anh. Chỉ thấy Lê Việt Cường lấy tốc độ nhanh nhất lên xe, sau đó lái xe rời khỏi biệt thự của Hoàng Thiên. Cậu Thiên, anh có muốn chúng tôi đi cùng với anh hay không? Một cấp dưới đứng trước cửa xe của Hoàng Thiên, hỏi Hoàng Thiên. Không cần, các anh hãy bảo vệ vợ của tôi thật tốt. Hoàng Thiên nói. Vâng. Hai người cấp dưới cùng lên tiếng đáp lại. Hoàng Thiên mạnh mẽ giẫm ga, xe của anh lăn bánh, cũng rời khỏi biệt thự. Xe của Lê Việt Cường đã chạy lên trên đường, ông ta lái xe chậm lại, chờ Hoàng Thiên đuổi theo. Hoàng Thiên đuổi theo, Lê Việt Cường tăng tốc độ lên mức cao nhất. Mà tốc độ của Hoàng Thiên còn nhanh hơn, đương nhiên, anh vẫn đi theo phía xe Lê Việt Cường. Trên đường đi, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Lã Việt, bảo Lã Việt nhanh chóng dẫn theo người chạy đến đó. Đối với cái tên Trịnh Lạc Bình này, Hoàng Thiên đương nhiên là không thể khinh thường được, cho nên anh vẫn muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dọc đường đi không nói lời nào, Hoàng Thiên một lần nữa đi tới trấn Kim Thanh. Nhưng mà lần này không có đi vào núi, Lê Việt Cường cho xe dừng ở ven đường, xuống xe chạy chậm tới trước xe của Hoàng Thiên. Cậu Thiên, nhà của Trịnh Lạc Bình ở trấn trên, chỉ với hai người chúng ta, hình như cũng không giải quyết được. Trong lòng Lê Việt Cường cảm thấy rất không chắc chắn, nhìn Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên nhìn Lê Việt Cường một chút, không nhịn được thản nhiên cười một tiếng. Ông Cường, ông cảm thấy là còn có thể kéo dài nữa hay sao? Nhanh lên phía trước dẫn đường đi, đến nhà Trịnh Lạc Bình. Nhưng mà, chỉ với hai chúng ta đi tìm Trịnh Lạc Bình, vậy thì chính là đến chịu chết mà. Lê Việt Cường do dự, mặc dù ông đã thấy khâm phục Hoàng Thiên từ sớm, nhưng mà dù sao ở đây cũng chỉ có một mình Hoàng Thiên, ông ta vẫn thấy rất không ổn. Không sao đâu, cứu người quan trọng hơn. Hoàng Thiên phất phất tay với Lê Việt Cường. Lê Việt Cường cắn răng, bây giờ ông ta cũng phải liều mạng, Hoàng Thiên đã không sợ, vậy thì ông ta lại càng không thể sợ được. Được cậu Thiên, vậy chúng ta đi thôi. Lê Việt Cường vừa nói, vừa nhanh chóng lên xe, trực tiếp đi về phía nhà của Trịnh Lạc Bình. Trấn nhỏ không lớn, cũng chỉ có 3-4 con phố, Lê Việt Cường lái xe đến chỗ con phố cuối cùng. Lê Việt Cường dừng xe lại ở trước một căn nhà 3 tầng. Ông ta ỷ vào lá gan lớn mà xuống xe, đi tới bên cạnh xe của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không đi vào, Lê Việt Cường cũng không dám đi vào trước, bởi vì ông ta biết được là Trịnh Lạc Bình có bao nhiêu tàn nhẫn. Hoàng Thiên đứng ở trước cửa nhà Trịnh Lạc Bình nhìn một chút, phát hiện nhà của cái tên Trịnh Lạc Bình còn rất có phong thái, trong cả trấn nhỏ này, cũng chỉ căn biệt thự 3 tầng hiện đại này hấp dẫn tầm nhìn nhất. Đi gọi cửa. Hoàng Thiên nói với Lê Việt Cường, sau đó gửi vị trí tọa độ chính xác cho Lã Việt. Lúc này Lã Việt gọi điện thoại tới, cậu Thiên, chúng tôi sẽ nhanh chóng đi đến đó. Hoàng Thiên đáp lại một tiếng, cúp điện thoại. Mà lúc này, Lê Việt Cường đã sớm đi đến trước cánh cửa lớn màu đen, bắt đầu gõ cửa. Hoàng Thiên đứng ở phía sau nhìn Lê Việt Cường, phát hiện hai chân của người này cũng đang run, Hoàng Thiên cảm thấy thật là không biết nói gì nữa. Rất nhanh, cửa lớn bị người đẩy ra từ bên trong, một người đàn ông có mũi chim ưng nhìn ra bên ngoài. Liếc mắt lập tức nhìn thấy Lê Việt Cường đứng ở cửa. Mẹ kiếp, ông còn dám tới đây chịu chết. Tên mũi chim ưng trợn tròn mắt hạt châu, tức giận mắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.